Ánh mắt của Đường Tâm khẽ ngưng lại, nói. Nếu như có thể nói như vậy, đó là tốt nhất. Chuyện cũ trước kia, ta một mực không nhắc tới nữa. Đường Khánh mỉm cười nói. Đây mới là lòng dạ cùng với khí phách mà một đời bá chủ nên có. Người đi theo ta, ta dẫn người đi gặp một nhân vật rất trọng yếu. Đợi người cái gì cũng đừng nói, chỉ nhìn là được rồi. Đường Tâm gật đầu, hai người trực tiếp đi vào bên trong thiền điện, bên trong không có một bóng người, có vẻ có chút âm trầm. Đường Khánh vung tay lên, đại lượng phù văn từ trong tay bay ra, một chút đem bốn phía cấm chế xuống tới, có vẻ cực kỳ cẩn thận. Sau đó hắn lấy ra ngọc bội, trực tiếp bóp nát, ném vào trên mặt đất. Con người của Đường Tâm hơi co lại, hắn liếc mắt liền nhìn ra cả vùng đất đều có trận pháp trong đó, theo ngọc thạch bột phấn ngâm nhập, một chút kích hoạt đứng lên, dâng lên vô số thanh quang. Bên trong tia sáng kia chậm rãi xuất hiện thân ảnh của một gã nam tử, khuôn mặt uy nghiêm, bất mãn hết sức nói. Đường Khánh, dĩ nhiên kéo dài lâu như vậy. Trong lòng của Đường Tâm cả kinh, ngưng mắt nhìn lại. Người nọ thập phần lạ mặt, không biết là người phương nào, dám đối với cha mình trách móc nặng nề. Người kia sắc mặt cũng phát hiện hắn, hơi biến sắc mặt, cả giận nói. Người này là ai? Đường Khánh mỉm cười nói. Vừa mới có việc trì hoãn, người này là con ta Đường Tâm, Vi Thanh đại nhân không cần đa nghi. Vi Thanh. Đường Tâm hơi trầm ngâm một chút, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức hiểu người trước mắt là ai. Trong lòng hắn tựa hồ thoáng chút chợt hiểu, khó trách cha của mình dám đập nồi dìm thuyền như thế, thoáng cái đã đem Hồng Nguyệt Thành lấy xuống, nguyên lai đúng là có vị đại nhân này ở sau làm chỗ dựa, ánh mắt không khỏi trở nên cực nóng bỏng. Vi Thanh vẻ mặt lạnh lẽo, hừ nói. Thế nào, người dự định thoái ẩn thiên hạ, đem Hồng Nguyệt Thành truyền cho người này rồi. Đường Khánh cười to nói. Ha ha, lão phu xác thực đưa hắn coi là người nối nghiệp, lúc này mới dẫn hắn tới nhận thức đại nhân. Vi Thanh hừ nói, ta đối với việc cua ơ ngươi không có hứng thú, ngươi bây giờ nhanh lên giúp ta làm hai chuyện. Đường Khánh nhăn lại mi tới, nói, chuyện gì để Vi Thanh đại nhân lo nghĩ như vậy? Vi Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, Lý Vân Tiêu ngươi nên biết chứ. Đường Khánh thần sắc khẽ động, Đường Tâm cũng là có chút ngạc nhiên đứng lên, hai người nhìn nhau một cái, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đường Khánh nói, Hồng Nguyệt Thành ta khắp thiên hạ phát lệnh truy nã Lý Vân Tiêu đã không phải là một hai ngày, đương nhiên biết. Vi Thanh nói, người này trọng yếu phi thường, ta cố ý phái Phong Tử Kiệt đi bắt hắn, để phòng ngừa vạn nhất, còn để Tiểu Kiêu và Hoán Diệt âm thầm theo dõi. Đường Khánh cả kinh nói, Phong Tử Kiệt là đại nhân ngài phái tới. Vi Thanh gật đầu nói, ừ, làm sao vậy? Đường Khánh cười khổ không thôi, nói, Thảo nào Phong Tử Kiệt và Lý Vân Tiêu sẽ ở Phong Linh Thành đại chiến một trận. Đại chiến. Vi Thanh sắc mặt trầm xuống, nói. Kết quả làm sao, Lý Vân Tiêu không chết chứ? Đường Khánh nhướng mày cười nói. Nghe ý của đại nhân, tựa hồ rất không hy vọng Lý Vân Tiêu chết. Vi Thanh lạnh lùng nói. Đường Khánh, người muốn thăm dò tin tức của ta. Đường Khánh vội hỏi. Không dám. Về phần hai người đánh một trận kết quả tạm thời không rõ. Hắn lập tức đem biết tất cả đều nói ra. Từ Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt ở Phong Linh Thành đánh một trận, sau đó hai người đều truyền tống rời khỏi, lại có Phó Nghi Xuân đưa trở về tin tức, toàn bộ tường tận kể ra. Sắc mặt của Vi Thanh trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, nói. Người phái đi ra nhân thủ cùng với người của Hóa Thần Hải phái đi, hầu như toàn quân bị diệt. Hừm. Hồng Nguyệt Thành đã suy nhược đến nước này rồi sao? Ngay cả một hai cao thủ đều không thể lấy ra được. Đường Khánh không nhanh không chậm nói. Người của ta phái đi chỉ là vì bắt Lý Vân Tiêu, kết quả lại bị Hóa Thần Hải làm phiền hà, để Phong Tử Kiệt chém giết sạch sẽ. Nhưng không nghĩ Phong Tử Kiệt đúng là đại nhân ngài phái ra, trước đó cũng không cho ta biết, đại nhân có phải nên cho ta một cái công đạo hay không? Vi Thanh hừ lạnh nói. Ta bất quá là để hắn bắt Lý Vân Tiêu, ai biết sẽ chọc cho gặp chuyện không may tới. Lẽ nào bản tọa tùy tiện phái người vào Hồng Nguyệt Thành, đều phải trước tiên bắt chuyện với ngươi. Đường Khánh đại tông chủ thời gian cũng không tránh khỏi quá cao giá rồi. Đường Khánh nói. Được rồi, việc này cũng không nhắc lại. Vi Thanh đại nhân lần này triệu hoán ta, là vì chuyện gì? Vi Thanh lạnh giọng nói.
Sự tình hẳn là nằm ở chỗ lần này ẩu đả ngươi lấy được tin tức hẳn là có sai âm. Con ngươi của Đường Khánh hơi co lại, nói. Có ý tứ gì? Phi Thanh nói. Phong Tử Kiệt mặc dù biểu hiện ra thuận theo ta, nhưng kỳ thực sớm có phản bội ý, vì vậy ta phái ra Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai người đang âm thầm giám sát. Mà ở trước đó không lâu, bản mạng bài của hai người trực tiếp bể nát, hơn nữa Phong Tử Kiệt cũng cùng ta mất đi liên hệ. Cái gì? Đường Khánh thoáng chút giật mình đứng lên, thất thanh nói. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai vị đại nhân, chính là cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, làm sao có thể bản mạng bài nghiền nát? Phi Thanh âm mặt lạnh lùng, nói. Ta cũng hiểu được việc này thập phần kỳ hoặc, ở toàn bộ đông vực có thể làm được việc này, cũng chỉ có ngươi Hồng Nguyệt Thành rồi. Đường Khánh trầm giọng nói. Đại nhân là hoài nghi ta làm. Phi Thanh nói. Dĩ nhiên không phải, làm việc này đối với ngươi không hề chỗ tốt, ngươi là người thông minh. Đường Khánh trong lòng khẽ động, nói. Chẳng lẽ là Phong Tử Kiệt giết chết? Trên mặt Phi Thanh âm trầm bất định, nói. Phong Tử Kiệt đích xác thực lực rất mạnh, nhưng ở trong mắt ta còn chưa cường đại đến có thể chống lại hai gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Hơn nữa Phong Tử Kiệt cũng mất đi liên hệ, ta sợ rằng có cao nhân khác xuất thủ. Ngươi mới vừa rồi cùng ta nói ra tình huống, nghe vào quá mức bình thản, hoàn toàn không phù hợp với kết quả ba người đều xảy ra chuyện. Đường Khánh Hầu Nghi nói. Nhưng việc này còn có Hóa Thần Hải một đám đại sư kinh nghiệm bản thân, Phó Nghi Xuân không đến mức gạt ta. Phi Thanh nói. Bất kể như thế nào, người lập tức thay ta điều tra rõ chân tướng. Lý Vân Tiêu hạ lạc và cái chết của Tiểu Kiêu Hoán Diệt. Về phần Phong Tử Kiệt, để người của Hóa Thần Hải đi thu thập hắn đi. Đường Khánh tự tiếu phi tiếu nói rằng. Thế nào, đại nhân muốn mượn ma giết lừa sao? Phi Thanh lạnh lùng nói. Cái từ này nói ta rất không thích, nếu là đại tông chủ không hiểu dùng từ, nếu không ta tìm một Tư Thục tiên sinh tới dạy ngươi một chút. Đường Khánh cười nói. Có lợi liền hợp, vô lợi liền phân, cũng là nhân chi thường tình. Tìm Lý Vân Tiêu hạ lạc không khó lắm, nhưng cha ra hung thủ sát hại Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai vị đại nhân, ta sợ lực bất tòng tâm a. Phi Thanh trầm giọng nói. Hai chuyện này ngươi làm hết sức, ta sẽ có mặt khác an bài. Còn có, Lý Vân Tiêu không nên đả thương tính mạng hắn, ta muốn sống. Đường Khánh gật đầu nói. Hồng Nguyệt Thành sẽ hết mọi lực lượng hoàn thành việc đại nhân giao phó. Phi Thanh khẽ hừ một tiếng, thân ảnh liền ở trong màn sáng kia biến mất. Đường Khánh quay đầu, cười nói. Tâm Nhi, làm sao? Trên mặt của Đường Tâm bao phủ một tầng vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Phi Thanh này khó tránh khỏi quá mức bừa bãi rồi đi. Tuy là thánh vực nhân vật nổi tiếng, nhưng là không có tư cách đem chúng ta coi như thủ hạ sai sử. Đường Khánh gật đầu, nói. Nếu là không có Vi Thanh ở sau lưng, cái ghế Hồng Nguyệt Thành chi chủ này ta rất khó nắm bắt. Mà hắn cũng cần một người có thể khống chế Hồng Nguyệt Thành, lúc này mới vỗ tay mà hợp. Chúng ta tuy là quan hệ kết minh, nhưng kết minh cũng chia chủ yếu và thứ yếu, hơn nữa so sánh với hắn đối với Hồng Nguyệt Thành ỷ lại, vi phụ càng cần ỷ lại cho hắn. Đường Tâm nói. Hài Nhi minh bạch. Một ngày nào đó ta muốn cho Hồng Nguyệt Thành cùng với những người này chân chính ngồi ngang hàng. Đường Khánh khen. Chính phải có loại khí khái này. Thiên hạ bá chủ chính là độc bá nhất phương, không bị bất luận kẻ nào kiềm chế. Bây giờ Hồng Nguyệt Thành so với lục phái khác kém xa lắc, mấu chốt nhất cũng không phải là Hồng Nguyệt Thành trải qua khúc chiết, chỉnh thể thực lực đại tổn, mà là thực lực của vi phụ, so với lục đại tông chủ khác kém khá xa. Hắn có chút cụt hứng đứng lên. Đường Tâm vội hỏi. Phụ thân không cần đau buồn, sớm muộn có thể đuổi theo lục phái khác. Đường Khánh cười khổ lắc đầu, nói. Ngươi không cần an ủi vi phụ, ta cuộc đời này đỉnh phong đó là lúc này rồi, có thể làm cho tứ cực môn ngồi vững vàng Hồng Nguyệt Thành, ta cuộc đời này cũng đã không luyến tiếc. Hồng Nguyệt Thành muốn trở lại vinh quang, còn phải nhờ vào ngươi. Hắn vỗ vỗ vai Đường Tâm, Đường Tâm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở bên trong tâm bắt đầu nổi lên. Cả người tràn ngập lực lượng. May mà ngươi không để cho vi phụ thất vọng. Đường Khánh khen. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất luận kẻ nào đều là không dựa vào được, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Tâm thận trọng gật đầu, nói. Ta sẽ không để cho phụ thân đại nhân thất vọng. Lúc này bên trong Hồng Nguyệt Thành, liên tiếp bài tinh xảo trong sân nhỏ. Đám người La Thiên trở về, chỉ là sắc mặt đồi bại không ngớt, mỗi người vô tình.
Hồng Nguyệt Thành an bài nha hoàn hầu hạ mọi người, đều là ai nấy cẩn thận hầu hạ, không dám lên tiếng. Mấy người Kỳ Thắng Phong còn lại là Dịch Dung đã thành bộ dáng khác, những nha hoàn này ngược lại cũng không phân biệt ra được tới. Kiến Kỳ Thắng Phong không có bất cứ phân phó nào, tất cả mọi người trở về phòng của mình điều dưỡng thương thế đi, Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt cũng đều quay về phòng mình. Bạc Phú Kình còn lại là bị Kỳ Thắng Phong gọi lại, đang tiến nhập bên trong mật thất. Bạc Phú Kình sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn bóng lưng của Kỳ Thắng Phong, trong mắt đầy vẻ áy náy, không dám lên tiếng. Sau một lúc, còn là Kỳ Thắng Phong mở miệng nói. Những năm gần đây, người cũng chịu đủ nỗi khổ Nghê Thạch, xem như trừng phạt đúng tội rồi. Bạc Phú Kình cả người run lên, hai hàng thanh lệ chảy xuống, không nói gì ngưng ế. Được rồi, nếu ta không có giết ngươi, dĩ nhiên chính là tha thứ ngươi. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi đã bệnh nhập cao manh, nếu không trị liệu, sợ là hẳn phải chết ở dưới Nghê Thạch. Bạc Phú Kình rung giọng nói. Sư phụ cứu ta, sư phụ có phương pháp có thể cứu ta. Kỳ Thắng Phong nói. Lời vô ích sư môn nhất mạch vốn là ma phó truyền thừa mà đến, đối với Nghê Hồng Song Thạch, trong thiên hạ ai có thể rõ ràng bằng sư phụ của ngươi. Hừm, ngươi cho là vi sư năm đó thật là gặp các ngươi ám toán sao? Bạc Phú Kình cả người run lên, trên mặt tràn đầy thần sắc, một loại suy nghĩ chưa bao giờ có trong khoảnh khắc xông lên đầu. Kỳ Thắng Phong cười lạnh nói. Nếu không có ta cố ý bày cục, ngươi cho là bằng vào lỗ thông tử có thể đơn giản đả thương ta. Chỉ là để ta trăm triệu không có nghĩ tới là, hắn lại đem thực lực ẩn núp sâu như thế, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện chút nào, lúc này mới ở thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa tiếc nuối chung thân mà để cho ta thất vọng đau khổ và căm tức là, người dĩ nhiên cũng theo hắn đồng loạt ra tay, thật sự là rét lạnh tâm của vi sư. Bạc Phú Kình mồ hôi lạnh lã chã xuống, phát thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống, khóc giống nói. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Những năm gần đây mỗi khi nghĩ đến chuyện này, đều thống khổ. Kỳ Thắng Phong nói. Đứng lên đi, cũng lạ vi sư năm đó không có chuyện trước tiên đem kế hoạch nói cho ngươi, làm hại ngươi bị hắn lợi dụng. Ta cũng vì sợ đả thảo kinh xa, nghĩ không ra lỗ thông tử hữu dũng hữu mưu như thế, có thể liên tục phá bố trí của ta, cuối cùng đảo khách thành chủ. Trong mắt hắn ngoại trừ hàn khí ra, còn hiện lên dị thường âm trầm, tựa hồ đối với tên đệ tử này hết sức kiêng kỵ. Bạc Phú Kình khóc giống nói. Năm đó lỗ thông tử vội vội vàng vàng mà đến, đối với đệ tử nói sư phụ đã xảy ra chuyện, ta đây mới theo hắn một đường xông quan phá trận, không ngờ càng phá hủy đại sự của sư phụ. Sau lại thấy sư phụ xuất thủ, lại nghe tin hắn gièm pha, cho rằng sư phụ bị Nghê Thạch đầu độc, thần thức đã rồi không rõ, lúc này mới xúc động xuất thủ, đến nỗi vừa mất đủ thành thiên cổ di hận. Kỳ Thắng Phong hừ lạnh nói. Tâm tính của người ta phi thường rõ ràng, tuy có chút tiểu thông minh, nhưng là trung thành và tận tâm, không đến mức phản bội, bằng không ta há có thể tha cho tính mệnh của ngươi. Bạc Phú Kình nói. Sư phụ mới vừa nói năm xưa là có ý bố cục. Con người của Kỳ Thắng Phong hơi co lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. Lỗ thông tử người này ta đã sớm nhận thấy được hắn tâm thuật bất chính, vì vậy một mực đề phòng, nghĩ không ra hắn đúng là trước tiên đề phòng với ta. Hắn nhìn Bạc Phú Kình một cái, nói. Việc này còn phải từ khối Nghê Thạch này nói lên. Vi sư năm đó sau khi đạt được thạch này, mừng rỡ như điên, một lòng chìm đắm trong đó, như muốn luyện hóa, thành tựu cực âm thân thể. Nhưng ngươi cũng biết, lịch đại tổ tiên lưu lại ghi chú và tâm đắc, đều minh xác nói rõ Nghê Hồng Song Thạch không thể luyện hóa, chỉ có một đường. Nhưng vi năm xưa tâm cao khí ngạo, há sẽ tin tưởng chỗ này, vì vậy vừa luyện đó là 10 năm. Kết quả không có chút nào tiến triển, lúc này mới phải tin tưởng. Kỳ Thắng Phong có chút cảm khái nói. Nhân sinh có mấy cái 10 năm có thể cầm tới cho ngươi lãng phí. Bạc Phú Kình có chút mê hoặc, nói. Sư phụ không phải mới vừa nói chỉ có một đường sao? Kỳ Thắng Phong nói. Đúng thế, chỉ có một đường đó là tử tế, lấy tử, tới tế luyện song thạch, mặc dù có thể dung hợp, cũng đã không có sinh cơ. Không công vì người khác may áo cưới. Bạc Phú Kình đột nhiên sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, thất thanh nói. Lẽ nào, Kỳ Thắng Phong gật đầu nói. Không sai, ta vừa nhìn ngươi chỉ biết tu luyện là tử tế, thuật. Hắc hắc, chắc là lỗ thông tử truyền cho ngươi đi. Bạc Phú Kình vẻ mặt không có chút máu,
trong mắt ngoại trừ trống rỗng ra, còn có cực kỳ tức giận, hai tay xương cốt bóp nổ vang, lạnh giọng nói. Lỗ Thông Tử, ngươi chết tiệt a. Kỳ Thắng Phong lặng lẽ cười nói. Ngươi ngược lại cũng không ngốc, chắc là dừng luyện đã lâu đi, bằng không đã sớm chết rồi. Bạc Phú Kình lặng lẽ không nói, những năm gần đây nếu không có ở hãm không đảo, có thánh khí như Thị Ngã Văn không ngừng tràn ra thần lực, áp chế thương thế của hắn, sợ là đã sớm quy thiên rồi. Kỳ Thắng Phong cười nói. Trong lịch đại ma phó, chỉ có sư tổ Vu Giật Tiên tu luyện, tử tế, phương pháp này, coi như là để tạo phúc hậu nhân. Vi sư năm đó cũng đã biết chỗ ẩn thân của sư tổ, chỉ là cũng không có đi tìm kiếm. Bởi vì đoạt xá mà đến thân thể bài xích rất lớn, rất khó hoàn toàn dung hợp, trừ phi. Người đem hồn phách của đối phương cũng cùng nhau nuốt. Bạc Phú Kình cả người thoáng chút run rẩy, kinh sợ nói. Sư phó ý tứ là. Trong mắt của Kỳ Thắng Phong lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Không sai, vì vậy ta đã lựa chọn Lỗ Thông Tử để làm cái tử tế này. Người muốn cho hắn tu luyện tới thời khắc cuối cùng, sinh tử sát na, trực tiếp đoạt xá thân thể của hắn, thôn vệ hồn phách của hắn, như vậy vi sư chính là lịch đại tới nay, duy nhất tu luyện thành lưỡng cực thần thể tồn tại. Hắn lạnh lùng nói. Hơn nữa Lỗ Thông Tử hồn lực rất mạnh, để ta sau khi cắn nuốt cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn, hơn nữa người này ta vốn là hết sức kiêng kỵ, vừa lúc nhất cử ba được, đáng tiếc a đáng tiếc, hắn lợi hại xa ở trên vi sư dự liệu a. Bạc Phú Kình nghe được cả người rét run, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Cho tới nay đều tưởng Lỗ Thông Tử khi sư diệt tổ, hắn bị lừa gạt thành đồng lõa, hiện tại nghe tới như vậy, Lỗ Thông Tử ngược lại cũng là tình hữu khả nguyên rồi. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Thiên hạ này cũng không phải là chỉ có thực lực có thể hoành hành, tâm trí và thiên phú cũng là trọng yếu nhất. Luận chỉ số thông minh, người so với Lỗ Thông Tử kém xa. Mấy trăm năm qua ở trong mắt phi sư người duy nhất có thể cùng với hắn đánh đồng, chỉ có tên Lý Vân Tiêu này a. Trong mắt của hắn xẹt qua tinh mang, không biết là có suy nghĩ ra sao. Bạc Phú Kình cúi đầu không dám lên tiếng, hắn biết rất nhiều bí mật của Lý Vân Tiêu, lúc này đang do dự có nên nói ra hay không, suy ngẫm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Kỳ Thắng Phong nào biết đâu rằng tâm tư của hắn, tiếp tục nói. Chuyện lúc trước phi sư qua lại không truy xét, người sau đó hãy cùng ở bên cạnh ta nghe ta điều khiển, đang đối phó Lỗ Thông Tử, bên trong cơ thể ngươi nghê thạch tạm thời không nên lấy ra, bằng không đối với thân thể và tu vi của ngươi tổn hao cực lớn. Ta dạy cho ngươi một bộ công phu, có thể tạm thời ngăn chặn nó, đồng thời còn có thể lợi dụng một chút lực lượng của nghê thạch. Bạc Phú Kình đại hỉ, vội hỏi. Đa tạ sư phụ. Kỳ Thắng Phong gật đầu, liền bắt đầu truyền thụ đứng lên. Lý Vân Tiêu lúc này đã ở phòng nhỏ trong mật thất điều tức thương thế, một đường đến đây, cấm chế trên đan điền hắn quan sát hồi lâu, không có chút nào nắm chặt phá thân, hoàn toàn không dám thiện động. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, đặt ở cái trán dùng thần thức đảo qua, một chút liền nhíu mày, ngọc giản này là trên đường Khâu Mục Kiệt len lén đưa cho hắn, bên trong truyền đạt kế sách liên thủ thoát khốn. Hắn lâm vào trầm tư. Không nói đến muốn từ trong tay một gã siêu phàm nhập thánh cường giả thoát khốn đi cơ hồ là chuyện không có thể, lại còn trên đan điền phong ấn cấm chế, như không thể giải trừ nói, đào tẩu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn nhớ tới lần trước trên đấu giá hội, trên đan điền đạo tử lôi mầm móng kia tự hành phá vỡ cấm chế, mà lần này lại tựa hồ như không có bất kỳ phản ứng nào, cái này cũng chứng minh Kỳ Thắng Phong hạ xuống đạo cấm chế này không giống bình thường. Phải biết rằng người này đó là nhân vật trong truyền thuyết. Sư phụ của Hóa Thần Hải Tổng trưởng, mặc dù hắn khôi phục kiếp trước đỉnh phong chi lực, cũng không dám khinh thường tồn tại. Lý Vân Tiêu trầm tư chỉ chốc lát, đem nội dung bên trong ngọc giản kia ghi nhớ kỹ càng, liền đem nó phá hủy, thoáng chút tiến vào bên trong giới thần bi. Linh Mục Địch còn đọng ở trên ma nguyên tỏa, đáp tùng chữ đầu, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu quyết ấn một điểm, đang muốn đem ma nguyên tỏa thu hồi, Linh Mục Địch đột nhiên nói. Đừng nhúc nhích, để ta đợi ở trên ổ khóa này. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói. Vật ấy là như thế nào luyện chế mà thành, hoàn toàn đem hồng thạch sát khí trong cơ thể ta chế trụ. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói. Khóa này sợ là không giữ được. Hắn liền đem lai lịch của ma nguyên tỏa, còn có ma phó nhất mạch cùng với Kỳ Thắng Phong một chuyện đều nói một lần. Linh Mục Địch sửng sốt nửa ngày, mới trầm tư nói.
nghĩ không ra còn có loại sự tình này, năm xưa ma phó nhiều lắm, còn tưởng rằng đều giết sạch rồi, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Ma phó bị quản chế với ma chủ, đã không cách nào phản bội, truyền thừa xuống chỉ có ma công, đã không có cái loại ý chí này nữa. Có thể luyện chế ra khóa bực này tới, coi như là một đại tiên phong. Lý Vân Tiêu nói, Linh Mục Địch đại nhân có thể có để ta phương pháp thoát thân. Linh Mục Địch nói, tuy rằng ta không rõ, siêu phàm nhập thánh, là một loại cảnh giới trạng thái ra sao, nhưng đã vượt qua cửu tinh đỉnh phong, không phải ta lúc này có thể chiến thắng nổi. Bất quá liều mạng đánh một trận nói, lấy tấm thân thể này không chết lực, lại thêm băng sát tâm diễm, còn có tuần thiên đấu nghiêu, còn có thất huyễn lục yểm của Bắc Quyến Cổn Nam, chưa chắc không có cơ hội. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, vẫn là thôi đi, kỳ thắng phong không chỉ có là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa còn là luyện hóa nghê thạch cực âm chi khu, đồng thời thân mang ma công và rất nhiều siêu cường huyền khí, sợ là thông thường siêu phàm nhập thánh cường giả, đều không phải địch thủ của hắn. Luyện hóa nghê thạch, không có khả năng. Linh Mục Địch cả kinh, liền kiên quyết phủ nhận. Lý Vân Tiêu nói, thiên hạ việc nào có tuyệt đối, hắn thân là ma phó nhất mạch, có thể luyện chế ra ma nguyên tỏa, chưa chắc đã không thể áp chế nghê hồng thạch sát khí. Cặp mắt nhỏ kia của Linh Mục Địch hơi co rút lại một chút, nói. Nếu thật sự là như thế, có lẽ không phải chuyện tốt. Hắn cũng rơi vào trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu than thở. Hiện tại bị quản chế nơi này, ta thật có chút vô kế khả thi. Mà vật hắn sở cầu, ngoại trừ ma nguyên tỏa này ra, còn lại căn bản vô pháp giao ra. Trong mắt của Linh Mục Địch xẹt qua một tia hàn mang, nói. Then chốt ở chỗ cấm chế bên trong cơ thể ngươi có thể có nắm chắc phá vỡ, nếu là có thể nói. Đến lúc đó đem ta giao ra, xuất kỳ bất ý, ta có nắm chắc dùng băng sát tâm diễm đánh trọng thương hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Ý của ngươi là đánh một trận. Linh Mục Địch lạnh lùng nói. Hắn đã biết ngươi có băng sát tâm diễm, lại biết vật này lợi hại, có thể nào buông tha. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vốn còn muốn lợi dụng hắn thay ta kiềm chế Hồng Nguyệt Thành, hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, ta thử trước tiên một chút bài trừ trong cơ thể cấm chế. Hắn cáo từ Linh Mục Địch, thoáng chút liền thuấn di đến bên trong Phương Thốn Sơn, nói. Cao Hàn huynh, ta lại có chuyện tới Đăng Điện Tam Bảo. Viên Cao Hàn chính đang nhắm mắt tu luyện, chậm rãi mở mắt ra. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Lần này thật là cùng đường rồi. Tìm đến Cao Hàn huynh nhìn xem có thể có phương pháp giải quyết hay không. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Cùng đường, người có giá thánh khí nơi tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cùng đường. Lại muốn gạt ta làm cái gì, nói thẳng đi. Lý Vân Tiêu nói. Thánh khí tuy rằng lợi hại, nhưng người nào có thể đem lực lượng của nó 100% phát huy được đây. Viên Cao Hàn trợn mắt với hắn một cái, nói. Ngoại trừ cửu tinh đỉnh phong vũ đế ra. Sợ là không ai có thể đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh đi. Đừng nói cho ta ngươi đang bị cửu tinh đỉnh phong vũ đế truy sát. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh cái này đã đoán đúng, đích xác cũng không phải cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Viên Cao Hàn hừ nói. Tên gì cùng đường, không có việc gì đừng tới phiền ta, ta đời này đều chưa thấy qua hạng người ra mặt dày giống như ngươi. Trên mặt hắn hiện ra một tầng vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nếu là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ta cũng không cần tới phiền phức Cao Hàn huynh nữa, lần này thực sự là vận khí tốt tới cực điểm, so với gặp quỷ xác suất còn muốn nhỏ hơn, để ta gặp được một gã siêu phàm nhập thánh. Viên Cao Hàn nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, nói. Ngươi ở đây đùa giỡn ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Trên người ta đã bị hắn hạ cấm chế, chính là tìm đến Cao Hàn huynh giúp một tay. Hắn chỉ vào mặt của mình, nói. Ngươi xem ta đây bộ dáng mướp đắng, như là đùa giỡn ngươi sao? Viên Cao Hàn đem thần thức vãng trên người của Lý Vân Tiêu đảo qua, đối phương không có phòng ngự chút nào, trực tiếp để thần thức của hắn vào cơ thể, nhất thời phát hiện trên đan điền cổ quái, tỉ mỉ quan sát, nhất thời trên mặt biến sắc. Lý Vân Tiêu ý niệm khẽ động, nhẹ nhàng đem thần thức của hắn gạt ra, lo lắng nói. Cái này tin chưa? Sắc mặt của Viên Cao Hàn tức giận như một gà, quát. Ngươi thế nào suốt ngày gây sự, siêu phàm nhập thánh ngươi cũng dám chọc giận ngươi thực sự là chính mình muốn chết nha. Lý Vân Tiêu khổ sở nói. Ta một người lẫn vào thật tốt,
là hắn đột nhiên xuất hiện, giết ta trở tay không kịp được rồi. Viên Cao Hàn trầm giọng nói. Người này là ai? Lý Vân Tiêu nói. Việc này dính dáng quá lớn, tạm thời không tiện báo cho biết tính danh của hắn, nói chung cũng đã từng là nhân vật kinh thiên động địa, chỉ là hiện tại người biết rất ít. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Có thể đột phá võ đạo cực hạn, người cũng không phải hạng người kinh thiên động địa trong thánh vực cất giấu có thiên hạ vạn pháp hay bí quyết. Ngươi nói cho ta biết lai lịch của người này, ta mới thay ngươi tìm đơn thuốc, bằng không minh mông thuật hải, ta làm sao tìm được tư liệu. Lý Vân Tiêu ngưng thanh nói. Nhưng việc này đích xác dính dáng quá lớn, ngươi trước phải lập một tâm thề, tuyệt không đem việc của người này để lộ ra đến. Viên Cao Hàn kỳ quái nói. Hắn ở trên người ngươi hạ cấm chế, ngươi còn giữ gìn hắn như vậy. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta cũng không phải giữ gìn hắn. Ta là sợ thiên hạ bởi vậy cuốn vào sự cố, trực tiếp đem các loại thế cục đánh vỡ, dẫn tinh phong huyết vũ. Viên Cao Hàn cau mày nói. Có nghiêm trọng như vậy, ta ngược lại thực sự rất hiếu kỳ đấy. Hắn lúc này lập được tâm thề, nói. Có thể nói rồi chứ. Lý Vân Tiêu từng chữ nói. Ngươi có thể còn nhớ rõ kỳ thắng phong. Viên Cao Hàn thở một hơi lãnh khí, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt lại Lý Vân Tiêu. Song đồng đều nổ lên, kinh hãi quát dẹp đường. Ngươi nói ai, ta không có nghe lầm. Lý Vân Tiêu ba một chút đẩy ra tay của hắn, nói. Không có nghe lầm, sư phụ của thiên hạ thuật đạo tổng trưởng Lỗ Thông Tử, hội trưởng hóa thần hải đời trước kỳ thắng phong. Viên Cao Hàn ngây người nửa ngày, có lẽ là quá mức khiếp sợ, tựa hồ có chút chết lặng, kinh ngạc nói. Điều này sao có thể, hắn bao lớn, làm sao có thể còn sống trên đời. Lý Vân Tiêu nói, hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa đã cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là ta kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám nói có nắm chắc có thể thắng hắn. Siêu phàm tu vi, nhập thánh thân thể, còn có bản thân chính là thiên hạ đỉnh phong thuật đạo, cộng thêm mấy thứ huyền khí kinh khủng chí cực. Chậc chậc, trong thiên hạ có thể thắng hắn người, sợ là lác đác không có mấy. Viên Cao Hàn khó có thể tin nói, tại sao có thể như vậy? Lý Vân Tiêu nói, sự thực chính là như vậy, cảm giác thiên hạ càng ngày càng rối loạn. Chớ có ngẩn người, giúp ta nghĩ một chút biện pháp như thế nào phá được cấm chế trên người đi. Viên Cao Hàn phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói. Nếu là kỳ thắng phong đại nhân hạ thuật, trong thiên hạ sợ rằng vô chiêu có thể phá, chỉ có thể lấy lực phá. Lý Vân Tiêu tức giận nói, nếu là muốn lấy lực phá cấm, ta còn tới tìm ngươi sao? Thuật này phong ở trên đan điền của ta, lấy lực đánh bại nói tất nhiên tổn hại đến đan điền khí hải của ta, hậu quả nghiêm trọng khó có thể đánh giá. Viên Cao Hàn nói, còn có thể làm sao? Kỳ thắng phong đại nhân chính là nhân vật truyện kỳ bối phận so với sư tôn của ta cũng cao hơn, hắn hạ cấm chế há là ta ngươi có thể giải được. Hắn có chút tức giận, chỉ vào Lý Vân Tiêu mắng. Nếu không có người suốt ngày ở bên ngoài gây sự, thế nào lại trêu chọc tới kỳ thắng phong đại nhân, hắn tại sao không đi đối phó người khác, hết lần này tới lần khác muốn đi đối phó ngươi. Lý Vân Tiêu sờ một cái mũi, cười khổ nói. Ta còn thật là oan uổng, hắn thật đúng là hết lần này tới lần khác sẽ đối phó ta. Lại không nói chuyện những thứ này, hay là trước giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Vạn cổ chí tôn tử tâm nguyên đan thuật, hai chương trước chương tiếp. Biện pháp, ta chính là một gã tiểu thuật luyện sư. Nào có bản lãnh này phá giải kỳ thắng phong đại nhân bày ra cấm chế. Viên Cao Hàn vẻ mặt tức giận. Lý Vân Tiêu nói. Ta nhớ kỹ trong thánh vực có loại thần thông là tử tâm nguyên đan thuật, có thể làm cho đan điền tử phủ hóa thành tường đồng vách sắt, vạn vật không bị thương. Viên Cao Hàn mày nhăn lại, hồ nghi nói. Đây là thần thông gì? Ta chưa từng nghe qua, cũng không biết thánh vực có hay không còn có, ngươi làm thế nào biết được? Lý Vân Tiêu cười nói. Năm xưa từng nghe người nói, chỉ là chưa từng thấy qua, hiện tại trong lúc vô tình liền nghĩ tới. Viên Cao Hàn nói. Đi, ta hiện tại tự thay ngươi đi kiểm chứng một chút. Mặc dù thật tồn tại, cũng không biết thời gian là phủ tới kịp. Lý Vân Tiêu nói. Đi thôi. Hai người liền tương đối ngồi xuống, Lý Vân Tiêu bắt đầu mưu hoa việc từ trong tay kỳ thắng phong thoát đi. Bên trong thánh vực. Viên Cao Hàn hóa thành một đạo quang mang từ bên trong linh ti bay ra, sau đó rơi hướng một tòa thiền điện. Hai gã thủ vệ cả kinh,
sau đó thấy rõ dung nhan của hắn, liền vội vàng hành lễ, đồng thời thối lui đến hơi nghiêng. Đột nhiên trong điện hiện lên một đạo nhân ảnh, chậm rãi đi ra. Thân thể của Viên Cao Hàn bị kiềm hãm, trong mắt xẹt qua tinh mang, nói. Phi Thanh đại nhân, nguyên lai là Viên Cao Hàn đại nhân. Từ trong điện chậm rãi đi ra chính là Vi Thanh, sắc mặt của hắn thong dong, trong mắt hiện lên quang mang cổ quái, nói. Viên Cao Hàn đại nhân tới đây tìm kiếm cái gì? Viên Cao Hàn nói. Cha tìm một ít tư liệu, Phi Thanh đại nhân tới cực ít, lẽ nào cũng là tìm tư liệu? Ừ. Phi Thanh lên tiếng, liền thản nhiên đi ra, nói. Cao Hàn đại nhân vào đi thôi. Viên Cao Hàn cũng không khách khí, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, bước vào trong điện. Đột nhiên thanh âm của Vi Thanh từ phía sau vang lên, nói. Được rồi, đệ nhị hồn thể của đại nhân có thể có hạ lạc. Con người của Viên Cao Hàn co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, nói. Đã có đầu mối, cũng sắp rồi. Nga. Phi Thanh nói. Nếu là có tin tức nói, liền mau chóng tìm về. Bản tọa cũng rất chờ mong đại nhân sớm ngày trùng kích thuật đạo đỉnh phong đấy. Viên Cao Hàn nói. Đa tạ đại nhân quan tâm. Dứt lời, hắn liền bước vào trong điện, tiêu thất ở trước mắt Phi Thanh. Hai tròng mắt của Phi Thanh khẽ ngưng tụ, trầm ngâm một trận liền hóa thành quang mang tiêu thất ở trước đại điện. Giới thần bi, dưới phương thốn sơn. Viên Cao Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh hãi, nói. Tìm được rồi, quả nhiên có thuật này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vui vẻ, hai mắt tỏa ánh sáng. Viên Cao Hàn hồ nghi nhìn hắn một cái, nói. Ta không biết ngươi từ chỗ nào biết được thử thuật, nhưng thánh vực mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Trung diệu pháp thị nghiêm cấm truyền ra ngoài, chỉ là hiện tại tình thế gấp gáp, ta tự cho ngươi ngoại lệ một lần. Tử tâm chi đạo, lấy chính nguyên đan hàng thất, bế khí thượng cương. Viên Cao Hàn bắt đầu từng cái truyền thụ đứng lên. Chính hắn cũng vừa lý giải vừa học tập, không khỏi nội tâm kinh hãi. Phương pháp này hoàn toàn là tu luyện đan điền khí hải, khiến phòng thủ kiên cố, hơn nữa cố bổn bồi nguyên, chính là căn cơ vạn pháp. Nếu là võ giả có thể tập được phương pháp này, đan điền năng lực chịu đựng yếu tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Nói cách khác, thời gian thu nạp nguyên khí đã không cần lo lắng bạo thể mà chết, có thể tùy tâm sở dục. Cũng liền ý nghĩa tốc độ tu luyện sẽ nhận được đề thăng cực lớn. Trên trán của Viên Cao Hàn chảy ra mồ hôi lạnh tới, bắt đầu hắn cho rằng chỉ là thiên môn bí pháp yếu thuật nào đó, nghĩ không ra lại sẽ là công pháp cường đại như vậy, nội tâm hắn bắt đầu hối hận. Nhưng lúc này tên đã trên dây, chỉ có thể kiên trì đem thông thiên pháp môn đều đọc lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ trầm tư, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu và tu luyện. Đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngoại trừ từ quanh thân lỗ chân lông thu nạp ra, càng nhiều hơn còn lại là trực tiếp tụ tập đan điền, hóa thành tinh vân vòng xoáy nhàn nhạt, hình như trong đan điền khác thường thú, đang trực tiếp thôn phệ linh khí. Viên Cao Hàn nhìn trợn mắt há hốc mồm, mặc dù có tử tâm nguyên đan thuật, cũng không qua vượt qua nổi loại dày vò này a. Đan điền khí hải của Lý Vân Tiêu vốn là so với phổ thông võ giả muốn kiên cố mà cường hoành hơn rất nhiều. Hiện tại càng hải nạp bách xuyên, giống như là mãnh thú nuốt trôi đứng lên. Quanh thân linh khí hóa thành từng đạo thủy long, trực tiếp dưới vào đan điền, sợ đến Viên Cao Hàn liên tiếp lui về phía sau, dường như nhìn thấy quái vật vậy. Ầm ầm. Duy trì loại trạng thái kinh khủng này mấy canh giờ sau, trong đan điền của Lý Vân Tiêu truyền đến nhất thanh muộn hưởng. Trên đan điền hiện ra vòng xoáy, hóa thành một mảnh tử sắc quanh quẩn. Hắn mở hai mắt ra, trong con người hiện lên một đạo lôi quang. Trong cơ thể thần dịch lực vận chuyển, mạnh mẽ hướng tới đạo cấm chế kia ép tới. Ầm ầm, cấm chế bị xúc động, cự lực ba động ra, một cổ kinh khủng biển sức mạnh to lớn trực tiếp từ vùng đan điền của Lý Vân Tiêu phun bắn ra, ngay cả Viên Cao Hàn cũng thật sâu cảm nhận được áp chế, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Trong ánh mắt một mảnh sấm chớp rền vang, cũng không lên tiếng, mà là hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú. Từng đạo kim quang từ trên người hắn phụt bắn ra, trực tiếp hóa thành pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, mỗi một khuôn mặt đều là âm trầm kinh khủng, vặn vẹo thành cực hạn. Bang bang bang! Chỗ đan điền của hắn bỗng nhiên nổ tung, từng cổ một lực lượng trở nên cuồng bạo, trực tiếp từ bên trong đánh ra, nổ ra từng đạo huyết vụ.
Cái gì? Viên Cao Hàn hoảng hốt, trong nháy mắt từ đầu lạnh đến chân, xem ra còn là xem thường cấm chế chi lực, to lớn trùng kích như vậy, sợ là Lý Vân Tiêu triệt để xong đời. Phốc! Trên ba cái khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đều phun ra tiên huyết tới, hiện lên một tia hung ác, sáu tay bay lượn, hét lớn. Bản thiếu cũng không tin. Hắn mạnh mẽ vận chuyển lên đạo tử lôi kia trên đan điền, tuy rằng cực kỳ thong thả, nhưng ở thoáng chút tản ra, từ từ toàn bộ thân thể hóa lôi, trong khí hải một mảnh sấm chớp rền vang, dần dần hóa thành tử sắc. Tử lôi lóe ra, cấm chế lực bị áp xúc xuống phía dưới, không gian càng ngày càng nhỏ. Nhưng tử lôi mầm móng một khi dẫn dắt rời đi, cũng đã không hề bị Lý Vân Tiêu khống chế, từ từ thôn phệ thanh lôi chi khu của hắn, hóa thành một mảnh tử quang. Viên Cao Hàn cả người run rẩy mạnh, hắn cảm nhận được lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa hồ muốn cuốn theo toàn bộ thiên địa. Lý Vân Tiêu râu tóc đứng chổng ngược, toàn thân một mảnh tử mang lóe ra, quay đầu lại nhìn Viên Cao Hàn một cái, cười khổ nói. Lần này chơi lớn rồi, ta không khống chế nổi. Viên Cao Hàn sợ hãi giống nói. Nơi này là bên trong thánh khí, lực lượng một giới do ngươi nắm trong tay, làm sao có thể không khống chế được. Trong thiên đáng sơn ngươi cũng chưa chết, nghìn vạn lần chớ có chết ở chỗ này a. Lý Vân Tiêu vẻ mặt khổ sáp, nói. Ta cũng không muốn chết a, thử một chút xem sao. Lúc này cấm chế lực đã bị tử lôi thôn phệ không còn, nhưng trực tiếp rót đầy toàn thân của Lý Vân Tiêu, hoàn toàn không cách nào khống chế, tựa hồ muốn nổ tung. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, toàn bộ thân thể liền xuất hiện ở trên bầu trời vạn dặm. Hắn sáu tay vũ điệu. Đại giới thần quyết thoáng chút thi triển ra, trên bầu trời một mảnh kim sắc, tất cả đều là ma ha cổ tự, chớp động liên tục. Trong lúc bất chợt, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, tựa hồ có điều hiểu ra, trong tay kháp ra một cổ quái ấn quyết. Cổ tự này đang lóe lên, toàn bộ tan ra thành quang mang, chậm rãi ngưng tụ thành một cái kim sắc xích sắt, ngang trời cao, đem tứ chi thân thể hắn đều ràng buộc đứng lên. Ầm ầm, tử mang chớp động, kim sắc tỏa liên tùy theo rung động. Trên không trung lúc ẩn lúc hiện. Cả cái kim sắc tỏa liên, tất cả đều là từ trong thánh khí giới lực biến ảo ra, dùng để áp chế khí siêu việt quy tắc lực lượng. Toàn bộ tử mang trên thân thể Lý Vân Tiêu bị khóa hơn 10 vòng, ống khóa hai đoạn khác kéo dài tới vô cùng xa xa, tựa hồ không có đầu cùng. Mỗi một lần thân thể hoảng động đều sẽ chấn ra đại lượng giới phù, lực lượng áp chế sẽ gặp tăng vài phần, tử lôi cuồng bạo tựa hồ bị ức chế xuống, chậm rãi thu vào trong cơ thể. Lý Vân Tiêu mừng như điên không ngớt, một hồi nguy cơ từ từ hóa giải, hơn nữa đối với hắn lĩnh ngộ toàn bộ giới thần bi tựa hồ có sâu không ít. Toàn thân tử xác ở từ từ biến mất, cùng với đến đó là một cổ toàn bộ lực lượng mới từ bên trong đan điền tuôn ra, nhằm phía tứ chi bách hài. Lên cấp, Lý Vân Tiêu cả kinh, quanh thân hiện ra một mảnh thiên địa quy tắc, chậm rãi dung nhập thân thể của hắn. Bát tinh vũ đế, hắn không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Lần trước tuy rằng trùng kích thất bại, nhưng rõ ràng lực lượng tăng lên, lúc này vừa bước vào bát tinh cảnh, đã mơ hồ chạm tới cánh cửa cửu tinh. Bất kể, coi như là nhân họa đắc phúc, không chỉ có bước vào bát tinh vũ đế, còn ngưng tụ ra được giới lực tỏa liên này. Lý Vân Tiêu ngũ chỉ một chảo, trong tay liền hiện ra kim sắc tỏa liên tới, hoảng hốt bất định, lúc ẩn lúc hiện. Hắn tâm niệm vừa động, ống khóa liền ào ào một tiếng, tiêu thất ở trên trời cao. Viên Cao Hàn đứng ở trên đỉnh Phương Thốn Sơn, nhìn xa xa tất cả, không nói ra được khiếp sợ hoảng sợ, lẩm bẩm nói. Đây đều có thể không chết, tiểu tử này thực sự là thiên mệnh sở quy a. Ha ha! Trên trời cao, truyền đến tiếng cười lớn của Lý Vân Tiêu, nháy mắt một cái đã biến mất. Sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở trong mật thất. Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh mang, chỉ thấy trong mật thất một đạo hoàng quang chớp động. Duỗi tay liền bắt tới, nhất thời một đạo tin tức truyền vào trong tai. Con người của hắn hơi co lại, liền sửa sang lại thân thể chật vật, mở rộng cửa đi. Tiểu viện phòng khách chính bên trong, Kỳ Thắng Phong từ lâu chờ tại nơi. Hai vị, khôi phục không sai nha. Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong đảo qua Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt, trong mắt hàm chứa tiếu ý, nói. Hai vị suy tính như thế nào? Hắn ngồi ở phía trên ghế. Ở dưới lực lượng tuyệt đối áp chế, hoàn toàn một bộ dáng không có sợ hãi. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt cực kỳ khó coi, nhìn liếc mắt Lý Vân Tiêu, ánh mắt kia hết sức kỳ lạ, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của Lý Vân Tiêu.
Ánh mắt của Kỳ Thắng Phong hơi đổi, khóe miệng mỉm cười, hoàn toàn lơ đỉnh. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có lựa chọn sao? Khâu Mục Kiệt sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ kinh sợ, tựa hồ đối với quyết định của Lý Vân Tiêu thập phần tức giận. Kỳ Thắng Phong khinh miệt trợn mắt với hắn một cái, cười nói. Nói vậy ngươi cũng thử qua phương pháp phá cấm chế đi, kết quả làm sao? Lý Vân Tiêu than thở. Đại nhân chính là sư phụ của Lỗ Thông Tử, bầy cấm chế há là ta có thể phá đi. Băng sát tâm diễm ở bên trong một khôi lỗi của ta, ta tự vấn không có bản lĩnh đó để luyện ra, đại nhân tự mình nghiên cứu đi thôi. Nơi mi tâm của hắn lóe lên, hồ lô tiểu kim cương trong nháy mắt rơi vào trước mặt của Kỳ Thắng Phong. Trong tròng mắt của Kỳ Thắng Phong hiện lên vẻ hưng phấn, đại hỉ nói. Chính là cỗ khôi lỗi này, bản tọa còn nhớ rõ lúc trước nhìn thấy băng sát tâm diễm, thực tại đem ta dọa sợ hãi. Hắn kích động đi nhanh tiến lên, tỉ mỉ quan sát, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Lý Vân Tiêu, cỗ khôi lỗi này của nó tựa hồ có chút kỳ quái. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên kỳ quái, bằng không làm sao có thể dùng băng sát tâm diễm đây. Hai tay hắn vẫy một cái, ống khóa đen kịt liền nổi lên, ném tới, nói. Đại nhân, đây là ma nguyên tỏa của ngươi. Kỳ Thắng Phong đột nhiên con ngươi hơi co lại, trong tròng mắt thoáng chút tuôn ra sát khí, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thủy chung vẻ mặt mỉm cười, hai tay quyết ấn cùng nhau, ma nguyên tỏa trên không trung dầm một chút tản ra, hóa thành một tấm mạng nhện hạ xuống, trực tiếp Kỳ Thắng Phong khóa vào trong đó. Thân thể của Khâu Mục Kiệt run lên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay mạnh mẽ nắm chặt, hóa thành cánh tay đầy lông nhung vàng rực, thân thể cũng theo đó biến hóa. Kỳ Thắng Phong từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích một chút, tùy ý ma nguyên tỏa đem chính mình trói lại, chỉ là lạnh lùng nhìn, khóe miệng nhếch lên một tia châm biếm tới, nói. Hai vị, ta thật không rõ, các ngươi ở đâu ra phần thắng. Lý Vân Tiêu đồng dạng là khẽ cười rộ lên, nói. Rất lâu có thể có một tia cơ hội cũng đáng giá đánh một trận nha. Kỳ Thắng Phong nói. Nhưng ở trong mắt ta, các ngươi ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Lý Vân Tiêu cười nói. Điều này lại chưa chắc, còn nữa, còn có nhiều hơn thời gian, mặc dù một tia cơ hội cũng không có, cũng phải đánh một trận nha. Ai bảo ta người này khung xương cứng rắn, không có cách nào làm nô tài cho người khác. Lại nói tiếp còn phải tạ ơn đại nhân, cho chúng ta một điểm thời gian chuẩn bị. Kỳ Thắng Phong than thở. Ta chỉ biết người giống như ngươi vậy chắc là sẽ không chịu ở dưới người khác, bằng không đúng là phụ ta đối với ngươi xem trọng. Lý Vân Tiêu nói. Tạ ơn đại nhân quá khen, thụ sủng nhược kinh đấy. Trên mặt của Kỳ Thắng Phong hiện lên sát khí, nói. Ngươi đã lựa chọn chết, hôm nay mặc dù liều mạng hồn luyện thần quyết không thành, ta cũng muốn đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Kỳ thực giữa ta và đại nhân với nhau thật không có thù hận lớn như vậy, sao không hóa can qua thành ngọc bạch đây? Lý Vân Tiêu còn ôm một chút hy vọng, nếu có thể binh không nhận máu hóa giải nguy cơ trước mắt, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Khóe miệng của Kỳ Thắng Phong hiện lên tàn nhẫn nhe răng cười, nói. Quá mức thiên tài, tâm thần này chính là thù hận cực lớn a, toàn bộ thiên vũ giới nếu là có thêm mấy người giống như ngươi vậy, chúng ta đây mấy kẻ thiên tư bình thường còn sống thế nào? Lý do này để Lý Vân Tiêu triệt để không nói gì, chỉ có thể cười khổ. Có một lỗ thông tử như vậy đủ rồi, ta quyết không thể chịu được dưới bầu trời này xuất hiện một lỗ thông tử thứ hai. Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong phát lạnh, vô cùng sát ý từ trong mắt nổ bắn ra. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất thủ, quyết ấn mở ra, quát dẹp đường. Bó buộc. Trên ma nguyên tỏa như tấm mạng nhện nhất thời dâng lên vô số ký hiệu, thoáng chút trở nên kiên cố không gì sánh được, đem Kỳ Thắng Phong gắt gao khóa lại. Hừm, ma nguyên tỏa đối với nghệ thạch chi lực đích xác cũng có hiệu quả, nhưng ngươi đã quên ổ khóa này vốn là của bản tọa sao? Múa rìu trước cửa lỗ ban. Làm trò cười cho người trong nghề. Kỳ Thắng Phong cười lạnh một tiếng, nơi mi tâm quang mang lóe lên, một ấn quyết cổ quái nổi lên. Ống khóa giống như mạng nhện nhất thời ào ào đung đưa, tựa hồ muốn phá vỡ ra. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên quát dẹp đường. Xuất thủ. Hắn đưa tay chụp một cái, thần dịch lực bắt đầu khởi động, tam sắc đầu xuất thiên nhất thời xuất hiện ở không trung, mạnh mẽ đánh rơi xuống phía dưới. Giải. Trong mắt của Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn tinh,
hét lớn một tiếng. Quanh thân ống khóa ào ào hoảng động dị thường lợi hại, lại vẫn như cũ vẫn là chết tử khóa lại, nhưng không có dấu hiệu giải ra. Cái gì? Trong lòng của Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt như đao hướng trong ống khóa nhìn lại, chỉ thấy trên ma nguyên tỏa đen kịt, có kim quang từng điểm, lóe ra bất định, lúc ẩn lúc hiện. Ở bên trong hư vô, tựa hồ có một cái kim sắc trường tỏa, và ma nguyên tỏa trọng điệp ở tại cùng nhau. Đó là... Kỳ Thắng Phong bỗng nhiên rút miệng lãnh khí, thất thanh cả kinh nói. Giới lực chi tỏa. Ầm ầm. Tam sắc đầu xuất thiên hạ xuống, không gian như là đồng hồ cát đè xuống một mảnh, Kỳ Thắng Phong thân thể một chút bị đánh ngã thất điên bát đảo. Tam sắc đầu xuất thiên đồng thời bị rung trở về, Lý Vân Tiêu vung tay lên thu vào, đồng thời kiếm quyết nổi lên, 36 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lên tiếng trả lời ra, phi chém mà tới. Khâu Mục Kiệt từ lâu xúc thế đã lâu, thấy Lý Vân Tiêu vừa xuất thủ, cũng đồng thời thân ảnh lóe lên, một cái cước ấn to lớn vô cùng mạnh đạp xuống tới. Chân của đế thính. Kỳ Thắng Phong kinh sợ không ngớt, trước đó ba ngọn núi dù chưa có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng là bị đụng khí huyết quay cuồng, lúc này hai người liên thủ một kích, để hắn cũng cảm thụ được từng tấc nguy hiểm. Nhưng toàn thân bị ma nguyên tỏa và giới lực trói buộc, vô pháp nhúc nhích. Chết tiệt đừng quên các ngươi còn trúng cấm chế của bản tọa, nổ tung cho ta. Hắn tức giận không ngớt, trong miệng phun ra một chuỗi phù ấn, liên hô lên ba chữ nổ. Nhưng, cái gì cũng không có phát sinh. 36 kiếm hóa thành kiếm phù lăng không chém xuống, đâm vào hắn trên thân thể, phát sinh bang bang phanh có tiếng, họa xuất từng đạo vết kiếm, rất có bá đạo kiếm khí nhảy vào trong cơ thể, khắp nơi phá hư thân thể. Đồng thời chân của đế thính hạ xuống, hung hăng dẫm nát trên người hắn. Ầm ầm. Thân thể của Kỳ Thắng Phong hung hăng bị đánh một cái, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi dũng mãnh vào hầu, thiếu chút nữa phun ra máu. Bốn phía ma nguyên tỏa và giới lực chi liên chấn động ầm ầm động tĩnh, lực lượng của hắn đã bị ma nguyên tỏa áp chế, mà giới lực chi liên xuất hiện, càng làm cho hắn hoảng sợ dị thường, trong lòng hầu như hoàn toàn rối loạn đúng mực. Tương truyền ở trong thiên địa, ngay khi xuất hiện siêu việt quy tắc lực lượng, sẽ gặp ngưng tụ một giới chi lực, hóa thành pháp tắc tỏa liên. Trong đầu hắn trống rỗng, mặc dù là thần cảnh cường giả cũng không có khả năng điều động giới lực chi tỏa. Hắn cũng không biết đây là Lý Vân Tiêu từ bên trong giới thần bi ngưng luyện ra được giới lực chi tỏa, còn tưởng rằng là thiên vũ giới pháp tắc chi lực, cả người hoàn toàn bối rối. Không tốt, hắn thân thể đại thành, là vì bất diệt thánh thể, chiêu thức phổ thông hết sức khó khăn đả thương được hắn, dùng cực chiêu. Lý Vân Tiêu vừa quát xuống, thu hồi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Giới thần bi từ từ bay ra, hóa thành tấm bia to lớn vĩ ngạn, lăng không đánh rơi xuống đi. Khâu Mục Kiệt cũng là diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, trên trán hiện ra một cái sừng tới, mạnh mẽ kích bắn xuống. Kỳ Thắng Phong ở sau ngắn ngủi kinh sợ, rốt cục phục hồi tinh thần lại, đồng thời phát hiện lúc này nếu nói giới lực chi tỏa, tựa hồ cùng với trong truyền thuyết cũng không giống nhau, chỉ ít trên uy lực đã cách biệt khá xa, nếu không phải còn có ma nguyên tỏa phụ trợ. Căn bản vô pháp ràng buộc chính mình. Pháp tướng chân thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hóa ra ba đầu sáu tay, phía sau một tay nắm chặt Minh Luân, hướng phía trên ma nguyên tỏa chém tới. Đột nhiên một đạo thân ảnh ngang trời mà đến, trực tiếp đem Minh Luân cầm cố. Phanh. Một cánh tay của Hồ Lô Tiểu Kim Cương bị dựng thẳng bổ ra phân nửa, nhưng hắn mặt không biểu tình, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xoay chuyển, trong miệng khẽ thổ ra nói. Ngươi muốn băng sát tâm diễm, cho ngươi. Cái gì, ngươi? Trong lòng của Kỳ Thắng Phong trầm xuống, mạnh mẽ phát hiện cỗ khôi lỗi à ni không thích hợp, phía sau hắn cánh tay mạnh mẽ một quyền oanh kích đến đây. Linh mục địch mi tâm lóe lên, một đóa hoa mỹ băng hoa hiện lên, như là hoa quỳnh một cái chớp mắt, hướng tới trên quyền phong kia rơi đi. Đồng thời, thanh âm của Bắc Quyến Cổn Nam cũng lăng không vang lên. Nhất ngự vạn thế, bát lăng chiếu ảnh. Định thần vi kiếm. Một mảnh độc xanh biếc hiện lên, bên trong hóa ra vạn kiếm chi ảnh, đều chém rụng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, lực lượng kinh khủng phóng lên cao, toàn bộ tiểu viện trong nháy mắt hóa thành bụi bay, lực lượng trùng kích hướng bốn phương tám hướng đi. Đi. Trong hỗn loạn, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ quát một tiếng, Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổn Nam bị hắn thoáng chút thu vào giới thần bi, cả người hóa thành lôi quang tiêu thất ở tại chỗ. Khâu Mục Kiệt cũng là hai cánh mở ra, không gian chi lực bắt đầu khởi động, thân ảnh thoáng cái tiêu thất đứng lên.
còn muốn chạy. Kỳ Thắng Phong tức giận có tiếng truyền đến, ma nguyên tỏa và giới lực tỏa đã bị to lớn trùng kích chấn vỡ, thân thể Khôi Ngô từ bên trong băng diễm kinh khủng lao ra, khóe miệng dĩ nhiên mang theo vết máu, kinh sợ nhìn lưỡng đạo không gian ba động. Lưu lại cho bản tỏa. Trên người hắn một cổ khí tức đè ép đến đây, xa xa không gian trực tiếp vặn vẹo, nguyên bản Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt gần biến mất lần thứ hai nổi lên, hai người đều là sắc mặt trắng bệch, thầm hô không tốt. Đột nhiên, con người của Kỳ Thắng Phong co rụt lại, nhìn quanh quần ở chính mình quanh thân lục sắc khí, như là thấy quỷ giống nhau, thất thanh thét to. Thất huyễn lục yểm. Cổ uy áp tuyệt mạnh kia đột nhiên tiêu tán, hắn đầu đầy tuôn ra mồ hôi lạnh tới, vội vàng quả đấm bấm tay niệm thần chú, tất cả lực lượng nội liếm, bảo vệ toàn thân. Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt nhất thời cảm thấy áp lực buông lỏng, vui mừng hóa thành quang mang tiêu thất ở tại chỗ. Trong mắt của Kỳ Thắng Phong tràn đầy phẫn nộ, trợn mắt nhìn hai người rời khỏi, sau đó quanh thân độc xanh biếc ở dưới lực lượng áp chế, chậm rãi trở thành mờ nhạt, cuối cùng hóa thành vô sắc khói xanh, lượn lờ tiêu tán. Ba người tranh đấu trực tiếp kinh động toàn bộ Hồng Nguyệt Thành, trong lúc nhất thời trên bầu trời dâng lên vô số quang mang, từ bốn phương tám hướng mà đến. Kỳ Thắng Phong sắc mặt âm trầm lợi hại, trực tiếp thu nạp khí tức, bay rơi đến bên trong đám người của Hóa Thần Hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên, ý bảo hắn phóng thông minh chút. Vừa rồi một kích, không chỉ có toàn bộ tiểu viện bị phá hủy, mật thất bế quan này cũng đều hóa thành cho tàn, càng có vài tên thuật luyện sư trực tiếp hải cốt không còn. Bạc Phú Kình cũng từ trong mật thất kinh ngạc đi ra, một chút đã nhìn thấy sư phụ mình dường như xương đánh cả vậy sắc mặt, nhìn lại đầy đất đống hỗn độn và không thấy Lý Vân Tiêu Khâu Mục Kiệt thân ảnh, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn cũng là quá sợ hãi, không rõ hai người kia làm sao có thể chạy trốn. Kỳ Thắng Phong lăng không một chảo, ma nguyên tỏa rơi trên mặt đất thu vào, lần này thu hoạch duy nhất đó là thu hồi khóa này. Trong khoảnh khắc, khắp bầu trời tất cả đều là bóng người rậm rạp chằng chịt, tản mát ra nguyên lực ba động mênh mông, tất cả đều giật mình nhìn mọi người. La Thiên Đại Sư, chuyện gì xảy ra? Không gian hơi rung động, thân ảnh của Đường Khánh nổi lên, trên mặt tràn đầy nghi hoặc và tức giận. La Thiên khổ sở nói. Xin lỗi đại nhân, vừa rồi luyện công của ta đã không cẩn thận ra sự cố, để không ít người vô tội chết, thực sự xin lỗi. Luyện công ra sự cố. Tất cả mọi người đều kinh hãi đứng lên, vừa rồi cổ lực lượng ba động kinh khủng kia, chấn động nhân tâm, không ít người đều ở trong mật thất tu luyện, thiếu chút nữa thổ huyết tẩu hỏa nhập ma, dĩ nhiên chỉ là luyện công xảy ra sự cố. Đường Khánh cũng là lòng tràn đầy hoài nghi, lo lắng nói. La Thiên Đại Sư thực lực mạnh mẽ, khiến kẻ khác sinh ra sợ hãi. Vừa rồi ba động chi lực, chí ít cũng là trình độ cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Khắp bầu trời mọi người đều là hoảng sợ thất sắc đứng lên, đều kinh khủng không ngớt nhìn La Thiên. La Thiên thuật đạo mạnh mẽ, danh chấn thiên hạ, nghĩ không ra bản thân còn là cửu tinh đỉnh phong cường giả, ai nấy nhìn về phía hắn đều tràn ngập kính nể. La Thiên cười khổ nói. Thành chủ đại nhân khen chật rồi, vừa rồi thí nghiệm một chiêu thần thông cực kỳ nguy hiểm, chưa thể khống chế được, lúc này mới đưa đến tai nạn, thực ở thẹn trong lòng, khiến mọi người rối loạn rồi. Đường Khánh nói, thì ra là thế, thêm phiền không dám, La Thiên đại nhân càng thêm bảo trọng, nhưng nghìn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, bằng không để ta làm sao có đối mặt với Hóa Thần Hải. Việc của Ung Thiên Vận đại nhân đã để tại hạ tâm cảm giác bất an, nan từ kỳ cữu rồi. La Thiên nói, Thiên Vận là nên có kiếp nạn này, cùng với đại nhân không quan hệ. Đường Khánh gật đầu, nói, nơi đây đã không cách nào lại để người ở. Ta khiến người ta dẫn chư vị đại nhân đi trước một chỗ khác đi. La Thiên nói. Làm phiền. Rất nhanh, đám người La Thiên liền bị an trí ở một chỗ khác, trước đó tiểu viện đã một mảnh đất khô cằn, triệt để bỏ phế. Đường Khánh trực tiếp khiến người ta phong tỏa đứng lên, bắt đầu thanh lý địa phương, dự định trùng kiến. Người cảm thấy thế nào? Trên phế tích, hai cha con một trước một sau, Đường Khánh nhàn nhạt hỏi nói. Như là đang khảo cứu, muốn nghe một chút cái nhìn của Đường Tâm. Đường Tâm ở trên mặt đất khô cằn đi mấy bước, trầm tư nói. La Thiên tuyệt không có lực lượng cường đại như vậy, Vi Thanh khả năng nói không sai, đám thuật luyện sư này có việc gạt chúng ta. Đường Khánh nói. Nếu là La Thiên đang nói dối, như vậy Phó Nghi Xuân cũng là đang nói dối. Chứng minh bọn họ lần này xuất hành, gặp phải nhân vật cực kỳ lợi hại, đưa bọn họ mọi người đều thu phục.
Đường Tâm kinh hãi nói. Chẳng lẽ là Khâu Mục Kiệt? Đường Khánh trầm tư một trận, nói. Không bài trừ loại khả năng này. Nếu như là Khâu Mục Kiệt giết Lôi Lăng và Ung Thiên Vận, lại chế phục La Thiên và Phó Nghi Xuân, trên tình lý hoàn toàn nói xuôi được. Nếu như là như vậy, Khâu Mục Kiệt đang ở đâu? Còn có Lý Vân Tiêu và hắn ở Phong Linh Thành đại chiến đâu? Mấu chốt nhất chính là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai vị đại nhân, đều là cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, lẽ nào cũng bị Khâu Mục Kiệt giết? Đường Tâm nói, ý của phụ thân đại nhân là do người khác làm. Sắc mặt hắn trầm xuống, âm lãnh nói. Nếu không đem Phó Nghi Xuân bắt tới khảo vấn, hừm, đám Hồng Nguyệt Thành dư nghiệt này, đều lâu như vậy vẫn không thể thật tình quy thuận chúng ta a. Không được, chớ nên đả thảo kinh xà. Con người của Đường Khánh co rụt lại, kiêng kỵ nói. Ba vấn đề liền là cả mấu chốt của sự tình, từ luật thực nguyên từ Phong Linh Thành chuyện tới ảnh tượng, ta đại khái có thể suy đoán ra thực lực của Khâu Mục Kiệt, nhiều nhất cũng liền cửu tinh đỉnh phong mà thôi, thậm chí còn có chỗ không bằng, chặn đánh giết Tiểu Kiêu và Hoán Diệt hai gã vũ đế đỉnh phong tuyệt không khả năng. Nếu có một gã tồn tại cường đại hơn xuất hiện, như vậy thì hết thảy đều nói xuôi được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn trên mặt đất khô cằn, suy ngẫm nói. Làm sao? Cái gì làm sao? Đường Tâm sửng sốt, không rõ đầu đuôi. Đột nhiên một giọng già nua truyền đến, nói. Vừa rồi lực lượng kinh khủng kia, tựa hồ là một loại vật trong truyền thuyết, ta cũng không dám xác định. Nếu thật là vật kia, sẽ phiền phức lớn. Một gã lão giả toàn thân hắc bào chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên mảnh đất khô cằn, vô thanh vô tức, cứ như vậy ở trước mặt của phụ tử Đường Khánh. Đường Tâm lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau một bước, vạn phần cảnh giác. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thần thức của hắn dĩ nhiên hoàn toàn không phát hiện được trước mắt có người. Đường Khánh lộ vẻ sợ hãi động dung, tựa hồ có chút giật mình, nói. Phiền phức lớn là ý gì? Ngay cả người cũng không chế trụ được. Đường Tâm có chút hết hồn đứng lên, người trước mắt này trên thân thể không có chút khí tức nào, bên trong hắc bào lại thấy không rõ dung nhan, vừa nhìn một cái phảng phất như một dòng biển sao, sâu không thấy đáy. Bên trong hắc bào thanh âm kia nói. Tạm thời nhận không ra, nhưng ta có loại dự cảm, lần này đại hôn cực không đơn giản, sợ là sẽ phải gặp phải cường giả cùng giai. Đường Khánh sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên biết hắc bào nhân nếu nói cùng giai là loại tồn tại ra sao, trong mắt xẹt qua lấy làm kinh ngạc. Hắc bào lạnh nhạt nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, thiên hành hữu thường, tất cả giai ở trên thiên đạo, làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được. Đường Khánh gật đầu, nói. Vất vả rồi. Đường Tâm đang tâm nghi bất định, suy đoán thân phận của người trước mắt này, đột nhiên thân thể run lên, hoảng sợ phát hiện trước mắt đã không có một bóng người, hắc bào thân ảnh chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đường Khánh nói, đi thôi. Ít hầu của Đường Tâm ca động tĩnh vài cái, chung quy nhịn được không có hỏi. Bởi vì hắn biết thời gian không được, đến thời gian rồi, Đường Khánh tự nhiên sẽ nói cho hắn biết tất cả. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, không biết bao xa. Lưỡng đạo thân ảnh đồ sộ mà đứng, đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Khâu Mục Kiệt đột nhiên châm chọc cười một tiếng, nói. Không phủ nhận, lần này có thể trốn tới ngươi xuất lực lớn hơn nữa. Vậy do ngươi muốn để lại ta, khó tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Không phải lão phu cuồng ngôn, dưới siêu phàm nhập thánh, ta cho là đệ nhất nhân. Hắn khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Nhìn xem lần này liên thủ phân. Ta không giết ngươi cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cút nhanh lên đi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nói. Lấy Mục Kiệt đại sư hung tàn, đột nhiên trở nên nhân từ đứng lên, thật để cho ta có chút không thích ứng đấy. Khâu Mục Kiệt hừ nói. Coi như là vào sinh ra tử một hồi, tha cho ngươi một lần mạng nhỏ. Lý Vân Tiêu dáng tươi cười không giảm, nói. Đừng đừng, đừng như vậy. Ta thực sự không có thói quen, vẫn là đừng có tha cho ta. Tới tới, tới giết ta đi. Trên người Khâu Mục Kiệt hàn khí vừa hiện, cả giận nói. Ngươi thực sự muốn tìm chết. Lý Vân Tiêu híp mắt, gật đầu nói. Thực sự. Khâu Mục Kiệt trên mặt âm trầm bất định, đột nhiên phía sau hai cánh mở ra, quát dẹp đường. Lão Phu không rảnh cùng với ngươi dây dưa, từ biệt tại đây rồi. Hắc Trạch Chi Vũ Thượng không gian chi lực ba động. Sẽ phá không đi. Lý Vân Tiêu cười, một quyền oanh xuống, toàn bộ không gian trong nháy mắt áp xúc qua đến,
bốn phía Khâu Mục Kiệt nữ khúc lực một chút đã bắn trở lại, trở nên bằng phẳng không gì sánh được, phá không thất bại. Khâu Mục Kiệt cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người đừng ép ta. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần biến mất, lạnh lùng nói. Phong Tử Kiệt, ở trước mặt ta còn giả bộ cái gì? Ngươi cũng có thể phá hỏng cấm chế của Kỳ Thắng Phong, thật để cho ta giật mình và ngoài ý muốn a, ta rất muốn biết ngươi là như thế nào làm được đấy. Khâu Mục Kiệt hơi biến sắc mặt, cắn răng nói. Quả nhiên không gạt được cặp mắt của ngươi, đích xác, lão phu tự bạo vốn là đan điền phá vỡ cấm chế, lúc này dùng là đan điền dự bị. Lý Vân Tiêu há to mồm, kinh ngạc không thể nghi ngờ vô pháp, sờ một cái trên mặt mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Đan điền cũng có thể có hàng dự bị dùng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Đan điền ở trên thân thể nhân loại chính là ngưng tụ thành khí hải, mà ở trên người yêu thú còn lại là ngưng tụ thành yêu đan, á thánh thể của lão phu bất luận là khí hải hay là yêu đan, đều có thể dùng, dự bị đan điền của ta còn nhiều nữa chỉ bất quá tạm thời vẫn chưa thể hoàn toàn dung hợp. Người nhất định là từ trên chân của đế thính nhìn ra được kẽ hở đi. Lý Vân Tiêu không phủ nhận, nói. Đích xác, cái loại thời khắc nguy cơ này, một kích toàn lực của ngươi thậm chí còn không bằng khi ở Phong Linh Thành, ta chỉ biết ngươi tất nhiên là phá giải cấm chế đã xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là bản thiếu nằm mộng cũng không ngờ được sẽ là phương pháp phá giải như vậy. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Chuyện ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Hắn hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Nói đi, ngươi là thế nào phá giải? Kỳ Thắng Phong một đạo phong ấn đích xác lợi hại, ngoại trừ lấy lực phá cấm ra, căn bản vô pháp có thể phá a. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta không có nghĩa vụ thay ngươi giải thích nghi hoặc, lời vô ích cũng nói nhiều như vậy, ngươi là muốn chịu đòn hay là trực tiếp thúc thủ chịu trói? Khâu Mục Kiệt cả giận nói. Tuy rằng ta lúc này đan điền khí hải không thuận, nhưng cũng không phải ngươi trình độ này có thể chiến thắng, thấp nhất hạn độ liều mạng trọng thương cũng có thể đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Kiệt đại nhân, chớ giả bộ, vừa mới rồi lúc xuất thủ, bản thiếu hai con bài chưa lật chính ngươi đều nhìn thấy đi, bằng không cũng sẽ không vội vã còn muốn chạy rồi. Hắn vung tay lên, một mảnh kim quang ở trước người hiện lên. Linh Mục Địch và Bắc Quyến Cổn Nam hai người phân biệt hiện lên ở bên cạnh Khâu Mục Kiệt, ba người thành trận. Đem đường lui của Khâu Mục Kiệt phong kín. Khâu Mục Kiệt sắc mặt đại biến, sắc mặt trở nên cực độ ngưng trọng, nhìn chằm chằm hai người nhìn ra ngoài một hồi, chậm rãi nói. Trên người ngươi có thánh khí Nặc Á Chi Thuyền. Lý Vân Tiêu nói. Tùy ngươi đoán đúng, ta chỉ muốn biết ngươi là muốn chịu đòn hay là muốn thuận theo đây. Khâu Mục Kiệt giận dữ cười ngược nói. Kỳ Thắng Phong cũng không thể để ta quy thuận, ngươi thì tính là cái thá gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân đừng kích động, Kỳ Thắng Phong muốn là nô tài, ta muốn là đồng minh, giữa cường giả liên thủ chỗ nào cũng có. Còn nữa, Kỳ Thắng Phong không thể giết chết ngươi, ta chưa chắc đã không thể. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Ta biết ngươi có miệng lưỡi lưu loát, ngoài miệng sinh hoa bản lĩnh, nhưng lão phu thực sự nhìn không ra ngươi có tư cách gì có thể cùng ta kết minh. Lý Vân Tiêu nói. Tư cách rất đơn giản. Ba người chúng ta liên thủ cùng ngươi đánh một trận, tỷ số thắng tất ở ngoài ngũ thành, tay cầm sinh tử của ngươi, đây là tư cách. Về phần lợi ích, đại nhân lẽ nào đã quên Vi Thanh sao? Khâu Mục Kiệt cả người khẽ động, quát dẹp đường. Ngươi có ý tứ? Lý Vân Tiêu cười, nói. Không có ý gì, đừng quên hành trình mục đích của Tiểu Kiêu và hoán diệt hai người, bắt ta giết ngươi, hiện tại hai người bỏ mình, nếu ngươi là Vi Thanh xa ở thánh vực. Ngươi sẽ như thế nào đây? Hai hàng lông mày của Khâu Mục Kiệt nhếch lên, hắn cũng ngăn ra liên hệ cùng với Vi Thanh, không nói đến Tiểu Kiêu và hoán diệt ai giết, nếu Vi Thanh đối với hắn nổi lên sát tâm, như vậy lấy phong cách hành sự của Vi Thanh, tất nhiên sẽ không lúc đó dừng tay, tiếp theo hành động sẽ càng là lôi đình vạn quân. Lý Vân Tiêu thấy hắn do dự bất định, cười nói. Vi Thanh nhất định sẽ cho rằng Tiểu Kiêu và hoán diệt là ngươi giết. Do đó đối với thực lực của ngươi ước định đem sẽ tăng lên đến một trình độ vượt xa quá thực lực của bản thân ngươi, tiếp theo xuất thủ, ngươi nghĩ có thể tránh được sao? Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta giết chết Phi Thanh phải không? Nếu có thực lực này, còn cần tìm ta kết minh sao? Lý Vân Tiêu nói. Ta đích xác không có bản lĩnh giết Phi Thanh, nhưng hai người liên thủ chí ít hy vọng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Có câu nói.
địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nói thật đi, với ngươi loại nửa người nửa thú này hợp tác, ta cũng cảm giác chán ghét, nếu không có Vi Thanh nắm trong tay lực lượng quá mức cường đại, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cùng với hạng người buồn nôn như ngươi hợp tác hay sao? Hừm, ngươi người này quá thông minh, ta làm sao biết ngươi cũng không phải lấy ta làm thương sử dụng đây? Khâu Mục Kiệt kiêng kỵ nói rằng. Lý Vân Tiêu cười nói. Làm thương cũng là đâm về phía Vi Thanh nha, tương đối với ta, hắn hiện tại càng muốn người đối phó, đứng mũi chịu sào chính là ngươi đi. Khâu Mục Kiệt hiển nhiên có chút bị thuyết phục, nói. Ngươi có diệu kế gì? Lý Vân Tiêu nói. Tạm thời không có, bởi vì ta đối với Vi Thanh còn không biết, ta không chỉ có cần lực lượng của ngươi, còn cần tình báo của ngươi. Khâu Mục Kiệt nhíu mày tới, nói. Tình báo có liên quan tới hắn, ta biết được cũng không nhiều, nhưng ta biết hắn đang tiến hành một loại bí mật thí nghiệm. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Bí mật thí nghiệm. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt đột nhiên trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy, lộ ra thần sắc kinh khủng tới, thất thanh kêu lên. Lẽ nào hắn thí nghiệm thành công? Không, không thể nào. Hắn thoáng cái chợt u ám, giống như người mất hồn, lẩm bẩm. Không đúng, hắn nhất định là thành công, nhất định là vậy, nếu không là tuyệt sẽ không cần giết ta, trời ạ, điều này sao có thể sẽ thành công? Ta không tin, ta không tin. Nói đến phần sau, hắn cơ hồ là lạc giọng Lực Kiệt đứng lên, toàn bộ gương mặt trở nên cực độ dữ tợn. Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. Rốt cuộc là cái thí nghiệm gì? Ngươi chấn định một chút, nói rõ ràng. Vừa quát một tiếng, bầu trời chấn động, Khâu Mục Kiệt cả người từ trong thất thần tỉnh táo lại, chỉ là trên mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hắn cắn răng nói. Tạo thần thí nghiệm. Tạo thần. Lý Vân Tiêu mày kiếm dương lên, lập tức đã hiểu rõ ra, sửng sốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười ha ha. Ha 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 ha, buồn cười, thực sự là thiên trò cười lớn, thân là đứng đầu thuật luyện sư ngươi, sẽ tin tưởng loại chuyện này sao? Ha ha ha. Khâu Mục Kiệt không cười, sắc mặt thập phần bình tĩnh, nói. Ta đây bán thánh chi khu không phải là ta tạo nên sao? Lý Vân Tiêu thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Ngươi đây bất đồng, mặc dù tập hợp toàn bộ sinh vật cường đại lợi hại nhất một điểm, vẫn như cũ vô pháp thân thể thành thánh. Cũng là bởi vì không phải tạo nên, trừ phi ngươi tấn trưởng chu thiên vũ trụ, 3000 đại đạo, như vậy ngươi mới có thể tạo thần. Khâu Mục Kiệt nói, thế giới này đã vô pháp thành thần, nhưng có biện pháp để thân thể không ngừng tăng cường, vô hạn tiến cận với đại thành thánh thể. Để cái mục tiêu này, ta và Vi Thanh làm rất nhiều thí nghiệm. Cái tên tân thần tuyệt thế thần thể cũng là thí nghiệm thể của chúng ta, bởi vì hắn là vô cùng có khả năng mở ra bát môn, thân thể thành thánh tồn tại. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Như vậy thí nghiệm kết quả ra sao? Chính là ra ngươi loại bán thú cá này. Khâu Mục Kiệt nói. Cái trạng thái này là tự ta bí mật nghiên cứu ra tới, Vi Thanh cũng không biết. Mà hắn nắm trong tay tư liệu, ta cũng chỉ biết là một bộ phận rất ít. Bởi vì ta chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hạng mục thí nghiệm của hắn mà thôi. Ta chỗ này làm được, chỉ là thân thể dung hợp nghiên cứu, làm sao lấy thừa bù thiếu, đồng thời tiêu trừ lực phản phệ, người cũng gặp được, thành quả văn hoa nha. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Có thể nào thành quả nghiên cứu của ngươi đã bị Vi Thanh chiếm được, do đó hắn không cần ngươi. Hoặc giả ngươi ở chỗ nào đắc tội hắn. Khâu Mục Kiệt lắc đầu nói. Tuyệt không bài trừ tất cả phản phệ đạt được cân đối, phương pháp này chỉ có một mình ta biết được. Về phần đắc tội, hừm, đến loại trình độ này như chúng ta, còn có cái chuyện gì có thể so với trùng kích thần cảnh trọng yếu hơn sao? Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói. Dựa theo ngươi nói như vậy, tất lại chính là ngươi không có giá trị lợi dụng, hắn mới giết chính là ngươi. Hơn nữa phương pháp cân đối phản phệ này, hắn cũng không cần. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trắng bệch, nói. Đúng là như vậy, để chi chỉ ta thuật đạo nghiên cứu, hắn cũng đầu nhập không ít tinh lực và tài nguyên A, bây giờ lại cũng không cần, thật là quỷ dị. Do đó ta mới suy đoán, hắn rất có thể đã nắm giữ phương pháp chân chính thân thể đại thành. Vẫn không có hé răng Linh Mục Địch đột nhiên mở miệng nói rằng. Thân thể đại thành, chỉ cần mở ra bát môn, chính là phương pháp nội thu tự thân, mặc dù trong thiên địa đã không có thập phương quy tắc. Cũng có thể làm được, chỉ là độ khó cực lớn mà thôi. Trải qua thuật đạo thực hiện bát môn đều mở,
cũng không phải là không có tiền lệ. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Khâu Mục Kiệt đồng thời kinh hô lên. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Đại nhân ngài biết phương pháp thân thể đại thành. Khâu Mục Kiệt còn lại là vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Linh Mục Địch, không biết người này là ai, dám nói loại mạnh miệng này. Linh Mục Địch gật đầu nói. Ta đích xác biết phương pháp trải qua thuật đạo đánh bại bát môn gông cùng xiềng xiếc, thậm chí có thần đan của ta uy lực rất mạnh, cũng có thể làm được điểm ấy. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là vận dụng thập phương thần cảnh chi lực, ngưng tụ quy tắc mới có thể làm được. Ở hôm nay dưới bầu trời này, sẽ rất khó. Hắn đột nhiên lấy tay một ngón tay, nói. Nơi này có sẵn một vị thân thể đại thành, các ngươi tại sao không hỏi hắn? Cái gì? Hai người lần thứ hai kinh hãi, Lý Vân Tiêu thoáng nhiều, biết Bắc Quyến Cổn Nam là thiên địa độc thân, hơn nữa ngưng luyện thất huyễn lục yểm, ở thời đại kia, có thể thân thể thành thánh ngược lại cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trên mặt của Bắc Quyến Cổn Nam tràn đầy vẻ phức tạp, lo lắng nói. Ta thà rằng năm đó không có thân thể đại thành, cũng liền sớm về với cát bụi, không cần lưu lại trên đời này biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Linh Mục Địch đậu xanh mắt vừa chuyển, nói. Mọi người đều mong muốn nghe cái nhìn của ngươi, cũng không phải nghe ngươi cảm khái. Hai tròng mắt của Khâu Mục Kiệt híp lại, hóa ra một mảnh lục mang, trực tiếp xem thấu Bắc Quyến Cổn Nam quan ngoại giao, không khỏi thất kinh. Bắc Quyến Cổn Nam thở dài, nói. Kỳ thực không có gì kỳ quái, năm đó ta là trực tiếp luyện hóa thất huyễn lục yểm, phối hợp thiên địa độc thân của ta, liền mở bát môn, thân thể thành thánh, đích xác vô ích đến thập phương quy tắc chi lực. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, bật thốt lên nói rằng. Nếu là hiện tại có một gã thiên địa độc thân võ giả, để hắn luyện hóa đại diệt tuyệt ngũ độc nói, có thể đạt được thân thể thành thánh hay không? Bắc Quyến Cổn Nam nhíu mày suy nghĩ một trận, nói. Chỉ cần không chết, hẳn là có thể chứ. Nếu nói thiên địa độc thân, cũng không phải là vạn độc bất xâm, chỉ ít đại diệt tuyệt ngũ độc có thể lấy tính mệnh hắn, nếu như có thể luyện hóa không chết, là có thể đem độc thể chi lực kích phát đến cực hạn, giải khai bát môn gông cùng xiềng xiếc. Khâu Mục Kiệt trong mắt đã tràn đầy vẻ kiêng kỵ, không khỏi đối với Bắc Quyến Cổn Nam dị thường kiêng kỵ. Bắc Quyến Cổn Nam nhìn hắn một cái, nói. Thuật đạo của ngươi rất đặc biệt, có thể làm cho ta khôi phục dung nhan thuật. Khâu Mục Kiệt sửng sốt một chút, cau mày nói. Cái này, đây có chút khó khăn đi, ngươi đều đã thành mục chi thi rồi, còn thế nào hồi phục? Ai? Bắc Quyến Cổn Nam than thở đứng lên. Linh Mục Địch an ủi hắn nói. Không cần quá mức lưu ý ngoại hình của mình, Nam Nhi theo đuổi là cực hạn thực lực. Còn nữa thánh thể của ngươi vẫn là vô cùng sơ cấp, tiếp tục tu luyện xuống tới, nhất định có thể tự hành khôi phục. Bắc Quyến Cổn Nam nói. Ta đây cũng biết, nhưng dưới bầu trời này, thập phương quy tắc cũng không có, ta còn tu luyện thế nào? Mọi người đều là một trận không nói gì. Khâu Mục Kiệt kinh ngạc nói. Hai vị rốt cuộc là người phương nào? Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, trở lại chuyện chính, là dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, hay là cùng ta hợp tác? Khâu Mục Kiệt xanh mặt nói. Phương pháp hợp tác thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Khi đối kháng Vi Thanh, bình thường sẽ ở bên trong thánh khí của ta đợi, chờ gặp phải Vi Thanh nanh vuốt để ngươi đi ra giết người. Khâu Mục Kiệt biến sắc, cười lạnh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi khó tránh khỏi thật không có thành ý đi. Tiến vào thánh khí, sinh tử toàn bộ do ngươi a. Lý Vân Tiêu nói. Ta hình như không có lý do muốn ngươi chết chứ. Hơn nữa lấy khả năng của ngươi phá giới đi, cũng không phải việc dễ dàng sao. Lực lượng của ngươi vĩnh viễn không suy kiệt, nếu là nơi đây không chế trụ được ngươi, ở trong thánh khí đồng dạng khó có thể áp chế. Huống hồ, ngươi không cảm thấy ở trong thánh khí, là chỗ an toàn nhất sao? Vi Thanh coi như là suy nghĩ nát óc cũng tuyệt sẽ không biết ngươi ở nơi nào. Không cần nói. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Để ta trực tiếp tiến nhập thánh khí của ngươi, nói cái gì cũng không có khả năng. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hơi rét, nói. Xem ra phải ta kéo ngươi tiến vào. Hừ, ngươi có bản lãnh này sao? Khâu Mục Kiệt một chút cảnh giác, thân thể tùy theo phát sinh biến hóa, minh trảo, vượn tí, hắc xí, độc sừng, xúc tua. Lần phiến các loại, từng cái hiển hóa đi ra. Hắn song thượng tạo thành chữ thập, bắt ra quyết ấn cổ quái, chiến hạm ngư màu xanh cũng theo đó ra, ở bên cạnh hắn du đãng. Phác đao một chút nắm trong tay,
cảnh giác nhìn chằm chằm ba người, đặc biệt Bắc Quyến Cổn Nam. Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Địch đại nhân, Phong Tử Kiệt không thành thật, làm sao bây giờ? Linh Mục Địch lặng lẽ cười nói. Vậy bắt hắn thành thật đi. Hắn giương tay một cái, nghịch hồn tiên phóng xuất vạn đạo kim quang, trực tiếp đánh xuống đến. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt trầm xuống, cử đao đã chém tới, một chút đem vạn đạo kim quang chém toái. À đây là... Đầu của hắn tê dần, có loại cảm giác như muốn nứt ra. Linh Mục Địch đón đao phong mà lên, tùy ý đao mang kia chém ở trên người mình, chỉ là bị đẩy lui mấy trượng, lưu lại một đạo dấu vết hơi nông, lại lập tức xông tới. Bắc Quyến Cổn Nam cũng lập tức xuất thủ, một thanh hàn kiếm như nước trên không trung ghé qua, chém xuống tới. Khâu Mục Kiệt vô cùng phẫn nộ, một tay ôm đầu, tay phải nắm phát đao đã nghênh đón tới. Đột nhiên bầu trời kim quang lóe lên, giới thần bi trực tiếp chấn rơi xuống, ngoại trừ thế giới lực ra, kim sắc tỏa liên cũng theo đó hiện lên, một chút đem Khâu Mục Kiệt khóa lại. Cái gì, chết tiệt! Hắn kinh hãi không ngớt, biết được lai lịch của thứ này, cũng minh bạch có thể từ trong tay của Kỳ Thắng Phong thoát đi, cũng ít nhiều tác dụng của ổ khóa này. Giới lực tỏa trực tiếp quấn ở cánh tay hắn, cua đao lực lượng nhất thời yếu đi. Phanh! Tuyên cổ ngự kiếm thoáng chút chém ở trên phác đao, trực tiếp đem hắn đánh bay. Bắc Quyến Cổn Nam quả đấm bấm tay niệm thần chú, trên bảo kiếm hiện lên một đạo hàn quang, đột nhiên tan rã ra, hóa thành vô số thi lễ, trực tiếp hướng tới trên người của Khâu Mục Kiệt chui vào. A, à, đây là vật gì vậy? Khâu Mục Kiệt hoảng hốt, mạnh mẽ run rẩy thân thể, lân phiến rậm rạp chẳng chịt bao trùm toàn thân, nhưng thi lễ này có linh tính, chuyên môn hướng trong khe hở lân phiến chui vào, trực tiếp chen vào ăn thịt. A, à, Khâu Mục Kiệt cả người đau nhức, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, một cổ kình khí từ trong đan điền tuôn ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành tường đồng vách sắt, đồng thời chấn động. Bang 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 bang, vô số thi lễ đều bị bắn đi ra ngoài, nhưng đầy người đều là tiên huyết. Bắc Quyến Cổn Nam khẽ cười một tiếng, ngoắc tay một cái, vô số thi biệt đã tụ lại đứng lên, hóa thành lợi kiếm trở lại trong tay hắn. Ở nơi này lập tức, một cái đại thủ lạnh như băng vô thanh vô tức từ phía sau một chút bóp ở trên cổ của Khâu Mục Kiệt. Đầu của Hồ Lô Tiểu Kim Cương tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng nói. Ngươi biết cái gì là băng sát tâm diễm sao? Khâu Mục Kiệt cả người run một cái, hắn cũng không biết, nhưng trước đó đối phó Kỳ Thắng Phong, lực lượng của đóa băng hoa kinh khủng còn rõ ràng chiếu vào trong đầu. Trên trán của hắn tràn đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, theo hai má chảy xuống, chảy vào trong cổ. Linh Mục Địch khẽ ồ lên. Thế nào ra nhiều mồ hôi như vậy? Nếu không làm đóa hỏa diễm tới giúp ngươi hong khô. Hắn tay lạnh như băng nắm chặt hơn. Khâu Mục Kiệt chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau nhức, cũng không dám nhúc nhích, mà giờ khắc này Bắc Quyến Cổn Nam tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong tay một đoàn lục sắc yên vụ lượn lờ dựng lên, không ngừng biến hóa hình thái, trong suốt trong sáng. Ừng ực. Hắn chật vật nuốt xuống một chút, rung giọng nói. Được ta hợp tác là được. Linh Mục Địch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Người thông minh đã sớm nên như vậy, khi không chịu đòn oan, tội gì tồn tại. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt trắng bệch, cắn răng nói. Thế nhưng, Lý Vân Tiêu ngươi phải phát ra tâm thể sẽ không đối phó ta. Lý Vân Tiêu trầm tư, lắc đầu nói. Ta chỉ có thể bảo đảm ở trước khi đối phó xong Vi Thanh sẽ không đối phó ngươi, những thứ khác sẽ không cách nào bảo đảm. Khâu Mục Kiệt sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục gật đầu đáp. Được vậy cứ như thế quyết định. Hai tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn biến đổi, trên bầu trời giới thần bi phóng xuất vạn đạo kim quang, nhất phương toàn bộ thế giới mới chậm rãi phủ xuống. Trong mắt của Khâu Mục Kiệt ngoại trừ khiếp sợ ra, còn có một tia thần tình bất đắc dĩ và gần như tuyệt vọng. Linh Mục Địch thoáng chút dẫn theo hắn, đã bay vào. Bắc Quyến Cổn Nam cũng là thân ảnh lóe lên, bay trở về bên trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu đem huyền khí vừa thu lại, nặng nề thở ra một ngụm khẩu khí. Thu phục Khâu Mục Kiệt, tuyệt đối là một đại trợ lực, chỉ bất quá còn phải thời khắc đề phòng hắn phản bội mới được. Lúc này trong Hồng Nguyệt Thành nhiều hơn Kỳ Thắng Phong cái chuyện xấu này, hết thảy đều càng thêm phong vân khó lường. Hơn nữa cái chết của Tiểu Kiêu và Hoán Diệt, tất nhiên sẽ đưa tới Vi Thanh càng lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, ánh mắt phức tạp nhìn Hồng Nguyệt Thành, lẩm bẩm nói. Cũng không biết mẹ con Nhược Băng hiện ở nơi nào.
hắn trong nháy mắt hóa thành lôi điện, nhắm phương hướng thành trì bỏ chạy. Trước đó làm ra động tĩnh lớn, toàn bộ bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây nghị luận suy đoán, bất quá phòng thủ thành phố cũng không có tăng mạnh cái gì. Đường Khánh cũng biết nếu nói phòng thủ thành phố chỉ có thể quản chế một ít võ giả tầng thấp, đối với trên vũ đế mà nói, đã hầu như không có hiệu dụng. Chuyện vừa rồi ngươi nghe nói không? Hóa thần Hải La Thiên Đại Sư thí nghiệm thần thông yếu quyết, đưa tới nổ tung thật lớn, nghe nói đem cùng đi Ung Thiên Vận Đại Nhân đều bị nổ chết rồi. Không thể nào, Ung Thiên Vận Đại Nhân cũng thân là cửu giai thuật luyện sư, thực lực hai người hẳn là chênh lệch không bao nhiêu đi. Hắc hắc, người đây cũng không biết đi, lời đồn thứ này đâu đáng tin, cũng là vì che giấu chân tướng, bị người khác có dụng tâm nói ra được. Chân tướng chính là, La Thiên Đại Nhân để tranh đoạt vị trí hóa thần hải tổng trưởng, ám sát Ung Thiên Vận Đại Nhân, sau đó nói là một hồi sự cố. Không thể nào, hóa thần hải tổng trưởng Lỗ Thông Tử Đại Nhân muốn xuống sao? Ngươi làm sao lại biết? La Thiên đây là phòng ngừa chu đáo, trước tiên dùng hết mọi biện pháp diệt trừ đối thủ cạnh tranh A. Về phần ta làm sao mà biết được, hắc hắc, nói cho các người biết, hai đại thánh địa cùng với bảy đại tông phái ta đều có người. Cái gì, người đều có người, sẽ không gạt chúng ta chứ? Người có bực quan hệ thông thiên này, còn có thể ở Hồng Nguyệt Thành làm cái tiểu tán tu. Hừ, ngươi biết cái gì, ta chỉ là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, vô ý tranh bá thiên hạ. Ngươi nghĩ a, cổ kim bao nhiêu chuyện đều trôi qua trong tiếng cười, còn không bằng một bầu rượu đục uống thống khoái. Bằng không ta nếu có ý, Hồng Nguyệt Thành chức thành chủ này còn đến lượt Đường Khánh. Thiết, hắn tối đa làm cái phó thành chủ, chớ có dùng loại nhãn thần không tin này nhìn ta a, có tin ta sẽ đâm mù hai tròng mắt của ngươi hay không? Ừng ực tin thì tin. Bất quá ít nhiều vẫn còn có chút hoài nghi. Nếu ngài có bản lĩnh lớn như vậy, có thể nhiều hơn chiếu cố một chút tiểu đệ hay không? Đương nhiên có thể, hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, người muốn đi đâu? Chuyện một câu nói. A, đều có thể đến, thực sự là đại hỷ sự từ trên trời rơi xuống, nha nha nha, ta nên thế nào chọn xong đây? Hai đại thánh địa bảy đại tông phái, quá khó khăn lựa chọn. Không có việc gì, từ từ suy nghĩ. Được rồi, lần trước với ngươi ở chung với nhau cái tử cô nàng kia là ai? Chính là cô nàng có vòng eo nhỏ và dài, tóc búi thành đoàn, trên mặt xóa sạch son, đi trên đường lắc một cái, phong tao vô cùng kia đấy. Nga, ngươi nói lệ lệ nha, nàng là biểu muội bà con xa của ta. Cố ý tới Hồng Nguyệt Thành gặp ta. Huynh đệ, ngươi người bạn này ta kết giao chắc rồi. Đêm nay dẫn lệ lệ đi ra tới vui đùa một chút, được rồi. Đao kiếm tông còn giống như thiếu một phó tông chủ. Tuy rằng ta câu nói đầu tiên được rồi, nhưng người thực lực của tự thân không đủ cứng rắn, cho dù làm tới cũng khó mà phục chúng a. Mấy ngày nay càng nghĩ biện pháp làm cho ngươi một bổ khí đan, tranh thủ có thể đột phá đến vũ vương cảnh, như vậy lên làm phó tông chủ, đao kiếm tông người phía dưới cũng sẽ không có gì đáng nói. Thực sự, ai nha, bạn thân, cảm tạ, rất cảm tạ. Nếu như có thể lên làm đao kiếm tông phó tông chủ, ngài chính là đại ân nhân của ta a. Không có việc gì, một chuyện nhỏ thôi. Lên làm phó tông chủ là không thành vấn đề, nhưng còn phải cần chính ngươi cố gắng nhiều hơn tu luyện, mới có thể danh chính ngôn thuận, sớm một chút đột phá vũ vương, thậm chí vũ hoàng vũ tôn, mới có thể thực sự trở thành nhất phương bá chủ. Vũ hoàng vũ tôn, nhất phương bá chủ, không dám nghĩ, cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ đến a. Hắc hắc, trước đây không dám nghĩ, gặp gỡ bản thân, coi như là cửu thiên vũ đế cũng không phải trông cậy vào. Được rồi, buổi tối nhớ kỹ dẫn theo lệ lệ đi ra chơi với nhau, nếu không, người đời này cũng đừng hy vọng tiến hai đại thánh địa bảy đại phái. Ừ, nhất định nhất định. Lý Vân Tiêu bước chậm ở bên trong Hồng Nguyệt Thành, khắp nơi đều là các loại đồn đãi, đối với việc vừa phát sinh miêu hoàn toàn thay đổi. Đột nhiên ánh mắt của hắn một ngưng. Một đạo bóng lưng quen thuộc đập vào mi mắt, trong tay người kia còn cầm một vò rượu, vô lực đi về phía trước. Hắn dừng ở đấy cúi lưng bóng lưng, chậm rãi ngâm nói. Đào hoa ổ lý hoa đào am hạ hoa đào tiên. Hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Đạo bóng lưng kia thân thể run lên, xoay người lại, vẻ mặt đều là hồ cha, vô tinh đả thải, trong tròng mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu mỉm cười, gật đầu nói. Hồi lâu không gặp,
Ninh Hàng Phong đại nhân. Nhân ảnh chán trường chính là Ninh Hàng Phong, ngày xưa Hồng Nguyệt Thành cấm quân thống lĩnh, tứ tinh vũ đế cường giả. Lúc này lại là uể oải không phấn chấn, một bộ dáng cam chịu, ý chí tinh thần sa sút. Hắn vừa thấy Lý Vân Tiêu, ánh mắt mờ đục mới nổi lên một tia rung động, trong sát na lóe lên tinh mang, còn có vẻ kích động. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Trước đây có vị bằng hữu nói với ta, rượu càng uống càng ấm, nước càng uống càng lạnh. Nhưng sau này lại có một vị bằng hữu nói với ta, nàng uống rượu cũng là càng uống càng lạnh, người biết tại sao không? Trong mắt của Ninh Hàng Phong chớp động oánh mang, ha ha cười nói. Lần trước ta nghe tỷ ta nói qua, bởi vì nàng tâm là lạnh. Lý Vân Tiêu nói. Vậy còn ngươi? Ta. Ninh Hàng Phong mạnh mẽ đổ vài hớp rượu, nói. Ta từ lâu đã vô tâm rồi. Trong mắt hắn bắn ra hàn tinh một chút, nói. Người đó là tới cứu Nhược Băng. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Đúng thế, người cũng biết nàng ở đâu. Ninh Hàng Phong cười to nói. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như có tình có nghĩa đi theo ta. Hắn một phát bỏ rơi vào rượu, dọa người ở hai bên vừa nhảy, hai người đã một trước một sau tiêu thất ở trên đường cái. Hơn nữa giữa hai người nói chuyện không có bất kỳ che giấu nào, lui tới đi không ít người đều nghỉ chân nhìn nhau, lộ ra thần sắc cổ quái và ngạc nhiên. Rất nhanh, hai người liền tới đến trên một chỗ lầu vũ, thiếu con mắt nhìn về nơi xa, Ninh Hàng Phong chỉ vào phía trước nói. Liền là chỗ ở ngày trước của tỷ tỷ ta. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, một mảnh đào nguyên yên tĩnh, cầu nhỏ nước chảy, trăm vòng hành lang gấp khúc, một bộ thản nhiên. Ninh Hàng Phong nói. Người dẫn theo Nhược Băng đi thôi, rất xa rời khỏi chỗ thị phi này. Tốt nhất tìm một chỗ ẩn cư xuống tới, không bao giờ muốn hỏi đến việc trong thiên hạ nữa. Nếu là làm không được, chỉ để Nhược Băng ẩn cư xuống tới, để cho nàng có thể thật vui vẻ sống sót. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Nàng là nữ nhi của Khương Sở Nhiên, Hồng Nguyệt Thành thành chủ chi nữ trước kia, nơi này chính là nhà của nàng. Ninh Hàng Phong sửng sốt, cười khổ nói. Nhà, ở đây trước kia là nhà của mọi người, hiện tại bao nhiêu người đều đã mất đi nhà. Lý Vân Tiêu nói. Do đó, chúng ta phải làm cũng không phải trốn đi, mà là đoạt lại. Ninh Hàng Phong toàn thân run lên, trong mắt tinh quang chớp động, tràn đầy vẻ phức tạp, sau đó hoặc như là quả cầu ra xì hơi, cười to nói. Ha ha, đoạt lại, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Nơi này là Hồng Nguyệt Thành A, một trong bảy đại siêu cấp thế lực Hồng Nguyệt Thành A. Lấy cái gì đến đoạt? Chỉ bằng ngươi, hoặc giả dựa vào ta. Ha ha ha, quá khôi hài rồi. Hắn cười ra hai hàng nước mắt, trong lệ mang theo máu. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, nói. Ninh Hàng Phong, lần trước tới Hồng Nguyệt Thành ngươi là tứ tinh vũ đế, thực lực của ta chỉ có lục tinh vũ tôn, hiện tại ta đã bát tinh vũ đế, mà ngươi vẫn là tứ tinh vũ đế, ngươi thực sự khiến người ta rất thất vọng. Không chỉ có là ta, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ thay ngươi cảm thấy thất vọng. Ninh Hàng Phong cả người chấn động, bỗng nhiên nói. Tỷ tỷ của ta, được rồi, ngươi cũng biết tỷ tỷ của ta hạ lạc. Nàng còn đang nhân thế sao? Hắn hỏi ra vấn đề này, phảng phất như hao tốn cực lớn khí lực, cả người mồ hôi như mưa rơi, trên mặt trở nên không có huyết sắc. Con ngươi của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, liền khôi phục tự nhiên, nói. Chị ngươi còn sống? A, thực sự. Là thật, người không có gạt ta. Ninh Hàng Phong bỗng nhiên đại hỉ, cả người kích động khó diễn tả được, thanh lệ chảy ròng. Lý Vân Tiêu nói. Còn sống không giả, nhưng chịu người chế trụ. Ta trước kia còn trông cậy vào ngươi đi cứu nàng đấy, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Hắn vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Ninh Hàng Phong vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, nói. Bị quản chế bởi người phương nào? Lý Vân Tiêu nói. Nói ra còn không phải cho ngươi đi chịu chết sao? Hắn khinh miệt nói. Lấy thực lực cặn bã của ngươi, liền đối phương cương khí còn không thể nào vào được, hỏi tới tăng thêm phiền não. Đùng! Ninh Hàng Phong hai tay nắm chặt xương ngón tay nổ vang, cả người xấu hổ và giận dữ vẻ mặt đỏ bừng. Lý Vân Tiêu nói. Mỗi người đều có tình huống không giống nhau, vị trí và tinh lực cũng không tương đồng, tương lai thành tựu cũng có lớn có nhỏ. Có người có thể trùng kích vũ đế đỉnh phong, nhìn trộm vô thượng đạo thần, mà có người vĩnh viễn dừng lại ở dưới vũ đế, trung thân quan cửu thiên cảnh vô vọng. Chúng sinh, nhỏ bé như con kiến hôi,
như thế nào là cường giả. Hắn chỉ điểm một chút tâm ổ của Ninh Hàng Phong, nghiêm mặt nói. Chính thực sự cường giả, là ở chỗ này, có chí thì nên, càng trói buộc càng dũng mãnh, vĩnh viễn không chịu thua, liền là cường giả. Thân thể của Ninh Hàng Phong run rẩy lợi hại, ngũ chỉ bóp cắm vào trong thịt, tiên huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Lý Vân Tiêu nói, chờ khi nào ngươi trở thành cường giả, ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện của Ninh Khả Nguyệt. Nói xong, hắn đi phía trước bước ra một bước, cả người trở nên hoảng hốt, hóa thành khói xanh tiêu tán ở trong ban công. A a a! Trên lâu đài truyền đến tiếng khóc lớn của Ninh Hàng Phong, nuốt hận im hơi lặng tiếng, bi thống động nhân. Trên lầu vũ, không gian hơi nhộn nhạo, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, đều khóa lại bên trong hắc bào, nhìn trước mắt một mảnh đào nguyên chi cảnh, thật lâu bất động. Ninh Hàng Phong cách hắc bào thân ảnh bất quá mấy thước mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, lại hoàn toàn không có phát hiện, tiếng khóc rung yếu dần, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, hướng phía xa xa bay đi. Hắc bào lão giả nhìn chằm chằm xa xa, tự lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu sao, ngươi rốt cuộc là ai? Một mảnh đào nguyên chi địa, phương thảo hoa tươi, dương liễu bay xanh biếc, gió thổi ảnh động. Hồ điệp chuồn chuồn ở khóm hoa bay lượn, nước chảy nổi lên yên ba, linh khí tỏa khắp trên không trung, một mảnh u tĩnh, cùng với bên trong Hồng Nguyệt Thành ồn ào hỗn loạn tuyệt nhiên tương phản. Trên cây liễu mấy con chim én líu díu ngậm cành khô, bùn đất, ở trên cây xây tổ. Mấy chỗ sớm oanh tranh noãn cây, nhà ai tần yến chát xuân nê. Dưới dương liễu, một bạch y nữ tử nhìn xuân yến, khó có được nở nụ cười, như là nhuận vật không tiếng động, bách hoa tăng thêm xuân sắc. Ai, ngươi còn có tâm tư tại đây ngắm hoa xem chim. Cái này gọi là trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường ra, ta ngươi tôn quý là Hồng Nguyệt Thành công chúa, trong khoảnh khắc đã trở thành đồ chơi của người khác, ngay cả một con phi điểu cũng không bằng. Bên người một hồng y nữ tử giơ lên cánh tay đầy đặn, u oán than thở. Ngươi còn tốt, gả cho Đường Tâm, tương lai thậm chí có thể là Hồng Nguyệt Thành chủ mẫu, thân phận tôn quý không giảm. Ta đã có thể thảm rồi, thừa thất thành bùn, còn không biết bay xuống nhà ai đây. Khương Nhược Băng nói, nếu là tỷ tỷ thích, liền do ngươi gả cho Đường Tâm thật tốt. Khương Nhược Mai tràn đầy oán giận phẫn hận, một tay nắm bắt gương mặt tinh xảo của Khương Nhược Băng tả hữu đoan trang, nói. Ta cũng không nghĩ ngươi so với ta đẹp hơn chỗ nào nha, vì sao tân nương tử chính là ngươi. Ngươi lại chớ không biết đủ, cho dù vẫn như cũ tôn quý như công chúa, gả cho người cũng không gì hơn cái này. Sau khi xuất giá hảo hảo hầu hạ Đường Tâm công tử, tranh thủ được sủng ái địa vị, tỷ tỷ sau này còn trông cậy vào ngươi. Khương Nhược Mai gương mặt đố kỵ vẻ, ngạo nghễ giơ cao hai vú, một tia hồng đoạn khỏa hung, câu nhân tâm phách. Sau khi hoàn toàn thoát thai hoán cốt, nàng vòng eo dài và nhỏ, băng cơ ngọc cốt, khoác một kiện áo lụa màu đỏ, phong tư đích xác không ở dưới Khương Nhược Băng, thậm chí nhiều hơn vài phần kiều diễm động nhân. Khương Nhược Băng cau mày nói. Tỷ tỷ đừng nói linh tinh nữa, để Hồng Nguyệt Thành bình ổn quá độ, ta tự nguyện hy sinh chính mình, nhưng muốn ta thật tình đãi Đường Tâm, làm sao có thể? Ai u, còn hy sinh nhi, ủy khuất người đúng không? Khương Nhược Mai ê ẩm giễu cợt nói. Người bây giờ là tiểu thư nghèo túng, nhân gia là Hồng Nguyệt Thành thành chủ nhi tử, rốt cuộc là ai trèo cao người nào? Còn nhớ rõ ở Ngọc Thiềm Tông không, những người đó thế nào mắt chó coi thường người? Ngay cả tần úy con cóc ghẻ đều muốn nhúng chàm ngươi, nhưng sau lại Đường ra đưa tin, nói muốn làm đám hỏi với ngươi, ngươi không thấy những người đó đối với chúng ta thái độ biến hóa sao? Tần úy cặp sắc mị nhãn kia cũng thay đổi. Khương Nhược Băng chỉ cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn, nói. Tỷ tỷ và tần úy cũng không phải ở cùng một chỗ sao? Dụng tâm hầu hạ tần úy, tương lai làm Ngọc Thiềm Tông chủ mẫu, thân phận địa vị cũng là cực cao. Hừm. Dựa vào cái gì ngươi chính là Hồng Nguyệt Thành chủ mẫu, ta chỉ có thể làm một Ngọc Thiềm Tông chủ mẫu. Khương Nhược Mai không phục, nói. Luận sinh ra, ta và ngươi không có gì khác biệt, luận tư sắc ta không ở dưới ngươi, luận đòi nam nhân tốt, ta càng mạnh hơn ngươi không biết gấp trăm lần, dựa vào cái gì ta sẽ so với ngươi thấp một cấp. Trên mặt của Khương Nhược Băng hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ, nổi giận nói. Khó có được đi ra giải sầu một chút. Còn phải nghe tỷ tỷ hồ ngôn loạn ngữ. Khương Nhược Mai lạnh lùng nói. Ta thế nào hồ ngôn loạn ngữ? Câu nào nói sai rồi? Trong mắt nàng lưu quang vừa chuyển, đột nhiên cười nói.
ngươi có phải còn đang suy nghĩ Lý Vân Tiêu hay không? Thân thể của Khương Nhược Băng run lên, vội vàng cả kinh nói. Không có, không nên lại nói bậy nữa. Không có. Khương Nhược Mai giảo hoạt cười, nói. Quên đi, ta còn tưởng rằng ngươi đối với Lý Vân Tiêu có hứng thú đấy. Vừa mới nghe được một ít về tin tức của hắn, vốn là muốn nói cho ngươi biết, hiện tại xem ra không cần thiết. Cái gì, Lý Vân Tiêu có tin tức gì? Khương Nhược Băng quính lên, biết Khương Nhược Mai là cố ý khi dễ nàng, nhất thời cả giận nói. Nếu không phải nói, xin mời tỷ tỷ lập tức rời khỏi. Được được được, ta nói, ngươi đừng tức giận. Khương Nhược Mai cười nói. Còn nói ngực không nhớ hắn, bất quá cũng khó trách đây, Lý Vân Tiêu anh tuấn tiêu sái, thực lực không tầm thường, tính tình lại phóng đãng không kiềm chế được, thái độ làm người. Được rồi. Khương Nhược Băng đỏ mặt lên, khiển trách. Nói thẳng tin tức. Khương Nhược Mai thấy nàng thật sự tức giận, cũng không dám nói tiếp nữa, ngược lại nói. Ta vừa mới nghe người của Tứ Cực Môn nói, ngay trước đó không lâu, Lý Vân Tiêu đại náo Phong Linh Thành, hầu như đem toàn bộ thành chỉ phá hủy. Hiện tại Tứ Cực Môn đã phái cao thủ đi bắt hắn, ngay cả hóa thần hải cường giả đều xuất động, lần này hắn sợ là có chạy đằng trời rồi. Sắc mặt của Khương Nhược Băng thoáng chút khó xem, lo lắng nói. Hắn tới Phong Linh Thành làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại chính là thời buổi rối loạn sao? Thật là một kẻ ngu si, ngốc tử. Làm cái gì? Khương Nhược Mai khẽ cười nói. Ngươi là thật không biết hay giả vờ không biết, toàn bộ khắp thiên hạ đều biết hắn là tới Hồng Nguyệt Thành cứu ngươi. Sắc mặt của Khương Nhược Băng trong nháy mắt trắng bệch đứng lên, đôi môi cắn đỏ tươi, nói. Ta vẫn tốt mà, không cần hắn cứu, mau để cho hắn rời khỏi. Khương Nhược Mai cười nói. Ngươi tốt nhất sao, tỷ tỷ không thấy như vậy nha, cả ngày một bộ dáng sầu mi khổ kiểm, mới có mấy ngày, dĩ nhiên so với ta còn gầy hơn, thật để cho tỷ tỷ đố kỵ đấy. Thế nào khắp thiên hạ nam nhân tốt đều mắt bị mù sao? Ta đâu có chỗ nào không sánh bằng ngươi. Khương Nhược Băng cắn răng, nói. Tỷ tỷ có thể có biện pháp liên lạc với Lý Vân Tiêu. Thay ta mang ra nói, để hắn sớm rời khỏi, không nên tham dự tiến đến. Khương Nhược Mai oán giận nói. Ngươi thật đúng là để mắt tới tỷ ngươi, điểm ấy tin tức ta đều là thật vất vả nghe được. Ngươi không biết khi người của Tứ Cực Môn nói cho tin tức ánh mắt nhìn xem ta kia, hận không thể đem ta ăn. Lại để cho ta nghĩ biện pháp liên hệ Lý Vân Tiêu, ngươi đây là ép lão tỷ bán đứng nhan sắc. Khương Nhược Băng vội la lên. Như vậy làm sao cho phải? Lý Vân Tiêu nếu là tới, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Ai? Ngươi lo lắng cái gì nha? Có kẻ ngu si không biết tự lượng sức mình tới tự chui đầu vào lưới, một đoạn giai thoại lãng mạn cỡ nào nha? Khương Nhược Mai không ngừng hâm mộ, si mê phân tích đứng lên, nói. Lý Vân Tiêu và Đường Tâm là hai loại nam nhân hoàn toàn bất đồng phong cách, công tử phong lưu tuấn, chỉ có mỹ thiếu niên, ngươi loại thiếu nữ ngu ngốc này có thể sẽ càng thích Lý Vân Tiêu cuồng dã phóng đáng không kiềm chế được, nhưng Đường Tâm cử chỉ ôn văn nhĩ nhã. Gia thế hiển hách mới có thể đả động phương tâm của ta đây loại thành thục nữ nhân. Lý Vân Tiêu chỉ thích hợp sinh hoạt ở trong lãng mạn, nếu hắn thực sự dám đến, đó chính là đem lãng mạn phóng đại đến mức tận cùng, sau đó như pháo hoa nghiền nát, oa, cảm giác thật đẹp nha. Khương Nhược Băng bị nàng một câu kia phanh cả kinh cả người run lên, cả giận nói. Đừng vội hồ ngôn loạn ngữ nữa, đi nhanh lên. Khương Nhược Mai hừ lạnh nói. Ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Lý Vân Tiêu là người thông minh, kiên quyết không sẽ vì một nữ tử đi tìm cái chết. Cho dù hắn thực sự tới, lại có bản lãnh gì từ trong tay Đường Tâm đem ngươi đoạt lấy đây. Ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo hưởng thụ xuân ý nồng đậm, chờ ngươi làm tân nương tử đi. Khương Nhược Băng đang một trận phiền muộn, nếu không có trước mắt là thân tỷ tỷ của chính mình, hận không thể trực tiếp tát một chưởng vỗ chết nàng cả giận nói. Cút! Ngươi bây giờ liền cút đi cho ta. Hừm, cút thì cút, hảo tâm không được hảo báo, lần sau có bất cứ tin tức gì, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết nữa. Khương Nhược Mai sắc mặt trầm xuống, xoay người đã muốn rời khỏi, đột nhiên cả người cả kinh, hoảng sợ nhìn tiền phương, dưới dương liễu, một gã nam tử chẳng biết lúc nào thản nhiên mà đứng. A, à, hai tỷ muội đều là cùng thì kinh hô lên, vẻ mặt hoảng sợ thất sắc. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhược Mai tiểu thư, hồi lâu không gặp, giống như con người mới, dung mạo như thiên tiên.
Khanh khách. Khương Nhược Mai ở sau ngắn ngủi kinh hãi, liền ha ha nở nụ cười, mị nhãn chớp động, ôn nhu nói. Vân Tiêu công tử, hồi lâu không gặp, càng lộ ra anh tuấn, còn học được ngoài miệng nở hoa, chọc nữ hài tử vui vẻ. Hai tay của Lý Vân Tiêu ôm ở trước ngực, cười nói. Có sao, sự thực mà thôi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Khương Nhược Băng cũng từ trong thất thần chợt tỉnh táo lại, trong mắt không khỏi chớp động nước mắt, lén lén lau một chút, liền lo lắng nhìn bốn phía, nói. Ở đây đề phòng xâm nghiêm, ngươi là vào bằng cách nào? Đi nhanh lên, rời khỏi Hồng Nguyệt Thành, nếu không phải về tới. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ừ, ngươi theo ta một đường đi thôi. Không được. Hai tỷ muội các nàng đồng thời lớn tiếng nói. Khương Nhược Mai thoáng chút ngăn ở trước mặt Khương Nhược Băng, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu trở nên băng lạnh, nói. Ngươi đừng mơ tưởng bắt cóc muội muội của ta, ngươi làm như vậy sẽ hại mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Nhược Băng, hai mắt như sao, trong suốt như nước, không có một tia rung động. Khương Nhược Băng bị hắn nhìn tới đỏ mặt lên, đồng thời trong lòng đau xót, nhìn không được nước mắt chảy ròng, nói. Tỷ tỷ của ta nói đúng, ngươi đi nhanh lên đi, ta sẽ không đi theo ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ai nha, thật chẳng lẽ như ngươi Nhược Mai tiểu thư nói, đường tâm bộ dáng ôn văn nhĩ nhã và gia thế hiển hách, cứ như vậy hấp dẫn người. Khương Nhược Mai lạnh lùng nói. Chí ít so với người mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần ngươi cái con cóc này đừng mơ tưởng đánh chủ ý với muội muội ta, không đi nữa ta gọi người phụ cận đây chí ít mai phục trên trăm cao thủ, ta chỉ yếu hô một tiếng, bọn họ trong giây lát sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Khương Nhược Băng vội vàng kéo lại Khương Nhược Mai, rất sợ nàng thực sự gọi người, nói. Ngươi đi nhanh lên đi, tỷ tỷ của ta nói không sai, một mình ta thân dính dáng quá lớn. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười nói. Ta đã không phải là tiểu hài tử, không thể lại do ta được tùy hứng. Cha đã mất, ta phải gánh vác, gả cho Đường Tâm chính là kết cục tốt nhất cho ta rồi. Trong lòng Lý Vân Tiêu mạnh mẽ co quắp một chút, một cảm giác phiền muộn không rõ lan tràn ra, nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta ngày kia lại tới tìm ngươi, ngươi cho ta một đáp án. Đi nhanh đi, đừng tới phá hủy muội muội ta sẽ không thể nào đi theo ngươi, đáp án hiện tại đã cho ngươi, cút ngay, con cóc. Khương Nhược Mai ác ngữ nói ra, vung lên nắm tay để làm một tư thế muốn đánh người. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Nhược Băng một cái, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, trực tiếp tiêu thất ở bên trong đào nguyên. Hừm, nghĩ không ra con cóc này thật đúng là dám đến. Khương Nhược Mai nhãn thần băng lạnh, nói. Ta đây phải đi thông chi người của tứ cực môn, để cho bọn họ đi bắt con cóc này. Đừng mà! Khương Nhược Băng một chút đem nàng nắm lấy, vội la lên. Ngươi nghĩ đem ta tức chết à? Khương Nhược Mai lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khuôn mặt trở nên ôn hòa đứng lên, lấy tay lau chùi nước mắt trên mặt Khương Nhược Băng, ôn nhu nói. Nhược Băng, ngươi vừa mới rồi đã làm đúng. Ngươi đã không phải là tiểu hài tử, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Nếu là ngươi thực sự cùng với Lý Vân Tiêu đi, như vậy không chỉ có là tỷ tỷ, còn có mẫu thân, còn có toàn bộ Khương thị gia tộc. Thậm chí toàn bộ Hồng Nguyệt Thành thế lực cũ đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, người sẽ không giận mọi người không để ý chứ. Khương Nhược Băng nuốt nước bọt đắng chát, sâu thẳm nói. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, đương nhiên sẽ không. Khương Nhược Mai gật đầu nói. Ngươi trưởng thành, ta tự nhiên sẽ yên tâm. Nàng đột nhiên trong lòng khẽ động, nói. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói cái gì? Hắn ngày kia lại tới tìm ngươi. Khương Nhược Băng cũng là cả người đại chấn. Thất thanh nói. Ngày kia đó là ngày đại hôn, hắn muốn làm gì? Khương Nhược Mai ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi giơ lên, hiện ra vẻ châm chọc, cười nhạo nói. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngày đại hôn, trong thiên hạ vô số cường giả tề tụ Hồng Nguyệt Thành, hắn dĩ nhiên muốn tới cướp hôn phải không? Ha ha, cười chết người, chẳng lẽ hắn nghĩ mình là phong hào vũ đế phải không? Ha ha ha. Thực sự là một con vật ngu xuẩn. Khương Nhược Băng thoáng chút kinh ngạc thất thần đứng lên, cả người trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển, thoáng cái vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất. Bên trong Hồng Nguyệt Thành, trong một gian xương phòng tinh xảo. Lô hương lượn lờ, bạn có vui âm, một cánh cây tử đàn điêu vân long văn bình phong, mặt trên khảm đầy ngọc thạch, ảnh ngược yếu ớt bóng hình xinh đẹp, vũ động cầm huyền.
đột nhiên bóng người bị kiềm hãm, tiếng đàn dừng lại. Một đạo thanh âm nữ tử truyền đến, khẽ gọi nói. Quân Đình. Sau tấm bình phong, Hàn Quân Đình vội vàng đi ra, tiến lên bái nói. Quân Đình gặp qua Khả Vân sư thúc. Quỳ Hoa bà cũng là cung kính đứng ở một bên. Bên trong sương phòng đột nhiên thanh ảnh lóe lên, một gã cung trang nữ tử liền xuất hiện ở bên trong phòng. Nữ tử tóc dài vén thành búi, mấy đóa kim hoa vụn vặn, toàn thân lộ ra một cổ khí tức cao quý. Nàng đi thẳng tới trước thính, trực tiếp hào phóng ngồi xuống, nói. Chuyện ta cho ngươi điều tra như thế nào? Hàn Quân Đình lúc này vẫn là trang phục lão đầu, nhất cử nhất động cũng là 10 phần lão thành, ho khan vài tiếng, nói. Sư thúc phân phó việc, cơ bản điều tra rõ, còn có một chút cạm bẫy, cũng cơ bản có thể suy đoán ra tới. Nga, mau nói tới. Cung trang nữ tử có chút khẩn cấp. Hàn Quân Đình lúc này mới nghiêm mặt nói. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định là Khương Sở Nhiên đã chết, hơn nữa chính là bị Nguyệt Đồng phụ thân Mộ Dung Trúc giết chết. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, quát dẹp đường. Ai? Hai mắt trong nháy mắt như nhận, hướng phía trong hư không nhìn lại. Cung trang nữ tử có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói. Quân Đình, tu vi của ngươi lại tăng thêm không ít, thậm chí ngay cả hành tích của cha ta đều có thể phát giác ra được. Cái gì? Người nọ là Hàn Quân Đình thất kinh. Chỉ thấy trong hư không chậm rãi xuất hiện một vị hắc bào nhân, thấy không rõ khuôn mặt, giống bê như là u linh phiêu đáng ở xương phòng bầu trời. Quỳ Hoa bà nội tâm dị thường kinh hãi, lấy tu vi cửu tinh vũ đế, dĩ nhiên hoàn toàn không phát hiện được người trước mắt này tồn tại. Cung trang nữ tử nói. Cha, người thật thông tuệ hiểu biết, ta vừa tiến vào Hồng Nguyệt Thành đã bị ngươi theo dõi. Trong hắc bào chậm rãi hiện ra một đôi mắt đục ngầu già nua, lo lắng nói. Chuyện liên quan đến muội muội ngươi, ta có thể nào trong lòng không vội? Cung trang nữ tử hừ nói. Nếu cha thực sự quan tâm, lúc đầu Mộ Dung Trúc từ bên trong địa lão thiên hoang lúc đi ra, lấy năng lực của cha hoàn toàn có thể ngăn cản, cũng sẽ không để muội muội tùy ý Mộ Dung Trúc bắt tới. Hắc bào nhân im lặng không lên tiếng, hình như có lời khó nói, vừa rồi tựa như có áy náy tự trách. Cung trang nữ tử cũng có chút hối hận, cảm giác mình giọng nói nặng, vội hỏi. Cha không cần để ý, nữ nhi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, ít nhiều có chút oán giận khí. Hắc bào nhân nói. Ngươi nói không sai, ta không chỉ có là một thành chủ không xứng chức, cũng là một phụ thân không xứng chức. Ai, ta Ninh Khả Vi suốt đời, chung quy là một cuộc sống thất bại. Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều lặng lặng đứng ở một bên. Nghe một đôi phụ nữ này nói chuyện, không dám ngắt lời. Ninh Khả Vân vội hỏi. Cha nghìn vạn lần không nên nói như vậy, việc lúc trước, ta tin tưởng cha nhất định là có khổ trong lòng. Ninh Khả Vi thở dài, nói. Không đề cập tới chuyện cũ nữa. Vị Tinh Nguyệt trai đại trưởng quỹ này, nói vậy chính là đệ tử thân truyền của Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan Cung chủ đi. Hàn Quân Đình vội vàng tiến lên bái nói. Hàn Quân Đình gặp qua lão thành chủ đại nhân. Ninh Khả Vi gật đầu nói. Ngươi rất tốt. Hàn Quân Đình không rõ nguyên do, không biết ba chữ này hàm nghĩa. Ninh Khả Vân đột nhiên cười, nói. Cha ngươi cho tới bây giờ rất ít khoa người, đương nhiên muội muội thiên tư siêu tuyệt, có thể dẫn động tuế nguyệt như ca, đa cũng bất quá mới nói một chữ tốt, hiện tại cũng không chút nào tiếc rẻ nói hai chữ tốt, có thể thấy được thiên tư của Quân Đình xa ở trên muội muội rồi. Ninh Khả Vi nói. Việc năm ấy. Ngươi vẫn còn nhớ rõ. Ninh Khả Vân bộ dáng có chút giận dữ, nói. Đương nhiên nhớ kỹ cha chẳng bao giờ khen qua ta, thật giống như ta cho tới bây giờ cũng không bằng muội muội. Hừm, nếu không có như vậy, ta sao trong cơn tức giận đi Thần Tiêu Cung, rời xa Hồng Nguyệt Thành, không muốn gặp lại cha nữa. Ninh Khả Vi đem nón đen trên đầu gỡ xuống, hé ra dung nhan già nua triển lộ ở trước mặt mọi người, đầu đầy tóc bạc, trên mặt tất cả đều là dấu vết thời gian khắc tạc xuống. Dù vậy tuyệt thế cường giả, cũng đỡ không được năm tháng vô tình. Ninh Khả Vân thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong mắt có chút đau nhức, kêu một tiếng. Cha! Ninh Khả Vi khẽ cười nói. Ngươi đã là một đời cường giả. Trong mắt của Ninh Khả Vân chớp động ánh huỳnh quang, cười nói. Cha cuối cùng cũng khen ta một lần rồi. Ninh Khả Vi nói. Ngươi chung quy là người của Hồng Nguyệt Thành Ninh gia, chung quy đã trở về, không để cho cha thất vọng.
Ninh Khả Vân cười nhạt một tiếng, nói. Không dám để cha thất vọng. Sắc mặt của Ninh Khả Vi chuyển thành ngưng trọng, nói. Mới vừa rồi tin tức xác định là thật, Sở Nhiên thực sự đã chết rồi sao? Hàn Quân Đình vội hỏi. Mặc dù không có người thấy tận mắt, nhưng cơ bản đã có thể xác định. Ninh Khả Vi ngưng thanh nói. Nguyệt Đồng bộ tộc sao? Năm xưa Cổ Phi Dương cũng là bị Nguyệt Đồng phụ thân, sau này đem Nguyệt Đồng triệt để chế trụ, ngược lại sử dụng. Thực lực của Mộ Dung Trúc so với Cổ Phi Dương, vẫn là kém hơn một chút a. Hàn Quân Đình nói. Căn cứ tin tức thông báo, Mộ Dung Trúc chắc là đã sớm chết, bây giờ Mộ Dung Trúc hoàn toàn chỉ là một thân thể, hoàn toàn là Nguyệt Đồng khống chế. Ninh Khả Vi ngẩn ra, than thở. Thì ra là thế, đứa bé kia rất ưu tú, nghĩ không ra cũng đi trước một bước. Mỗi một người đều đi, duy chỉ có ta đây một lão đầu khớp xương còn lưu lại thế gian. Ninh Khả Vân nói. Cha không nên nói bậy. Vì việc của muội muội, ta vừa đi một chuyến Lam Tuyết Thánh Thành, gặp được Công Dương Chính Kỳ đại nhân. Thánh vực đang vì thế sự mưu hoa, ngày gần đây sẽ phải phái cường giả đến bao vây tiễu trừ Nguyệt Đồng. Ninh Khả Vi hơi biến sắc mặt, nói. Muội muội ngươi. Ninh Khả Vân nói. Cha yên tâm. Công Dương Chính Kỳ đại nhân đã đáp ứng ta rồi, tất nhiên sẽ tận lực bảo trụ tính mệnh của muội muội. Hàn Quân Đình nói. Ta cũng có tin tức, nghe nói Nguyệt Đồng giết không ít người của Thánh Vực, rước lấy bao vây tiễu trừ cho là trong tình lý. Có Thánh Vực xuất thủ, Nguyệt Đồng là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ninh Khả Vân nói. Ừ, mặc dù Nguyệt Đồng có cường đại đi nữa, cũng chạy không thoát Thánh Vực truy sát. Hơn nữa ta nghe Công Dương Chính Kỳ đại nhân nói. Mộ Dung thế gia cũng sẽ phái người tới cùng nhau hiệp trợ bao vây tiễu trừ. Hàn Quân Đình lăng nói. Mộ Dung thế gia, đều đã nhiều năm như vậy, bọn họ còn có thể quản việc này. Ninh Khả Vân nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái đấy. Ninh Khả Vi nói. Mộ Dung Trúc năm đó cũng là Mộ Dung thế gia đệ nhất thiên tài, không chỉ có như vậy, hắn vẫn mở ra Mộ Dung thế gia huyết mạch thực thi. Mộ Dung thế gia lần này xuất động, hẳn là vì thực thi này mà đến. Thực thi, mấy người đều giật mình, không rõ hàm nghĩa trong đó. Ninh Khả Vi nói, trong đó Khúc Chiết ta cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là nghe Khả Nguyệt đã từng nói. Nguyên nhân cũng chính bởi vì thực thi này, để Mộ Dung Trúc có chính mình khó có thể nắm trong tay số phận, lúc này mới đưa đến bi kịch sau đó. Ninh Khả Vân nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần muội muội chớ gặp chuyện không may là được. Nàng nhìn Ninh Khả Vi, rốt cục không nhịn được nói. Nữ nhi Thủy Chung không nghĩ ra, cha vì sao phải đem Hồng Nguyệt Thành chắp tay dâng cho Đường Khánh. Lúc đầu Hồng Nguyệt Thành biến cố, nếu là cha không trái lại trợ giúp Đường Khánh nói, hiện tại Hồng Nguyệt Thành đã còn ở trong tay Tam Đại Thế Gia đi. Ninh Khả Vi thản nhiên than thở. Hồng Nguyệt Thành ở trong tay Đường Khánh, chỉ ít còn nằm trong tay ta khống chế. Nếu là biến thành những người khác, sợ rằng cha cũng vô pháp nắm trong tay. Những người khác, mấy người đều giật mình. Lộ ra thần sắc ngạc nhiên, Ninh Khả Vân nói. Cái này, những người khác, là ai? Trong con người của Ninh Khả Vi khàn khàn khí thoáng chút tản ra, không ngừng có tinh mang chấp động, nói. Các ngươi đừng hỏi nữa. Để Đường Khánh chấp trưởng Hồng Nguyệt Thành, trích là ta ngộ biến tùng quyền. Nguyên bản ta nghĩ đợi thời cơ thành thục, liền để Sở Nhiên một lần nữa tiếp trưởng trở về, nhưng bây giờ. Hắn suy ngẫm nói. Thích hợp nhất trưởng quản Hồng Nguyệt Thành. Cũng chỉ có muội muội ngươi. Do đó Khả Vân, ngươi nhất định đem muội muội ngươi mang về. Trong lòng của Ninh Khả Vân hoảng sợ, cha mình không chịu nói rõ, tất nhiên là bởi vì địch nhân quá mức cường đại, do đó không muốn chính mình rơi vào, trong toàn bộ thiên hạ tồn tại có thể để phụ thân kiêng kỵ như vậy, rốt cuộc là ai? Nàng trong lúc nhất thời có chút tâm loạn như ma đứng lên, ứng tiếng nói. Đã biết, cha. Ninh Khả Vi nói. Mọi việc đều cẩn thận. Hồng Nguyệt Thành đã ở trong nguy cơ sinh tử, nếu là ngày khác gặp nạn, ta mong muốn Thần Tiêu Cung có thể giúp đỡ một chút. Hàn Quân Đình thấy hắn đang nhìn mình, vội vàng khom người nói. Vãn bối tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Ninh Khả Vi biết Hàn Quân Đình ngầm nói chỉ là chính mình, cũng không phải là Thần Tiêu Cung, nhưng vẫn là cười nói. Vậy lão hủ đa tạ. Hàn Quân Đình vội hỏi. Không dám, hẳn là vãn bối đa tạ lão thành chủ giúp đỡ việc kia. Sắc mặt của Ninh Khả Vi thoáng cái trở nên cổ quái, tràn đầy hoài nghi nói. Lý Vân Tiêu thực sự sẽ cướp hôn.
Hàn Quân Đình hai hàng lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói. Lấy vãn bối đối với người này lý giải, hành sự quả thực chính là thiên mã hành không, phóng đãng không kiềm chế được, to gan lớn mật, ngoài dự đoán mọi người, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ làm. Ninh Khả Vi nói, ta đã thấy người này, đích thật là hạng người thiên tài khó có được. Nếu hắn đối với Khương Nhược Băng có tâm, ta liền cho hắn một cái cơ hội. Hồng Hoàng Lam Tam Lão lúc này đều nghe lệnh của ta, ta sẽ lệnh cưỡng chế hành động của bọn họ. Hắc, một tiểu tử thật có ý tứ, có thể mang cho ta tới kinh hỉ cũng nói không chừng đây. Ninh Khả Vân nói, nghe nói muội muội cùng với người này cũng đi rất gần, nếu là cướp hôn nói, chẳng lẽ không phải một con đường chết. Hừm, tới Hồng Nguyệt Thành cướp hôn, người này thực lực lại không luận, chỉ số thông minh đáng lo a. Gương mặt của Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa bà đều không tự chủ được co quắp một chút, lặng lẽ không nói. Ninh Khả Vân cau mày nói. Thế nào, lẽ nào ta có nói cái gì sai không? Hàn Quân Đình cười khổ nói. Sư thúc nói đích xác có điều bất công, người này thập phần vướng tay chân, cũng không phải cái loại hữu dũng vô mưu, nếu là lần này Hồng Nguyệt Thành không thể đem hắn áp chế nói, tương lai rất có thể trở thành tồn tại giống như Phong Hào Vũ Đế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Hào Vũ Đế, hừm, Quân Đình ngươi nghĩ quá đơn giản. Ninh Khả Vân vẫn như cũ lơ đễnh, nói. Thanh niên nhân khó tránh khỏi sẽ có lúc nhiệt huyết xung động, huống chi là thực lực tự thân cũng dưới tình huống không tệ lắm. Nếu là người này thật là khá, cha có thể cân nhắc đưa hắn thu phục, đưa về Hồng Nguyệt Thành. Dù sao Hồng Nguyệt Thành phát triển còn là cần đại lượng huyết dịch mới mẻ. Ninh Khả Vi cười, từ chối cho ý kiến, nói. Nếu là có thể thu nạp người này, nhưng thật ra lần này thu hoạch lớn nhất rồi, chỉ bất quá lấy ta quan sát, quá khó khăn. Hắn nói, nơi đây ta không thích hợp ở lâu, lúc này rời đi. Khả Vân, người có rảnh rỗi đi gặp Hàng Phong đi. Thân thể của Ninh Khả Vân hơi chấn động một chút, nói. Vâng, cha. Ninh Khả Vi gật đầu, liền hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tán ở bên trong sương phòng. Ninh Khả Vân trầm tư một trận, nói. Quân Đình, phát động tất cả lực lượng, cha rõ người nọ cha ta kiêng kỵ rốt cuộc là ai. Hàn Quân Đình cả người run lên, nói. Vâng, sư thúc. Sắc mặt của Ninh Khả Vân ngưng trọng, cũng đồng dạng tiêu thất ở trong sương phòng, chỉ để lại mùi thơm ngát nhàn nhạt. Bên trong sương phòng thoáng chút an tĩnh lại, không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Quân Đình tựa hồ lâm vào trong sâu đậm trầm tư, hồi lâu mới chậm rãi nói rằng. Chuyện đáp ứng Lý Vân Tiêu đã làm xong rồi, hiện tại nên nghĩ biện pháp đối phó Lý Vân Tiêu, quyết không thể lại mặc kệ hắn trưởng thành tiếp được. Quỳ Hoa bà nói. Lão thân nghĩ đại trưởng quỹ không cần phải lo lắng rồi, nếu Lý Vân Tiêu thật dám cướp hôn, tất sẽ là một con đường chết. Hàn Quân Đình lắc đầu nói. Trên lý trí ta cũng cho là như vậy, nhưng luôn cảm thấy không có thuận lợi như thế. Nếu là lần này không thể đánh chết hắn, sợ là cơ hội tiếp theo, chỉ có thể đợi được sư phụ xuất quan. Quỳ Hoa bà cả kinh nói. Đại trưởng quỹ không phải là muốn để cung chủ đại nhân tự mình ra tay đi. Trong mắt của Hàn Quân Đình chớp động hàn mang, lạnh lùng nói. Yêu nghiệt như thế quyết không thể theo lẽ thường đối phó, để sư phụ xuất thủ cũng không phải không thể. Quỳ Hoa bà vẻ mặt kinh hãi, chỉ cảm thấy không lời chống đỡ. Hồng Nguyệt Thành trên Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu, Thanh Phong từ tới, cử rượu chủ khách. Một chén huyết trà đỏ tươi uống vào, chỉ cảm thấy cả người linh khí dư thừa, khoan khoái không nói ra được nhẹ nhàng di nhân. Trần Phong cười nói. Lần trước Phong Vân tụ hội, thiên hạ anh hào tề tụ, đáng tiếc ta thật là trùng hợp đang bế quan, không có thể đến được, thực sự tiếc nuối. Đối diện đồng dạng là một gã nam tử trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, hắc hắc nói. Lúc đầu Nguyễn Tử Mậu ở đây mời dự họp quần anh hội, tới đều là nhân tài mới xuất hiện, thiên hạ tinh anh. Không nghĩ mới vội vã vài ngày, đã cảnh còn người mất, đã nhìn không thấy khuôn mặt quen thuộc nào nữa. Trần Phong cười nói. Năm đó Hạo Miểu huynh tu vi chính là nhân tài kiệt xuất trong trẻ tuổi một đời, hiện tại vẫn như cũ còn đúng. Ha ha, Trần Phong huynh chớ tổn hại ta. Thừa Hạo Miểu cười khổ nói. Đây là đang cố ý hắc ta nha. Trần Phong kinh ngạc nói. Thế nào nói ra lời này? Thất tinh vũ đế thực lực, phóng nhãn thiên hạ, mấy người có thể so bằng? Thừa Hạo Miểu hừ nói. Mấy người,
sợ là hai cái tay đều đếm hết. Trước đây mình thật có chút tự đại, hiện tại mới biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Mặc dù là thiên chi nội, Lý Vân Tiêu đã cơ hồ là đại sơn vĩnh viễn khó vượt qua. Trần Phong và Lương Ngọc Y liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ nói. Người này có thể không cần lo lắng, bằng không quá đả kích người. Ở trong võ giả bình thường, Hạo Miểu huynh được cho là nhân tài kiệt xuất rồi. Thừa Hạo Miểu cười khổ nói. Không nói chuyện cái đề tài thương tâm này nữa, tiếp tục uống trà. Trần Phong cười nói. Thiên hạ đại thế, hiện tại chính là thời đại cường giả cùng nổi lên, náo nhiệt lộ ra. Ha ha, không có thể như vậy. Thừa Hạo Miểu cười nói. Nguyên bản tới Hồng Nguyệt Thành không có thấy mấy người cố nhân, tự cảm giác không thú vị, nhưng không nghĩ nghe được một tin tức thú vị, thật là làm cho người ta mong đợi. Chờ mong sao? Trần Phong mặt cười khổ. Nhìn bầu trời xa xăm, trong mắt chớp động tinh mang, cũng không biết nghĩ thế nào. Gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bên ngoài Hồng Nguyệt Thành, trên một chỗ sườn núi, Lý Vân Tiêu nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đại chiến có tĩnh khí, toàn bộ bốn phía đều ở vào trong một loại bầu không khí cực kỳ đè nén. Đột nhiên trên người hắn hiện ra bốn đạo quang mang, một chút tản ra, bao trùm phương viên to lớn mấy mẫu, ấn quyết trong tay cùng nhau, liền đều thu nạp trở về. Hóa thành một tòa núi nhỏ mê người, huyền phù ở trên lòng bàn tay. Thanh âm của Linh Mục Địch truyền đến, nói. Bốn màu đâu xuất thiên, chậc chậc, trọng lượng này sợ là đại thành thân thể cũng không tiếp nổi đi. Lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu một đoàn thần dịch lực tinh khiết màu trắng, không ngừng mà bắt ra quyết ấn, đánh vào bên trong đâu xuất thiên, không ngừng có các loại ký hiệu bay ra, ở bốn phía vần quanh. Toàn bộ không gian cũng theo sơn thể biến hóa mà phát sinh các loại đứt gãy, toàn bộ quá trình không ngừng biến hóa, xa xa nhìn lại, một mảnh lưu ly trong sáng, không thấy hình dáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Vân Tiêu hơi mở mắt ra, khen. Người có thể nghĩ ra phương pháp luyện chế như thế, quả nhiên là rất giỏi. Ta rất chờ mong dung hợp thất sắc, sẽ là bộ dáng ra sao? Thanh âm của Linh Mục Địch truyền đến, cười hắc hắc nói. Thất sắc đâu xuất thiên, tương truyền có thể diễn hóa ra một mảnh niết bàn thế giới, mặc dù ở thời đại kia của ta, muốn luyện chế thành công cũng là cực kỳ không dễ đấy. Lý Vân Tiêu nói, thất trùng bất đồng biến dị thổ hệ nguyên tố có thể luyện thành dụng cụ, như vậy bốn loại ngũ hành khác thì sao? Có phải là cũng có thể hay không? Cái này, Linh Mục Địch sửng sốt một chút, nói. Việc này ta thật ra chưa từng nghĩ tới, hơn phân nửa là không được. Dù sao bốn loại nguyên tố còn lại cũng không có hình thái cố định, chỉ có thể làm dung hợp, như vậy tất nhiên sẽ thôn phệ lẫn nhau thành một vật, uy lực nhất định sẽ tăng nhiều, nhưng không có loại kỳ hiệu như thất sắc đâu xuất thiên. Ừ, không sao, sau này lại nghiên cứu đi. Lý Vân Tiêu đứng dậy, tiện tay vừa lộn, cả ngọn núi thoáng chút hóa thành nhỏ bé, cho đến biến mất. Bầu trời trong nháy mắt đã giãn mở ra, trong khoảnh khắc vạn dặm không mây, trời quang bích lãng. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, mặt mình nghênh hướng trong gió, cảm giác được gió mát nhẹ nhẹ, mơ hồ có tiếng nhạc truyền đến. Hai tròng mắt mạnh mở, kinh hô. Không tốt hiện tại giờ gì. Hắn thoáng chút khẩn trương, trong nháy mắt hóa thành lôi quang hướng phía Hồng Nguyệt Thành đi. Trong thơ có nói. Tham xoa hạnh thái, tả hữu mao chi, yểu điệu thục nữ, trung cổ nhạc chi. Nói là cưới vợ xinh đẹp thành thục, cần có tiếng cổ nhạc vui sướng. Bên trong thành 10 dặm trang sức màu đỏ, nói bên đường tất cả đều là hộ vệ thần thái uy nghiêm, trước cửa từng nhà treo lụa màu, một mảnh lành lạnh có tự. Trung, cổ, thạch khánh các loại nhạc cụ vang lên, trên dưới đều là không khí vui mừng tràn ngập. Trên quảng trường trung ương to lớn, từ lâu đã bày đầy thêu ngọn đèn dầu, các loại quyên hoa giải địa, đèn màu mở đường, một mảnh vàng bạc hoán thải, châu bảo sinh huy. Ở sân rộng bầu trời, càng nổi lơ lửng 16 cái đèn cung đình to lớn, trên viết 16 chữ cổ tự. Chia ra làm hữu phượng lai nghi, hồng hương lục ngọc, hành chỉ thanh phân, hạnh liêm tại vọng, ánh đèn sáng quắc, chiếu rọi lẫn nhau. Bốn phía quảng trường từ lâu đã đầy người nhốn nháo, tranh nhau quan khán một đại hôn hiếm có, lúc nào cũng tế nhạc thanh tiếng động lớn, hiện ra hết phú quý phong lưu. Các phái tông chủ, thiên hạ hào kiệt, từ lâu đều hội tụ nơi này, người người đàm tiếu với nhau. Lẳng lặng nhìn trước mắt phát sinh tất cả, chỉ là nụ cười kia đều có thâm ý. Đường Tâm một thân trường bào đỏ thấm, khí vũ hiên ngang, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười,
ý hai tròng mắt như nước ngắm nhìn xa xa, khí thế hăng hái. Ở cách đó không xa có một người mặt không biểu tình, nhịn không được hừm một tiếng, sắc mặt kia liền thuận thế trầm xuống. Bên cạnh một nữ tử trang sức quái dị, chọc cho không ít người chú mục, lại đồng thời trong lòng hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không cách nào thấy rõ tu vi của tên nữ tử này. Nữ tử biểu tình thập phần an tĩnh, chỉ là buồn bã nói. Nhân loại các ngươi hôn sự cực kỳ phiền phức, bất quá lại cảnh đẹp ý vui. Ngươi xem sự bố trí này, trên dưới tranh nhau phát sáng, thủy thiên hoán thải, một mảnh châu bảo càn khôn, khiến kẻ khác sinh lòng hướng tới. Xung quanh vài tên nam tử đều sửng sốt một chút, có chút cổ quái nhìn nàng, người sắc mặt xấu xí càng kỳ quái nói. Lê đại nhân, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lập gia đình rồi? Nữ tử chính là yêu tộc Chi Lê, trên mặt hiện lên một tia nổi giận, châm chọc nói. Đường kiếp, đừng vội nói bậy. Nam tử kia chính là đường kiếp, đột nhiên kiệt kiệt cười quái dị vài câu, nói. Ta nói bậy, Lê đại nhân là muốn gả cho Thương đại nhân đi. Lê sắc mặt đại biến, thoáng cái sát khí liền bừng lên, lạnh giọng nói. Đường kiếp, ngươi muốn cho hôn lễ của đệ đệ ngươi, biến thành lễ tang của ngươi sao? Trên người nàng sát khí nổi lên, nhất thời dẫn tới tứ phương chú ý, đều là hơi biến sắc mặt, thoáng chút thành tiêu điểm của mọi người. Đường kiếp vội hỏi. Chỉ đùa một chút mà thôi, đâu cần phải tới nghiêm túc như vậy sao? Lê cũng ý thức được chính mình thất thố, quanh thân sát khí thu lại, lạnh lùng nói. Có chút vui đùa là muốn người chết. Vài tên yêu tộc không gặp hình bóng của những người khác, chỉ có Lê một mình ở đây, như là phái tới đại biểu. Ai nha, tiểu Lý giật, ta từng nghe lão ngũ nói qua, càng là lưu ý một việc, lại càng không mở nổi vui đùa, không biết có phải là sự thực hay không. Tiểu Bát chớp mắt một cái con ngươi, quay mặt đi, hướng phía Lý giật hỏi. Lý giật đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã cảm thụ được sát khí kéo tới, lập tức đổi giọng, lạnh lùng hừ nói. Một người chết nói ngươi cũng tin. Quả nhiên, cổ sát khí lập tức sẽ không có. Tiểu Bát thoáng cái mặt như mướp đắng, khóc tang nói. Ô ô ô, lão ngũ bọn họ đều chết hết, chết tiệt vạn bảo lâu, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hừm, Lý giật cười nhạo nói. Ngõ lon không rời miệng giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, thân là sát thủ, tùy thời đều phải làm cho tốt chuẩn bị bị người giết. Trong mắt của Tiểu Bát sáng ngời, cười nói. Di, Tiểu Lý giật ngươi rất hiểu nha, không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi, hiện tại đang cần người đấy. Đường kiếp và Lê đại nhân, Thương đại nhân bọn họ cũng cùng đi. Không có hứng thú. Mấy người đều là đồng thời hừ lạnh nói. Đường tâm ở trên đa à bên này mấy người vừa nói vừa cười, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh ý tới, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ là khiêu khích. Đường kiếp giận tím mặt, dưới chân dùng lực một phát, nhất thời đem tảng đá nham giải mặt đất dẫm lên thành phấn vụn. Lê lạnh lùng nói rằng, chớ có xung động, cứ để cho hắn nhất thời đắc ý. Ừ, hy vọng Thương đại nhân lần này sẽ không lại để cho ta thất vọng rồi. Đường kiếp đem lửa giận đè xuống. Lạnh lùng nói. Lê vùng xung quanh lông mày cau lại, nói. Yên tâm đi. Lý giật và Tiểu Bát đều là hơi biến sắc mặt, hiện lên vẻ khẩn trương. Hàn Quân Đình cũng ở bên trong chỗ này, ngồi ngay ngắn ở trên ghế chuẩn bị cho Thương Minh, ánh mắt rằng rạc ở trên mặt mọi người từng cái điểm quá. Đột nhiên ánh mắt của nàng dừng lại, nhìn xa xa, trong đám người đột nhiên mở ra một lối đi, hai hàng kim đăng khai đạo, màu nhật lưu huy, phượng liễn từ từ ra. Ánh mắt mọi người thoáng chút ngóng nhìn đi, nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có trung cổ hỉ nhạc và trượng pháo pháo hoa. Một thời đại mới sao? Mọi người nội tâm lúc này đều đang nói thầm, đã trải qua vô số chuyện xấu, còn có Đông Hải bộ tộc đánh Hồng Nguyệt Thành, bức thiết cần một hoàn cảnh ổn định. Đường Tâm cưới vợ Khương Nhược Băng, phù hợp lợi ích và tâm nguyện của tuyệt đại đa số người. Phượng Liễn dừng lại, bức rèm che vén lên. Một cái bàn kim màu dày thêu đỏ tươi rơi xuống đất. Giày chủ nhân tựa hồ chủ trừ một chút, đầu hơi nhấc lên, có chút khiếp đảm nhìn đường dưới chân, cuối cùng lấy dũng khí đi xuống, đi hướng này không biết. Trên thảm hồng, đỏ có chút chói mắt. Kim nhạn tà trang gò má, thanh loa cạn họa mi, đạm thượng duyên hoa. Nàng nắm chặt trong tay khăn gấm, 3000 thanh tỳ rũ xuống bên hông, mũ phượng khăn quàng vai, khuôn mặt đỏ tươi như ở trong lửa. Càng lộ ra da thịt thắng tuyết, minh diễm động nhân. Khương Nhược Mai nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói.
Cái này không đúng, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, phải vứt bỏ ảo tưởng không thực tế này, làm đến nơi đến chốn. Khương Nhược Băng lúc này đã nghe không rõ thanh âm, trong đầu trống rỗng, bốn phía lưu ly nhiều màu và các loại huân hương để cho nàng có chút choáng váng, chỉ có thể từng bước một theo đi. Các loại chiêng trống trượng pháo, chấn để cho nàng hầu như muốn té xỉu. Đường Tâm vẻ mặt mang dáng tươi cười, vài bước liền nghênh đón đến, nhẹ nhàng từ trong tay Khương Nhược Mai dắt lấy chủ đái, phong độ mỉm cười. Khương Nhược Băng cả người run lên, tràn đầy vẻ tuyệt vọng, một trái tim không ngừng chìm đi xuống. Khắp bầu trời pháo hoa bay lượn, ở dưới ánh mặt trời lại như là tia tà dương, theo gió mà bay, cực kỳ giống nàng, không biết sẽ bay xuống nơi nào. Công đường, Đường Khánh Thủy Chung mỉm cười, hướng phía bên hông Nguyễn Hồng Ngọc nói. Sau ngày hôm nay, lưỡng họ đám hỏi, tuy hai mà một. Nguyễn Hồng Ngọc miễn cưỡng cười, tựa hồ có vẻ cực kỳ uể oải, nói. Tất cả lại do đại lão gia làm chủ. Đường Khánh cười nhạt một tiếng, hướng phía chỗ khách quý ngồi nói. La Thiên đại sư, xin hãy làm phiền. La Thiên khẽ gật đầu, cười nói. Có thể làm người chứng hôn của Đường Tâm công tử, mẫu cũng thập phần mừng rỡ. Hắn ra khỏi hàng mà đến, nhìn hai người mới liếc mắt, hòa thanh nói. Hôm nay một đường ký hiệp ước, lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng xưng. Xem nhật hoa đào sáng quắc, nghi thất nghi ra, bạc năm nào dưa điệt kéo dài, người xương người xí. Cần lấy đầu bạc ước hẹn, thư hướng hồng tiên, hảo đem lá đỏ chi minh, trở minh uyên phổ, hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Đường Tâm cười nói. Ta tự nhiên nguyện ý. La Thiên gật đầu một cái, nhìn Khương Nhược Băng nói. Còn ngươi? Ta? Khương Nhược Băng cả người run lên, trong ánh mắt nhìn không được muốn chảy ra lệ tới, nàng làm sao có thể sẽ nguyện ý đây? Nhưng làm sao có thể không đồng ý chứ? Nàng lộ vẻ sâu thẳm cười, nhân sinh rất lâu chính là bất đắc dĩ như vậy, ai thích nghĩ một đằng nói một nẻo đây? Nhưng chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Đường Tâm khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một vẻ tức giận tới, thầm nghĩ, mặc dù là gặp dịp thì chơi, bộ dáng không tình nguyện như vậy, ở đây tất cả đều là cao thủ, toàn bộ rơi vào trong mắt, chẳng lẽ không phải để ta trở thành trò cười. Trong mắt hắn hiện ra vẻ lo lắng vẻ tới, nếu không phải chuyện liên quan trọng đại, sợ rằng sẽ tại chỗ trở mặt. Khương Nhược Băng thở dài, cuối cùng là tuyệt vọng tiếp nhận số phận an bài, mở miệng nói. Ta... Đột nhiên một đạo thanh âm cực không hòa hài truyền đến, ở trên quảng trường an tĩnh vang lên, truyền vào trong tai mỗi một người. Ăn ngay nói thật đi, nói cho mọi người ý tưởng chân thật của ngươi, ta đã ở chờ đáp án của ngươi đấy. Khương Nhược Băng cả người run lên, khó có thể tin bỗng nhiên quay đầu đi, nước mắt không rõ rơi xuống, một đạo thân ảnh hưu quạnh thấy không rõ dung nhan. Mọi người đều là kinh hãi, hoảng sợ hướng phía một góc nhìn lại. Người của tứ cực môn tất cả đều là sắc mặt đại biến, Đường Khánh cũng là hai tròng mắt phát lạnh, lộ ra vẻ tức giận. Là hắn thực sự tới rồi. Khương Nhược Mai cũng là tràn đầy vẻ không tin, một mảnh giật mình và hoảng sợ. Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại không rõ cảm giác, ánh mắt ngắm hướng muội muội của mình, nàng phát hiện mình dĩ nhiên bắt đầu ghen tị. Thiên hạ quần hào đều là sắc mặt đại biến, tuy rằng trước đó đã có không ít nghe đồn Lý Vân Tiêu muốn tới cướp hôn. Nhưng đồn đãi dù sao cũng là lời đồn, há có thể tin hết, huống hồ là lời đồn vô căn cứ như vậy. Trên mặt mỗi người trừ cả kinh ra, còn có các loại vẻ cổ quái, đều ôm một bộ dáng muốn xem kịch vui. Sắc mặt Lý Giật cũng đại biến, trong hai tròng mắt phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm người mà mình hàng đêm đều muốn phanh thây xé xác kia, gương mặt thập phần âm hàn. Biểu lộ của mọi người đều vô cùng giống nhau, chính là vô cùng khiếp sợ. Ô ô ô! Khương Nhược Băng cắn răng, tràn đầy nước mắt chảy xuống. Nói đáp án của ngươi cho ta biết đi, chỉ cần ngươi nói với ta là ngươi không muốn, giờ ta sẽ mang ngươi rời đi ngay. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói, phảng phất bốn phía không người, thần thái một mảnh khoan thai. Ha, ha ha, ha 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 ha. Được một hồi, Đường Tâm mới đột nhiên cười ha hả, hiển nhiên đã phục hồi tinh thần lại sau sự xuất hiện đột ngột của Lý Vân Tiêu. Mang ngươi rời đi. Ha ha ha, đây chính là chuyện buồn cười nhất mà cuộc đời Đường Tâm ta nghe được đấy. Trên mặt hắn một mảnh sát ý giạt rào, lạnh giọng nói. Chuyện cười buồn cười như thế, nhưng vì sao nghe qua lại khiến người muốn giết người chứ? Một cổ sát khí như thực chất, gần như muốn hóa hình ra,
bay thẳng ép đến Lý Vân Tiêu. Ngươi đi mau, nhanh lên đi. Khương Nhược Băng vội la lên. Bảo ngươi không cần phải lo cho ta, vì sao không nghe? Ngươi như vậy sẽ hại mọi người đấy. Lý Vân Tiêu không thèm để ý tới sát khí của Đường Tâm, chỉ thản nhiên nói. Nói cho ta biết suy nghĩ thật sự trong lòng ngươi, chỉ cần ngươi không muốn, trong thiên hạ không ai có thể bức bách ngươi được đâu. Khương Nhược Băng như muốn khóc, lớn tiếng nói. Suy nghĩ thật của ta là ta nguyện ý, ngươi mai đi nhanh đi, ai cần ngươi tới cứu chứ? Tỷ tỷ nói không sai, ngươi chỉ là một con cóc, còn giả trang cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Lý Vân Tiêu nháy mắt, cười nói. Thật sự, vậy ta đi thật đấy. Đi, nằm mơ sao? Đường Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đạo quang mang lóe lên liền xông về phía Lý Vân Tiêu, phẫn nộ vô tận hóa thành một kích, đánh xuống dưới. Vĩnh viễn ở lại thành Hồng Nguyệt đi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt dương mắt, lộ ra vẻ khinh miệt không chút che giấu, năm ngón tay chộp lại. Oanh! Kình phong cuồng bạo nổ bung trong tay hắn, thoáng cách tách ra bốn phía. Đám người đứng ngoài xem lập tức trở nên hỗn loạn, những người bình thường và đám võ giả đê giai đều hoảng sợ tán ra xa xa, tạo thành một mảnh hỗn loạn dẫm đạp vào nhau, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chỉ có cường giả bốn phía, tuy rằng trên mặt biến sắc, nhưng vẫn chấn định tự nhiên an tọa lấy. Quan tọa bên trái, một gã lão giả thân hình hơi mập, mang một thân áo khoác da lông, vẻ mặt phúc tướng, như một đại tài chủ, đang ăn lấy trái cây thơm ngon, uống vào huyết trà, híp mắt nhìn phía dưới. Ân, lực lượng của ngươi. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy trên quyền phong của Đường Tâm dâng lên từng đạo quang mang, phóng đi bốn phía, giống như có một đầu cự thú đang đẩy bàn tay hắn ra vậy, không thể nào nắm được quyền của đối phương. Giữa quyền trưởng dâng lên linh áp vô tận, không chỉ gạt mở không gian, càng khiến hai người bị đẩy ra. Sắc mặt Đường Tâm đại biến, lạnh lùng nói. Ngươi có thể tiếp được một quyền của ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu có chút cổ quái, tuy rằng lực lượng của đối phương có chút kỳ dị, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ánh mắt hắn vẫn sáng quắc nhìn qua Khương Nhược Băng, cười nói. Nếu ngươi không cho ta đáp án, ta sẽ đi thật đấy. Loại cảm giác này giống như người lớn đang lừa gạt tiểu hài tử vậy, ngươi có đi hay không, nếu không đi thì một mình ở lại đi, cha mẹ đi đây. Ô ô ô ô, Khương Nhược Băng khóc lớn lên, nói. Ngươi khi dễ ta. Đám người đứng ngoài xem lặng ngắt như tờ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Hàn Quân Đình, Trần Phong, Thừa Hạo Miểu, không ai không chảy ra mồ hôi lạnh, một hồi im lặng. A Lý Vân Tiêu, ngươi khinh người quá đáng, ta giết ngươi. Đường Tâm đã triệt để bạo nộ rồi, ở trước mặt quần hùng thiên hạ lại đùa giỡn hôn thê của hắn như thế, cho dù có băm thây Lý Vân Tiêu thành vạn đoạn, chuyện hôm nay tất nhiên cũng sẽ trở thành một trò cười, trở thành vết nhơ cả đời hắn. Trên người hắn tuôn ra hào quang vô tận, ngưng tụ thành từng đạo trận phù, hai đấm hợp nhất, đánh tới trước. Trên bầu trời trực tiếp hóa thành hai đạo cầu vồng, lại có một đám mây sương mù, lộ ra thanh linh không vĩnh u chi ý. Ồ, loại võ kỹ này. Lý Vân Tiêu chợt nói. Ta nhớ ra rồi, tục truyền ngươi phá thiên địa kỳ cục của Đằng Quang, được hắn thu vào môn hạ, có lẽ được chân truyền bách bát trận đạo của hắn đúng không? Người mọi nơi nghe vậy sắc mặt đều đại biến. Không ít người lộ ra bộ dáng có phần thâm ý, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đã hiểu rõ vì sao cưới Khương Nhược Băng chính là Đường Tâm, mà không phải thân là con trai trưởng Đường Kiếp. Sắc mặt Đường Kiếp cũng trở nên vô cùng âm trầm, hai đấm nắm chặt, vang lên răng rắc, trong hai tròng mắt bắn ra chút hàn tinh. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, một tay kết ấn, xoay chuyển trên không trung, vẽ ra một mảnh ấn phù màu vàng đánh ra. Phanh! Hai cổ lực lượng va chạm, ngưng tụ thành một đạo tinh vân khuếch tán ra tứ phía hai người. Thân hình Đường Tâm run lên kịch liệt, liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra thần sắc. Lý Vân Tiêu vẫn rất lạnh nhạt, vẻ mặt vẻ châm chọc, nói. Ngươi vừa nói khinh người quá đáng. Hắn nhướng mày kiếm, lạnh lùng nói. Các ngươi bức hôn, còn nói ta khinh người quá đáng. Vớ vẩn đến cực điểm, anh hùng thiên hạ đều ở đây, Đường ra các ngươi còn cần mặt mũi không? Lý Vân Tiêu âm thanh tàn khốc nhấm, vận dụng sóng âm chi công, một đạo chính khí bay thẳng trời cao, lan tràn trên không toàn bộ thành Hồng Nguyệt, truyền thẳng vào tai mỗi người. Ba,
Lan can kim long nhả châu ở hai bên đường khánh lập tức bị bóp nát bấy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Từ khi Lý Vân Tiêu xuất hiện hắn chưa từng lên tiếng, chính là muốn cho Đường Tâm một cơ hội biểu hiện, theo hắn tính thì Lý Vân Tiêu mặc dù mấy năm này tiến bộ thần tốc, cũng tuyệt không phải đối thủ Đường Tâm. Nhưng vừa qua một chiêu vừa rồi hắn biết mình đã sai rồi, hơn còn quá mức sai. Giờ phút này sau khi bị Lý Vân Tiêu hét lớn lên, càng lâm vào thế cực kỳ bị động, hắn rốt cuộc ngồi không yên nữa, mặt âm trầm đứng lên, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, con ta và Nhược Băng tiểu thư chính là cưới hỏi đàng hoàng, thiên hạ làm chứng, người hôm nay càn quấy, nếu không thể cho Thành Hồng Nguyệt ta một cái công đạo, thì đừng có mong rời đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Cưới hỏi đàng hoàng, vậy cũng cần người ta nguyện ý nha, nếu không nguyện, vậy chính là đoạt rõ ràng. Hắn nhìn qua Khương Nhược Băng, cười nói. Nói cho mọi người, người nguyện ý sao? Thân hình Khương Nhược Băng run run, nước mắt rơi xuống như mưa, bánh xe vận mệnh lại một lần nữa chuyển động, lòng vốn đã tuyệt vọng cũng chậm rãi trở nên ấm áp lại. Khương Nhược Mai thầm hô không tốt, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, muội muội ta đương nhiên nguyện ý, con cóc chết tiệt ngươi mau cút đi. Trong mắt Lý Vân Tiêu không có một ai khác, vươn tay ra nghênh đón, cười nói. Không nên làm trái trong lòng ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, trong thiên hạ không ai có thể uy hiếp được ngươi đâu. Sắc mặt tất cả mọi người trong tràng đại biến, lời nói cuồng vọng đến cực điểm như thế, trong thiên hạ ai dám nói ra chứ? Ô ô ô, Khương Nhược Băng càng khóc dữ dội hơn, nàng dùng tay bụng chặt miệng, tựa hồ dùng khí lực thật lớn tiếng thút thít nỉ non nói. Lý Vân Tiêu, người dẫn ta đi đi, ta không muốn gả cho Đường Tâm ô ô ô ô. Người Đường ra sắc mặt đại biến, còn khó coi hơn cả gan heo, khuôn mặt Đường Tâm tím ngắt, quát ầm lên. Ngươi, ngàn vạn người trong quảng trường thoáng cái bắt đầu xôn xao, các loại thanh âm thật lớn nhao nhao nổi lên bốn phía. Chưa vị cường giả đang ngồi đây sắc mặt cũng cổ quái, biết rõ lần này chơi lớn rồi, khóe miệng đều khẽ nhếch lên, muốn xem thử xem Thành Hồng Nguyệt xử lý chuyện này thế nào. Nhược Băng, ngươi, Khương Nhược Mai cực kỳ tức giận, vội vàng quát mắng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, không nên để Lý Vân Tiêu đầu độc. Khương Nhược Băng thút thít nỉ non nói. Ta không bị hắn đầu độc, ta thật lòng không muốn gả cho Đường Tâm. Ta biết rõ trọng trách trên người của ta rất nặng, gánh vác rất nhiều thứ, vốn ta cho rằng mình có thể chấp nhận, nhưng ta thật sự không muốn chấp nhận. Ngươi, bị ngươi tức chết rồi. Khương Nhược Mai dậm chân, lao tới Nguyễn Hồng Ngọc nói. Mẫu thân đại nhân. Trong mắt Nguyễn Hồng Ngọc cũng ngấn nước mắt, nhưng lại mang theo vui vẻ, nhẹ nhàng cho nàng thần sắc cổ vũ. Ngươi, các ngươi, ai, ta cũng mặc kệ, xem các ngươi làm sao kết thúc. Khương Nhược Mai tức kỳ tức giận, giẫm chân, liền lắc lắc thân thể đứng ở một bên. Ha ha ha, nói rất hay, mỗi người đều có vận mệnh của mình, vô luận vận mệnh như thế nào, đều đừng cam chịu chấp nhận. Lý Vân Tiêu cười lớn một tiếng, tiến lên một bước, liền xúc địa thành thốn, bắt lấy cổ tay Khương Nhược Băng, muốn dẫn nàng rời đi. Tất cả mọi người trong lòng nhảy dựng. Vô số ánh mắt hội tụ trên thân hai người, chẳng lẽ cứ vậy rời đi sao? Quả nhiên, một đạo nhân ảnh hiển hiện mà ra, nghiêm nghị quát. Làm càn. Đạo ảnh thoáng hiện, một mảnh kim quang hiển hiện trên không hai người, chém xuống một cái. Giữa kim quang là một đầu khe hở đen kịt, trực tiếp bao phủ hai người vào trong, hiển nhiên cũng đã nổi lên sát tâm đối với Khương Nhược Băng. Sắc mặt đám Di lão Thành Hồng Nguyệt đều đại biến, trong mơ hồ chớp động nộ khí. Lý Vân Tiêu trong mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Võ đế cửu tinh lại dám cậy mạnh trước mặt bản thiếu gia. Hiện giờ thiên hạ quần hùng đều ở đây, bản thiếu gia không ngại cuồng vọng một câu, vô luận người phương nào, phàm là người nổi lên sát tâm với ta, ta đều dê chết hết. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ thân hình đã lóe lên, biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở phía dưới đạo đao mang kia, đánh lên một quyền. Ầm ầm, không gian run lên. Toàn bộ bầu trời trực tiếp bị quyền phong phá vỡ ra, đao mang kia lập tức sụp đổ. Cái gì? Trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh hãi, sau đó hiện ra một lão giả, hai tay nắm lấy một thanh cự đao, mặt mũi tràn đầy vẻ khó có thể tin. Không chỉ có hắn, rất nhiều người bên dưới cũng kinh hô lên. Uy lực một đao kia xa xa ép tới khiến mọi người không thở nổi, cơ hồ thiên địa biến sắc, không nghĩ tới lại bị Lý Vân Tiêu một quyền đánh tan mất.
Đùng. Trên bầu trời bị xé rách, một đạo lôi quang di động, Lý Vân Tiêu lập tức xuất hiện ở sau lưng lão giả, giơ lên nắm đấm kim quang sáng lạn đánh mạnh xuống. Lão giả kia lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong, đột nhiên vung đao chém về sau, toàn bộ trời cao thoáng cái nghiền nát vạn dặm. Lý Vân Tiêu cũng bị chém thành hai nửa từ bên hông. À! Không ít người kinh hô lên, trừng lớn mắt, phảng phất khó có thể tin. Khương Nhược Băng cũng thét lên một tiếng bén nhọn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người lung lay sắp đổ. Con mẹ nó, còn tưởng rằng có trò hay để xem. Trước khi còn khoác lát, chậc chậc, tưởng lợi hại thế nào chứ? Ai, người trẻ tuổi chính là như vậy, có chút bổn sự, liền cho rằng thiên hạ không gì hơn cái này, chỉ số thông minh như vậy đi ra lăn lộn, bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đáng tiếc, người trẻ tuổi kia thực lực không tệ, nếu như không lỗ mãng, đại lộ phong mang như vậy thì tương lai có lẽ cũng có thể trùng kích võ đế cửu tinh cũng không chừng. Ngươi xem võ đế cửu tinh là rau cải trắng sao? Ta cho ngươi biết a, lúc tuổi trẻ lợi hại, trưởng thành lại chưa chắc. Lỗ thông tử đại nhân ngươi biết không, khi còn bé là một người đần. Lỗ thông tử đại nhân ngươi cũng dám nói bậy, không muốn sống nữa sao? Hắc, ta nói chính là tình hình thực tế. Đừng hỏi vì sao ta biết rõ, nữ khi của biểu đệ của dì ba của cậu họ của biểu bồ bà con xa của hàng xóm của ta làm thị nữ ngay ở Hóa Thần Hải đấy. Người nọ dương dương đắc ý nói, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người không hiểu như rớt vào hầm băng, giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào vậy, cả người thoáng cái hít thở không thông. Hàm răng hắn run run, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy nơi mà người Hóa Thần Hải ngồi, trước kia tựa hồ có người nhìn hắn một cái. Lòng hắn hoảng sợ đến tột đỉnh, mình cũng có tu vị võ hoàng a, là người nào chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể khiến mình cơ hồ như hít thở không thông chết mất chứ. Hắn đổ mồ hôi đầy người, sợ tới mức vội vàng dùng tay bụng lấy miệng mình, cũng không dám nói lung tung thêm nữa. Trên bàn tiệc, lão giả mặt mũi tràn đầy phú quý chi khí kia ánh mắt không chuyển, nhìn qua một lão giả dung mạo xấu xí trong mọi người Hóa Thần Hải, đột nhiên hỏi. Vị đại sư này rất lạ mặt a. Lão giả kia nhàn nhạt uống trà, cũng không đáp lời, tựa hồ không hề để ý đến lão giả phú quý kia. Thật cuồng! Một hộ vệ bên người lão giả phú quý sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói. Giá đỡ của các vị đại sư không khỏi quá lớn đi. Đại nhân nhà ta chính là ti trưởng tài ti thánh vực, tử sú tịch đại nhân, chẳng lẽ còn chưa xứng hỏi các ngươi một câu sao? Mấy người Hóa Thần Hải đều lộ vẻ khổ sở, cúi đầu im lặng không nói. Tên lão giả kia nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục uống trà của hắn, hơn nữa quăng ánh mắt lên bầu trời, nhìn ia Lý Vân Tiêu bị chém thành hai đoạn, trong mắt hiện lên hàn mang lăng liệt. Tử sú tịch nhướng mày, ẩn ẩn có chút tức giận, đưa ánh mắt nhìn về phía La Thiên, tựa hồ rất có ít hỏi thăm và trách móc. La Thiên trong lòng một hồi vô lực, vội hạ thấp người nói. Tử sú tịch đại nhân thứ lỗi rồi, vị đại sư này sống ở Hóa Thần Hải, không thích nói chuyện với người khác. Tử sú tịch nói, không sao, thuật luyện sư đều là một đám điên quái dị, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Chỉ có điều lão giả vừa rồi tùy ý thoáng nhìn qua, ánh mắt lăng liệt kia khiến cho hắn cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh, có loại sợ hãi nói không nên lời. Hơn nữa một vị nam tử thanh y bên người lão giả kia cũng đang bình tĩnh tự nhiên uống trà, cũng cực kỳ thâm bất khả chắc, khiến hắn kiêng kỵ vạn phần. Nội tâm hắn siết chặt. Hóa Thần Hải đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu quái vật như vậy đây? Đây là thế nào, chém thành hai đoạn còn chưa chết sao? Trên quảng trường đột nhiên truyền đến một hồi tiếng động xôn xao, trong lòng tử sú tịch cũng cả kinh, vội vàng chuyển ánh mắt lên bầu trời. Lý Vân Tiêu bị cắt thành hai đoạn, sắc mặt không đổi, khóe miệng hiện ra một tia trào phúng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo lôi ấn, đánh thẳng đến lão giả kia. Cái gì? Lão giả kia hoảng hốt. Trước kia hắn một đao chém đôi Lý Vân Tiêu, liền thở nhẹ một hơi, nhưng nội tâm chẳng biết sao không thể nào nhẹ nhõm nổi, hiện giờ mới đột nhiên hiểu do. Hắn vội vàng xoay chuyển ánh đao, vắt ngang trước người ngăn lại. Ngũ lôi oanh đỉnh, Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh như băng, trong hai mắt hiện lên sát khí, ấn quyết trực tiếp rơi vào trên đao mang kia. Ầm ầm, lôi quyết hóa thành lôi đỉnh, lập tức từ trên trời cao đánh xuống. Vạn đạo lôi quang nổ tung. Trong thiên địa lâm vào một mảnh lôi hải điện ngục, thân thể lão giả kia liền bị lôi quang vô tận xuyên thấu qua, tiếng kêu thảm thiết cực lớn không ngớt không dứt, rung trời động đất. Đây là,
Tất cả mọi người nhìn qua thanh sắc lôi quang đầy trời, chiếu rọi khiến mặt mọi người đều kinh hãi. Thân hóa lôi đình sao lại có uy thế như thế? Trên mặt Nguyễn Hồng Ngọc một mảnh kinh hãi, người Khương gia còn lại cũng kinh hãi dị thường, nhìn qua lôi quang điện ảnh đầy trời, trông thấy thần thông của Khương gia đại phóng dị sắc đều nhìn không được nhiệt huyết sôi trào. Ninh Hàng Phong đứng ở một góc, thân hình run nhẹ nhẹ, trong mắt chớp động ánh huỳnh quang. Một hạt giống kỳ vọng cứ như vậy lặng yên không một tiếng động cắm rễ nảy mầm trong lòng tất cả lão nhân thành Hồng Nguyệt, trên mặt lộ vẻ tha thiết. Lão giả trong lôi điện kia toàn thân run rẩy, có tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi, cuối cùng nhất hoàn toàn không còn gì nữa. Tất cả lôi năng trên bầu trời lập tức thu lại, tinh không vạn lý, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chợt có lôi quang mảnh khảnh ngưng tụ, hóa thành chân thân Lý Vân Tiêu, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Lão giả kia lúc này toàn thân cháy đen, toàn thân đều chín lên, chết đến không thể chết hơn được nữa, trực tiếp rơi xuống khỏi bầu trời. Phanh! Lão giả kia trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp đánh sập mặt đất, tản mát ra mùi thịt nồng đậm. Người bốn phía cũng hoảng sợ tản ra. Đường Tâm cũng nhìn đăm đăm, cả người đều phát mộng rồi, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Vốn cho rằng đạt được chân truyền của Vương Tọa Đằng Quang, tu luyện ra trận thể, đủ để có ưu thế áp đạo trong lớp trẻ, đứng đầu bầy luân, lại không nghĩ tới lần đầu ra tay, đã hoàn toàn bị ngăn chặn, ngay cả cơ hội phát huy cũng không có. Lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, tu vi của hắn còn trên Lý Vân Tiêu, chiến lực chân thật cũng có thể liều mạng, mà hiện giờ xem ra đã bị đối phương bỏ xa sau lưng rồi. Lòng tự tin và tự tôn lập tức sụp đổ, cả người thoáng cái uể oải, như bị rút hết khí lực vậy. Mặc dù là đám người biết rõ thực lực Lý Vân Tiêu như Trần Phong và Hàn Quân Đình cũng bị một kích lôi đình vạn quân kia dọa sợ, nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Khương Nhược Băng buồn vui luân chuyển quá nhanh, cơ hồ như muốn co quắp trên mặt đất rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thân ảnh thoáng cái biến mất trên trời cao, thuấn di xuống, tiếp tục nắm tay của nàng, mở ra bộ pháp đi đến. Hắn dương mắt lên nhìn, ngóng nhìn về phía trước. Dầm ào ào. Trong đám người chen chúc phía trước một mảnh xôn xao, lập tức liền mở ra một con đường, không ai dám dừng lại trước ánh mắt của hắn cả. Toàn thành yên tĩnh. Tất cả đều im im lặng lặng nhìn qua. Ở giữa thiên địa, thành trì to như vậy, một mảnh rực rỡ, giờ tựa hồ chỉ còn lại hai đạo thân ảnh. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, sắc mặt Đường Khánh tái nhợt, lạnh giọng nói. Lấn thành Hồng Nguyệt ta không người sao, lão phu liền tự mình ra tay bắt lấy ngươi vậy. Tên cường giả võ đế cửu tinh trước kia chính là nguyên lão tứ cực môn, vậy mà không tiếp được một chiêu của Lý Vân Tiêu. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, kẻ này đã trưởng thành đến tình trạng khiến người cực kỳ sợ hãi, thiên hạ hôm nay ngoại trừ võ đế cửu tinh đỉnh phong ra, không ai có thể áp chế được hắn nữa. Hắn ngoại trừ tức giận ra, trong lòng cũng chợt sinh ra cảm giác hối tiếc, lúc trước vì sao không dốc toàn lực giết kẻ này, hôm nay cuối cùng lại phải ăn quả đắng. Thân thể Lý Vân Tiêu trì trệ, cảm nhận cương phong phả tới sau lưng, thổi khiến thiên địa biến sắc, đám người đứng xem bốn phía đều nghiêng ngả. Nhưng hắn chỉ trì trệ, liền nắm tay Khương Nhược Băng tiếp tục đi thẳng tới trước, phảng phất như đặt mình trong chỗ không người vậy. Mọi người đều biến sắc, kinh hãi vì sự to gan và cuồng vọng của Lý Vân Tiêu. Đường Khánh ra tay, mặc dù là lục đại tông chủ khác, cũng không dám ngạo nghễ bỏ qua như thế. Trong lớp trẻ, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ kinh hãi ra, còn có một loại cảm giác thất bại thật sâu. Trong đạo thanh ảnh điều hưu kia, đến cùng là một loại cuồng quyến phóng khoáng như thế nào, một loại phong lưu tiêu sái như thế nào chứ? Ngay cả là núi đao biển lửa, ngay cả là đầm rồng hang hổ, ngay cả là đối địch với thiên hạ, hắn cũng chưa từng nhíu mày lấy một cái. Ngoại trừ Đường Khánh đánh ra cương phong, toàn trong thành không có một chút âm thanh, tất cả đều im lặng nhìn qua. Sau chuyện lần này, vô luận sinh tử, thiếu niên khoan thai này chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Trong mọi người, sắc mặt khó coi nhất chính là Lý Dật, không chỉ có một mảnh xám trắng, trong đôi mắt càng là tĩnh mịch không có sinh cơ, mười ngón cắm chặt vào thịt. Vào thời khắc này, hắn rốt cục hiểu rõ, chênh lệch giữa hai người xa xa không chỉ đơn giản là tu vị. Chênh lệch chính là khí khái mặc dù ngàn vạn người cũng không để ý, ngạo khí bế nghĩa thiên hạ và vẻ điềm nhiên thiếu ngạo trời xanh. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn giống như nhất phái tông sư vậy.
Lý Dật tuyệt vọng nhìn bóng lưng đang dần dần bước đi kia, cũng như con đường của hai người bọn họ, chỉ sẽ càng ngày càng xa, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng cuối cũng không thể đuổi kịp. Hảo khí phách, nhưng ngươi thật vô lễ như thế sao? Đường Khánh đánh tới một trường, trên quảng trường vô số bóng kim đang chập chờn, đầy trời đủ loại hoa nhảy múa, một mảnh lưu ly xa hoa. Lý Vân Tiêu thần sắc ung dung, cười nói. Đường Khánh đại lão gia cứ làm thương nhân của ngươi là được rồi, vì sao phải nhúng chàm thiên hạ? Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc đối thủ không phải ta, nếu hôm nay ngươi có thể không chết, ngày khác ta lại đến lấy đầu trên cổ ngươi. Hắn quay người mà cười, không hề để ý tới, tiếp tục nắm tay Khương Nhược Băng đi về phía trước. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc, ở trong thành Hồng Nguyệt phát ngôn bừa bãi rằng ngày khác lấy đầu trên cổ thành chủ thành Hồng Nguyệt, lời nói ngông cuồng đến cực điểm như thế, ai dám nói bậy. Đường Khánh tức giận dị thường, bỗng nhiên một cổ cương phong vô cùng cuồng mãnh xoáy đến. Ở sau lưng Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Người nọ trưởng pháp tung bay. Năm ngón tay đóng mở, một mảnh dị tượng hiển hiện. Thiên quang vân ảnh, một đạo hằng hà rơi thẳng cửu thiên. Ầm ầm, hai đạo trưởng lực đụng nhau, kinh thiên động địa, toàn bộ hoàn vũ nghiền nát, ban ngày ban mặt lập tức lâm vào một mảnh lờ mờ. Tất cả lụa hoa đều nát bấy, mảng lớn kim đang bị trưởng phong dập tắt, chỉ còn lại 16 cái đèn lồng lớn màu đỏ còn phiêu phù trên không, thoáng cái trở nên cực kỳ chói mắt. Hữu Phượng Lai Nghi, Hồng Hương Lục Ngọc, Hành Chỉ Thanh Phân, Hạnh Liêm Tại Vọng 16 chữ dưới ánh đèn như rồng bay phượng múa, một mảnh rực rỡ. Tay Hàn Quân Đình đột nhiên run rẩy thoáng một phát, hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh sắc mặt lạnh như băng kia, tay phải bụm lấy đôi môi, sợ mình kinh hô lên. Trên một lầu các cách đó mấy trăm trượng, ánh mắt Ninh Khả Vân trầm xuống, cả kinh nói. Sao lại là hắn? Ninh Khả Vi vẫn là một thân áo đen, chỉ có điều mũ đã gỡ xuống, lộ ra đầu đầy tóc bạc như tuyết. Kinh ngạc nói. Người này có chút quen mặt, lại nhất thời nhớ không ra nổi. Ninh Khả Vân sau giật mình ngắn ngủi, trong mắt chớp động lên vẻ hồ nghi, giải thích nói. Nếu là 20 năm trước, phụ thân tất nhiên đã nghe qua danh tiếng người này, coi như là một đời nhân tài kiệt xuất rồi. Đáng tiếc trận chiến trên hàng tuyết phong thần tiêu cung, bị hủy cả đời. Ninh Khả Vi nhíu hai mắt lại, nói. Ta nhớ ra rồi. Một chiêu vừa rồi của Loan Quân Hạo chính là Hằng Hà Đại Thủ Ấn, quả thật uy lực vô cùng, Đường Khánh phiền toái rồi. Khó trách Lý Vân Tiêu không ó sợ hãi, thì ra có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy. Ninh Khả Vân mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Thật sự là kỳ quái, Loan Quân Hạo năm đó rất sợ chết, khóc cầu cung chủ đại nhân cứu hắn, cả đời cống hiến vì thần tiêu cung. Giờ phút này lẽ ra nên thủ hộ bên người quân đình mới đúng, hiện giờ sao lại đi cùng Lý Vân Tiêu? Chẳng lẽ quân đình có chuyện gạt ta? Trên mặt nàng hiện lên một tia lãnh sắc, tựa hồ cực kỳ không thoải mái. Ninh Khả Vi khẽ cười nói. Ta đối với người này cũng không rõ lắm, nếu là người sợ chết như thế, phụng dưỡng nhiều chủ cũng chẳng có gì lạ cả. Đáng tiếc cho thiên phú võ đạo của ngươi này, không có cường giả chi tâm, cuối cùng không cách nào tiến thêm được nữa. Ninh Khả Vân có chút bất mãn, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng nói. Có Loan Quân Hạo ra tay, Đường Khánh sợ rằng phiền toái. Phụ thân chẳng lẽ cứ nhìn Lý Vân Tiêu kiêu ngạo rời đi vậy sao? Nếu thế cũng quá mất uy phong của thành Hồng Nguyệt rồi. Ninh Khả Vi lạnh nhạt nói. Cứ xem thử đi, người cũng quá coi thường Đường Khánh rồi. Nếu chỉ có chút bổn sự ấy, hắn sao có thể làm chủ thành Hồng Nguyệt được? Ninh Khả Vân suy nghĩ, cũng không lên tiếng nữa, hai mắt trông về phía xa. Trên quảng trường một mảnh hỗn loạn. Đường Khánh giận dữ quát. Người đến là người phương nào? Có thể tiếp được một trưởng của hắn, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thiên hạ quần hào cũng nhao nhao chú mục nhìn lại, lộ ra vẻ mặt. Loan Quân Hạo sắc mặt chất phác, tựa hồ không muốn nói chuyện quá nhiều, chỉ hừ một tiếng. Gương mặt Đường Khánh cơ hồ vặn vẹo thành đoàn, quát. Các hạ thật sự muốn đối địch với thành Hồng Nguyệt sao? Loan Quân Hạo lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ của ta chỉ là kiềm chế ngươi, chỉ cần ngươi không ra tay, ta liền không ra tay. Đường Khánh tức giận nói. Vậy thì đi chết đi. Thân ảnh hắn hóa thành một đạo quang mang, từ không trung rơi xuống, dốc hết toàn lực. Song trưởng rơi xuống, toàn bộ mặt đất liền không chịu nổi uy lực kia, nứt ra cả ngàn dặm. Mọi người tất cả đều hoảng sợ,
những võ giả thực lực hơi thấp điên cuồng bỏ chạy ra xa xa. Nói đùa gì vậy, hai gã cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong quyết đấu, chỉ dư âm thôi đã có thể khiến bọn hắn tan thành mây khói rồi. Loan Quân Hạo nhíu mày, không cam lòng biến ảo trưởng lực trước người, nghênh đón lấy. Nhiệm vụ Lý Vân Tiêu cho hắn chính là chế trụ Đường Khánh, vốn cho rằng bằng thực lực của mình, nhất định có thể khiến cho đối phương lòng có kiêng kỵ, không đến mức ra tay, nhưng hắn đã đánh giá thấp quyết tâm của Đường Khánh. Buổi hôn lễ này vốn là muốn cáo chi thiên hạ thành Hồng Nguyệt bước vào thời đại mới, hiện giờ bị Lý Vân Tiêu thoáng cái phá rối, nếu không thể giải quyết, vậy thì tất cả mọi bố trí, thậm chí cố gắng trong thời gian dài vừa qua đều sẽ uổng phí mất. Cho nên mặc dù biết rõ trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, nhưng Đường Khánh cũng phải kiệt lực đánh cược một lần, thế tất phải đè ép Loan Quân Hạo. Ầm ầm, hai người bốn trưởng chạm vào nhau, toàn bộ quảng trường trực tiếp bị dư âm chấn nứt vỡ, tất cả gạch đá thoáng cái đều hóa thành bột mịn. Trong va chạm, sắc mặt Loan Quân Hạo đại biến, trường bào màu xám trên người cũng hóa thành nát bấy, cả người bị chấn lùi lại mấy bước, lộ ra một mảnh thần sắc. Thực lực hai người bọn họ vốn sàn sàn nhau, nhưng tín niệm và mục đích hoàn toàn bất đồng, một người chỉ là kiềm chế, mà người kia lại là một hồi chiến đấu không thể thua, lập tức cao thấp thấy rõ ngay. Trong trường lực vô tận kích động, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng phòng ngự lấy, mà khiến trong lòng bọn hắn càng thêm khiếp sợ và bội phục chính là. Lý Vân Tiêu thủy chung nhất phái khoan thai, nắm tay Khương Nhược Băng nhàn nhã dạo chơi, tựa hồ không hề để ý đối với kịch chiến của hai gã cao thủ tuyệt đỉnh. Khương Nhược Băng nhắm mắt theo đuôi, thần sắc cũng từ hoảng sợ trước kia, dần dần trở nên yên ổn, ánh mắt lộ ra một tia nhu sắc bình tĩnh, nhìn qua nam tử đang nắm tay nàng. Cánh tay trắng noãn mà hữu lực kia, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại nhất trong thiên địa, có thể vì nàng ngăn trở tất cả mưa gió. Mấy năm qua, tựa hồ chưa bao giờ có ngày nào nàng cảm thấy bình tĩnh và ấm áp như giờ. Nàng chỉ muốn theo hắn đi như vậy, thời gian dần qua xua hết mọi lo lắng. Đi về hướng trời nắng. Đồng tử Đường Khánh đột nhiên co lại, trong nháy mắt đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi, không biết sao lại cảm thấy sợ hãi bóng lưng điều hưu kia. Lòng hắn đại chấn, tu vị sau khi đến võ đế cửu tinh đỉnh phong, lĩnh ngộ đối với thiên đạo cũng không phải người thường có thể sánh bằng, thoáng sinh ra loại cảm xúc chấn động này, khiến hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Tất cả người thành Hồng Nguyệt nghe lệnh, không tiếc tất cả giết Lý Vân Tiêu. Hắn hét lớn một tiếng, truyền mệnh lệnh xuống, liền nổi giận đánh tới Loan Quân Hạo, đấu pháp hoàn toàn như không muốn sống nữa. Từng đạo cương phong quét qua, hoàn toàn cuốn lấy hai người, hung mãnh dị thường. Toàn bộ quảng trường triệt để hủy hoại hầu như không còn, chỉ còn lại 16 cái đèn lồng vẫn còn trên không trung. Tất cả cường giả còn chưa chạy đi đều là có lòng tin với mình giờ cũng đều bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống. Loan Quân Hạo trong lòng vô cùng buồn khổ. Sau khi đối kháng mấy chiêu cũng đã phát hỏa, nổi giận đánh ra các chiêu thức không muốn sống. Trên bầu trời thoáng cái bóng người tung bay, lập tức hơn 10 người ngăn ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chặn con đường lại. Trong đó còn có Phó Nghi Xuân, tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng ít nhất cũng phải làm ra bộ dáng, nghiêm nghị quát. Lý Vân Tiêu, đứng lại, hiện giờ quay đầu còn là bờ. Quay đầu lại là bờ. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, nói. Ha ha, người trợn mắt nhìn xem, tòa thành Hồng Nguyệt này vốn là một khổ hải vô biên, quay đầu phải là các ngươi mới đúng. Nói nhảm với hắn làm gì, mở ra đại trận hộ thành, tất cả võ đế cao giai đều ra tay. Một đạo nhân ảnh chớp động mà đến, đúng là Đường Tâm, sắc mặt vô cùng âm hàn, trong đôi mắt càng phun ra lửa. Những cường giả thành Hồng Nguyệt thoáng do dự một chút, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn phải xông tới. Một gã cường giả võ đế cửu tinh, quát. Tất cả mọi người ra tuyệt chiêu, liên thủ tất sát kẻ này. Phó Nghi Xuân sắc mặt biến hóa, cũng chỉ có thể đi theo mọi người, đánh tới Lý Vân Tiêu, chỉ có điều chỉ là giả vờ giả vịt, ra công không xuất lực. Chết đi! Người ở trước nhất có tu vị võ đế bát tinh, tướng mạo vô cùng hung ác. Trong tay một thanh đại hoàn đao màu vàng, bổ ra vô số ánh đao, bao phủ mà xuống. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng. Vươn tay chảo tới, trên cánh tay hóa thành một mảnh màu vàng, long cong một tiếng liền nắm lưỡi đao kia trong tay. Phanh! Hắn dùng lực chấn động, thân đao liền lên tiếng mà đoạn. Cái gì? Tên võ đế tám sao hoảng hốt, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lý Vân Tiêu đã bắt lấy đoạn nhận phóng tới người hắn, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.
Phanh! Lưỡi đao găm vào thân thể hắn, trực tiếp xuyên qua. Hốc mắt trợn tròn dần dần mất đi ánh sáng, thân hình to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Trong ánh mắt khoan thai của Lý Vân Tiêu hiện lên một vòng sát khí, bước từng bước tới mọi người, chậm rãi thì thầm. Đạo chi sở tại, mặc ngàn vạn người ta vẫn đi. Bang bang lại có hai người vọt lên, bị hắn một chưởng một quyền đánh cho phấn thân toái cốt. Nghĩa chi sở đương, thiên kim tan hết không hối hận. Một bước phóng ra, sát khí nhuốm máu tràn ngập đi ra ngoài, thoáng cái dọa cho mấy người ở trước liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một làn gió cương mãnh đánh úp lại, chính là tên cường giả võ đế cửu tinh hét lớn lúc trước, lập tức xuất hiện trên không, vung mạnh chùy đồng xuống. Tựa hồ đã dốc hết lực lượng cả đời, gương mặt tên cường giả võ đế cửu tinh kia cũng trở nên vặn vẹo, toàn bộ không gian cũng theo đó nổ bung. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết, cả người phảng phất hóa thành thành kiếm, óng ánh sáng long lanh, không tì vết. Khương Nhược Băng cả kinh, nàng rõ ràng cảm nhận được tay Lý Vân Tiêu cũng theo đó trở nên lạnh như băng, đang muốn buông tay ra, để cho hắn buông tay đánh cược một lần, để mình liên lụy hắn. Ai ngờ bàn tay kia vẫn nắm chặt, không có chút buông lỏng nào cả. Tình chi sở chung, thế tục lễ phép như cặn bã. Lý Vân Tiêu tiếp tục nắm Khương Nhược Băng đi về phía trước, trong miệng nhẹ giọng ngâm nói, mà tay trái lại hóa thành kiếm thế, một cổ kiếm ý vô tận tản ra quanh thân hắn. Tam trảm chi kiếm, trảm thiên, trảm địa, trảm nhân. Tam trảm hợp nhất, ba loại kiếm ý lập tức dung nhập lòng bàn tay hắn, lấy tay làm kiếm, chém tới chùy đồng kia. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn về trước, thậm chí cũng không nhìn mọi người. Phanh! Một đạo kiếm khí vọt lên, chùy đồng lập tức bị chém thành hai khúc, toàn bộ bầu trời theo đó vỡ ra. Cùng vỡ ra còn có thân thể tên võ đế cửu tinh kia, nội phủ toàn bộ phát nổ ra, vãi đầy mặt đất. Những người vây công đều sợ hãi, thoáng cái bị dọa bể mật, nhao nhao lui về phía sau. Phó Nghi Xuân cũng cảm thấy hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Ngay cả giả vờ giả vịt cũng không dám nữa, lui còn nhanh hơn bất kỳ ai. Lý Vân Tiêu sau khi chém ra một kiếm, sát khí trên người mới tan dã đi nhiều, khóe miệng hiện ra cười lạnh, một bước một ngâm thơ, du du nói. Hưng chi sở tại, cùng quân nâng ly 300 chén. Đáng chết ta liều mạng với ngươi. Đường Tâm hai mắt phun lửa, thoáng cái toàn thân kim quang lập lòe, không ngừng có trận chỉ từ trong cơ thể bay ra, các loại lực lượng cổ quái dũng mãnh vào hai đấm. Cả người đầy sát ý. Lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên tới cực điểm, cả người tựa hồ thống khổ dị thường, nhưng càng thêm khiến hắn không cách nào thừa nhận chính là thất bại và nhục nhã. Hắn cắn chặt răng, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức bát bách trận đạo trục vừa phù hiện, thiên địa quy tắc đều dẫn động. Bằng tam nguyên nhất thể khảm ly hóa trận. Một cái trận đồ cự đại phù hiện trong hai đấm hắn, không ngừng biến hóa, diễn sinh ra lực lượng vô tận. Đường Tâm đột nhiên đại hỉ, nhìn xem trận đồ màu vàng diễn sinh vạn pháp, sáng tắt bất định kia, cuồng hỉ nói. Ha ha, ngưng đồ thành công, Lý Vân Tiêu, đi chết đi a. Hai mắt hắn phát lạnh, hai đấm đánh mạnh xuống, thiên địa dị tượng phù sinh, động tĩnh to lớn, thậm chí còn lấn át cả cuộc chiến giữa Đường Khánh và Loan Quân Hạo. Tương truyền toàn bộ thiên địa thế giới, chính là một trận pháp cực lớn vĩnh viễn không suy kiệt. Tất cả quy tắc chi lực chẳng qua chỉ là trận phù chi lực, nếu có thể đủ lĩnh ngộ trận chi đạo, liền có thể mượn nhờ thiên uy, cuồn cuộn bất tận. Chỉ thấy từ bốn phía có trận quang vào tới, ngưng tụ thành lực trên bầu trời, hóa thành một chữ càn cổ thể cực lớn, điệp ra lên cặp quyền của Đường Tâm, hung hăng đánh xuống. Lý Vân Tiêu nhìn qua dị tượng thiên địa kia, ép tới tay áo hắn tung bay, bốn phía đạo đạo linh áp áp xoáy lên. Nhưng hắn vẫn thản nhiên mà đứng, cười nhạt nói. Đường Tâm, sau khi từ biệt ở Tống Nguyệt Dương Thành, bản thiếu gia thật rất tưởng nhớ. Hôm nay khó được gặp lại, ta liền dạy ngươi hai câu thành ngữ, thế nào là bọ ngựa đấu xe, thế nào là phù du lay cây. Tay trái hắn lăng không hư chảo, giữa năm ngón tay xoáy lên một đạo kiếm khí, truyền đến tiếng kiếm khí vui sướng, bén nhọn chói tai. Sắc mặt Hàn Quân Đình khẽ biến, hai con ngươi lạnh lùng ngưng mắt nhìn qua, chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu hóa thành một kiếm. Lập tức khí hải quay cuồng, thiên địa biến sắc. Đồng tử tất cả mọi người co lại, không thiếu cường giả sắc mặt đại biến. Trường kiếm kia vừa xuất hiện, liền dung nhập thiên địa, phảng phất như đó không phải là huyền khí, mà là do một đạo kiếm ý ngưng thành. Vô số kiếm phủ nháy mắt hiển hiện,
nhao nhao dũng mãnh vào bầu trời, giống như vạn thiên tinh quang từ xưa tới nay, sớm tối tiêu tan, lại vĩnh tồn thế gian. Một đạo ánh sáng, nhộn nhạo trên vùng đất vô biên, hóa thành kiếm khí chi hải hùng hồn, nhấc lên kinh đào. Kiếm quyết, tinh diệt. Lý Vân Tiêu nhẹ niệm một tiếng, kiếm quyết giơ lên, cả người đột nhiên hóa thành một đạo bóng kiếm dưới phiến thiên không này, gì thế mà độc lập. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn lớn mắt, cảm thụ được kiếm nhộn nhạo trong trời đất kia, vô cùng vô tận, tầng tầng lớp lớp, như từng tấm lưới rậm rạp chằng chịt xỏ xuyên qua toàn bộ thời không, thậm chí xuyên việt cổ kim. Loại cảm giác này, toàn bộ người trong thành Hồng Nguyệt không ai không cảm thấy hoảng hốt, chỉ cảm thấy cổ kiếm ý kia như khí lãng, thậm chí lướt qua mặt ngoài làn da mình, ôn hòa như nước, lại lạnh thấu xương như gió. Kiếm quyết của Cổ Phi Dương. Không ít người co rụt đồng tử, trong nội tâm dùng mình, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ra, đa phần là các loại biểu lộ phức tạp, huyết dịch trong người bành trướng chảy xuôi. Hàn Quân Đình sắc mặt trắng bệch, nhìn một nam tử mang trường bào màu bạc ở cách đó không xa, đối phương cũng đúng lúc quăng đến ánh mắt, hai người nhìn nhau thoáng một phát, đều trông thấy vẻ sợ hãi trong mắt nhau. Tên nam tử áo bào màu bạc kia lông mày dài phi độc, trong mắt hiện lên sát khí vô cùng dày đặc, trên mặt một mảnh sát sắc và kiên quyết. Quả nhiên là thần kiếm tinh diệt, vậy mà lại ở trong tay kẻ này. Các loại hành âm kinh hô nổi lên, tâm niệm đều xoay chuyển thật nhanh. Dưới cổ kiếm khí này, không ai có thể nhẹ nhõm được cả. Kiếm hải bộ dạng khủng bố trước mắt, tỏ rõ lấy một gã cường giả tuyệt đại sinh ra đời, người này chỉ mới là thiếu niên, tượng trưng cho võ giả mạnh nhất trong một đời trẻ tuổi. Có lẽ, hắn sẽ dẫn dắt toàn bộ thời đại tương lai. Hai đại thánh địa, bảy đại tông phái, còn có Thương Minh và Hào Kiệt khắp nơi đều lộ vẻ âm trầm, thần sắc biến hóa bất định. Một thiếu niên bí ẩn cường đại như thế quật khởi, cũng không phù hợp với lợi ích của mọi người. Đạo trận phù chi quang kia của Đường Tâm dưới sự trùng kích của vạn thiên kiếm khí, đột nhiên tan rã, hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào cả. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh linh, tựa hồ đã thật sự hiểu rõ cái gì là phù du lay cây, cái gì là bỏ ngựa đấu xe. Phốc! Hắn hộc ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức sắc mặt tái nhợt, triệt để sụp đổ tin tưởng. Tùy ý thân hình nhộn nhạo trong kiếm ý chi hải, vô vị sinh tử. Đường Tâm! Đường Khánh trợn trừng mắt, gào thét không thôi, từng trưởng đều là sát chiêu không muốn sống khiến Loan Quân Hạo đáp ứng không xuể, càng đánh nội tâm càng ả sợ. Trước mắt rõ ràng là một tên điên không muốn sống, thêm vào lòng nhát gan của hắn nên càng lâm vào hạ phong, liên tục gặp phải bảy dập. Đường Khánh hét lớn. Đường Kiếp, cứu đệ đệ của ngươi. Đường Tâm giờ phút này thân hình quay cuồng trong kiếm hải, trận quang trên người không ngừng tan rã ra. Sinh tử hoàn toàn bị khống chế trong tay Lý Vân Tiêu. Mà Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng không có sát tâm, tùy ý kiếm kia ý lăng không, ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt, tựa hồ đang lĩnh ngộ gì đó. Chẳng lẽ hắn đang tìm hiểu kiếm đạo? Trong lòng mọi người đều hoảng hốt, vào thời khắc khẩn yếu này, còn có thể tĩnh tâm cảm ngộ võ ý kiếm đạo, thiếu niên này phải có tâm tính thế nào chứ? Hắn thật sự chỉ là một thiếu niên sao? Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Vẻ mặt ngưng trọng trong mắt càng lớn. Đồng tử Đường Kiếp co lại, nhìn Đường Tâm đang như lá rụng bay trên bầu trời, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói. Phụ thân đại nhân, thân thể của ta có chuyện, không nên động thủ, hãy để cho người khác đi đi. Ngươi! Đường Khánh tức đến bốc khói, toàn thân đều run rẩy, hận không thể một chưởng chụp chết đứa con trai này. Đồng thời nội tâm của hắn cũng rất lo lắng, lẽ ra động tĩnh lớn như thế. Cũng có thể kinh động đến Ninh Khả Vi và Tam Lão rồi, chỉ cần bốn người này tùy tiện một người ra tay, liền có thể triệt để trấn áp cục diện. Nhưng đã qua lâu như vậy, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng bốn người này. Chẳng lẽ có biến cố? Lòng hắn không ngừng chìm xuống, biết rõ Ninh Khả Vi tất nhiên đã thoát ly vị trí minh hữu, đã có tính toán của mình. Giờ phút này khẳng định đang ở một chỗ quan sát hắn, cũng hoặc là muốn một lần nữa thẩm định thế cục. Sắc mặt Đường Khánh cực kỳ âm trầm, hắn sở dĩ có can đảm buông tay đánh cược một lần tranh đoạt vị trí thành chủ thành Hồng Nguyệt, cũng là bởi vì cân đối rất nhiều lợi ích, khiến hắn đạt được trợ lực rất cường đại. Ninh Khả Vi không thể nghi ngờ là một trong các minh hữu mấu chốt nhất, nếu nổi lên dị tâm, chuyện sẽ trở nên cực kỳ không ổn. Đột nhiên một đạo cường quang chói mắt ở cách đó không xa lập lòe mà lên, kiếm hải đầy trời đột nhiên ngưng tụ, bị một cổ sức mạnh to lớn mênh mông đẩy ra.
Cái gì, đó là... Mọi người đều cả kinh, nhìn về phía Đường Tâm đang như bèo trôi kia, chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên khắp ra một đạo ấn quyết cổ quái, vỗ mạnh xuống. Một cái ký hiệu màu vàng cổ quái theo gió vượt sóng, trực tiếp chấn khai kiếm hải, đè ép xuống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, lộ vẻ kinh ngạc, cả kinh nói. Không tốt. Hắn cầm kiếm mà đứng, một mảnh kim quang nổ bung khỏi người, vọt mạnh lên. Ầm ầm. Sức mạnh to lớn đánh tan, trong thành lâm vào một mảnh hào quang chi hải. Đạo kia ấn quyết kia không chỉ phá vỡ kiếm hải, càng đập vụn bất diệt kim thân chi lực của Lý Vân Tiêu, chấn khiến khí huyết hắn phải quay cuồng. Nhưng hai mắt vẫn mở lớn, cưỡng ép chống lại, một đạo kim sắc kết giới không ngừng xoay tròn quanh thân hắn, đồng thời tay siết chặt, kéo Khương Nhược Băng tới sát bên người mình. Khương Nhược Băng trong nội tâm quính lên, có thể cảm nhận được cổ áp lực bài sơn đảo hải kia, hai hàng nước mắt thấm ướt xiêm y, khóc ròng nói. Người đi nhanh đi, không cần lo cho ta. Lý Vân Tiêu cũng không để ý tới nàng, mà chém ra một kiếm. Kết giới đột nhiên thu lại, tan thành mây khói trong thiên địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được một cổ lực lượng đập vào mặt, cả kinh nói. Không tốt, là hắn. Là ai? Khương Nhược Băng vô ý thức hỏi một câu. Tất cả mọi người sau khi kinh hãi thì ánh mắt nổi lên nghi ngờ, chỉ thấy Đường Tâm giờ phút này hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, cả người hiện lên chữ to mở ra. Đạo đạo trận quang hiển hiện bốn phía thân thể hắn, hóa thành vô số ô lưới, từng cái trải ra, tạo thành tầng tầng lực lượng quanh thân hắn. Gương mặt Đường Tâm không có bất kỳ biểu lộ, thần thái một mảnh an tường, hai con người thanh tịnh như nước, lại hồn nhiên vô thần. Cổ lực lượng này, không ít người trong nội tâm kinh hãi, Hàn Quân Đình cũng biến sắc, trong mắt kinh nghi bất định. Lý Vân Tiêu chụp mạnh lấy tay Khương Nhược Băng, quát. Theo ta đi. Từ lúc vào thành Hồng Nguyệt đến giờ, thần sắc hắn luôn lạnh nhạt, giờ rốt cục đã lộ ra một tia lo lắng, độn quang bao lấy hai người, lập tức bay lên bầu trời. Khuôn mặt Đường Khánh đột nhiên đại hỉ, cuồng thanh quát. Mở ra toàn bộ phòng ngự trong thành, nhất định phải lưu Lý Vân Tiêu lại. Trên bầu trời trong chốc lát hiện lên ra vạn đóa tường vân, chợt lóe lên rồi biến mất, vô số vầng sáng bay lên trời, đều ẩn vào trong tầng mây. Toàn bộ thành trì thoáng cái ở bên phiêu hốt cũng không giống như chân thật, nhưng chỉ nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Độn quang của Lý Vân Tiêu tuôn ra hơn vạn dặm trên không trung, lập tức toàn thân cứng lại, một cổ áp lực cực lớn lăng không mà đến, khiến hắn nửa bước khó đi. Không chỉ có thế, thần thức cả người đều chấn động, tựa hồ có vô số kim châm đâm vào tủy não, khiến sắc mặt hắn đại biến. Thần sắc Khương Nhược Băng cũng đột nhiên ngốc trệ. Ngay sau đó liền nhổ ra một búng máu ra, cả kinh nói. Đây là Thái Mậu Huyền Âm Trảm Hồn Trận của thành Hồng Nguyệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, vội vàng hai tay bảo trụ Khương Nhược Băng, xoay tròn từ từ bay thấp xuống. Dùng nhục thể và thần thức của hắn, muốn mạnh mẽ lao ra hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu làm vậy thì Khương Nhược Băng sợ rằng sẽ phải trực tiếp hồn phi phách tán. Ánh mắt Kỳ Thắng Phong nhìn qua hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Lần này phiền toái, tiểu tử này nên làm gì bây giờ? Tử Sú Tịch quay đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, không nói một lời, tiếp tục nhìn qua Lý Vân Tiêu đang bay thấp xuống, trong mắt càng nhiều hơn vẻ kinh nghi. Ô lưới tuyến ở bốn phía Đường Tâm càng ngày càng khít, như là một loại trận pháp cổ quái đang từ từ vận chuyển, lực lượng cực kỳ khủng bố từ trong đó dũng mãnh tiến ra. Trên toàn nhà ở xa xa, Ninh Khả Vi cũng nhíu mày, nói. Lực lượng thật cường đại. Có người muốn khóa vực mà đến, sẽ là ai chứ? Ninh Khả Vân mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Cổ lực lượng này rất mạnh, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Từ sư thừa của Đường Tâm mà xem, người đến hơn phân nửa là vị đại nhân Phong Hào Vương tọa kia rồi. Ồ, Phong Hào Võ Đế hàng lâm sao? Ninh Khả Vi đột nhiên cười cười, nói. Thật là phiền toái lớn đấy. Ninh Khả Vân sắc mặt bình tĩnh, nói. Hiện giờ phải xem Lý Vân Tiêu có thể phá vỡ đại trận trước khi Đằng Quang hàng lâm không, nếu không thể, Đằng Quang vừa đến, kết cục liền định rồi. Ninh Khả Vi nói, phá trận, sợ là không dễ a. Thái Mậu Huyền Âm Trảm Hồn trận này chính là một trong mấy trận pháp chí cường trong thiên hạ, nếu không phải người Đường gia thực lực quá yếu, để lão phu điều khiển thì coi như là võ đế đỉnh phong cũng chém được.
Trong mắt của hắn tuôn ra một đạo lãnh mang hiếm thấy, như một cường giả đột nhiên trở về vậy, nhưng lại như hoa quỳnh trong chớp mắt, khôi phục lại vẻ đục ngầu không ánh sáng như trước. Phụ thân, người mau nhìn, đó là... Ninh Khả Vân đột nhiên thoáng cái kinh hô lên, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tâm tư Ninh Khả Vi phục hồi lại, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức sững sờ, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy trên bầu trời hiện ra một nữ tử váy dài trắng, lông mày như lông chim chả, cơ như tuyết trắng, tóc dài tới eo. Nữ tử hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo kim quang tuôn ra từ trên người nàng, tươi đẹp như dương, như hào quang của mặt trời tỏa ra, khiến cho người một hồi ấm lòng. Bên cạnh nữ tử đứng một gã nam tử dung mạo quái dị, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, cảnh giác nhìn qua phía dưới, bảo hộ an toàn cho nữ tử. Người nọ là ai? Trong lòng tất cả mọi người đều một hồi nghi hoặc, thực lực hai người tựa hồ cũng không được, nhưng đạo đạo kim quang tỏa ra kia, lại tựa hồ như là thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Không chỉ có thế, âm phù cổ quái liên tiếp phát ra từ miệng nữ tử còn cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Đồng tử Kỳ Thắng Phong đột nhiên co lại, hồ nghi nói. Long ngữ. Gương mặt hắn hơi động một chút, đã nhận thần sắc biến hóa của ngươi sau lưng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Bạc Vũ Kình sau lưng, nói. Ngươi biết người này sao? Bạc Vũ Kình cúi người, hội tụ thanh âm thành tuyến, truyền âm nói. Bẩm sư tôn, người này là con gái Hải Hoàng, Ba Chỉ Tiên, là hồng nhan chi kỷ của Lý Vân Tiêu. Kỳ Thắng Phong toàn thân run lên, thất thanh nói. Cái gì, ngươi xác định? Tất cả mọi người đều bị thần thái biến hóa của hắn hấp dẫn nhìn sang, tất cả đều lộ ra nghi hoặc. Bạc Phú Kình gật đầu nói. Tuyệt sẽ không sai, nàng giờ phút này hẳn là đang triệu hoán cự thú, trợ giúp Lý Vân Tiêu phá trận. Thần sắc trên mặt Kỳ Thắng Phong biến hóa bất định, trong mắt cũng chớp động lên tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu hoán cự thú. Tất cả mọi người nhướng mày, tựa hồ không hiểu rõ lắm. Bỗng nhiên tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời, chỉ thấy bóng mờ cực lớn hiện ra, như là cự linh sừng sững trên bầu trời vậy. Những cự thú kia hình thái quái dị bất định, ở giữa tầng mây và sương mù, quăng xuống cái bóng cực lớn khiến cả thành trì đều bị che phủ bên dưới. Đó là... Không ít võ giả trong thành thoáng cái kinh hô lên, phát ra ý sợ hãi thật sâu, cả người đều phát lạnh. Trời ạ, đây không phải là thâm hải cự thú sao? Một người hô to lên, trong thanh âm mang theo run rẩy và sợ hãi cực lớn, thoáng cái đều tải. Nhân loại đối với hải tộc không hiểu nhiều lắm, nhưng trong cuộc chiến Đông Hải vừa mới chấm dứt, thâm hải cự thú mà hải tộc triệu hoán đến đã cho mọi người quá nhiều khiếp sợ và sợ hãi. Đặc biệt là người Đông Vực, cơ hồ mỗi người đều biết tồn tại khổng lồ này, uy lực khủng bố rung động nhân tâm, khắc vào tâm khảm mỗi người. Những người tham gia cuộc chiến hai tộc, hơn nữa đã thấy qua thứ này càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu. Thâm hải cự thú. Bên trong tòa nhà, Ninh Khả Vi cũng lộ ra hoảng sợ, nhãn quang thoáng cái hội tụ thành tuyến, chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh Thủy Tiên, nói. Nữ tử này là người phương nào? Ninh Khả Vân cũng giật mình không thôi, lắc đầu nói. Không biết, nữ tử có thể triệu hoán thâm hải cự thú, cái này. Ninh Khả Vi ngưng trọng nói. Vương tộc Tứ Hải đã từng ký kết khế ước với tổ tiên thâm hải cự thú, nguyện ý vào thời khắc nguy cấp nghe vương tộc sai khiến. Nhưng nữ tử này có thể tùy thời triệu hoán thâm hải cự thú đến, lão phu thật mới chỉ nghe lần đầu. Ninh Khả Vân ngưng giọng nói. Đợi sau khi việc này kết thúc, ta lập tức phân phó quân đình tra rõ việc này. Thoáng cái triệu hồi ra nhiều thâm hải cự thú như vậy, loại năng lực này. Nếu dùng để công thành nhổ trại, trong thiên hạ ai có thể kháng trụ? Rầm 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 oanh. Ngay khi mặt mũi mọi người tràn đầy mồ hôi lạnh thì những thâm hải cự thú kia rốt cục động, nguyên một đám mở ra miệng lớn, phá giới hắc mang đánh lên không trung vạn dặm, chấn xuất ra đạo đạo sóng cả màu đen. Toàn bộ thành trì cũng theo đó rung động lắc lư, trên không trung hiện ra từng đạo thải quang, hỗn hợp lại một chỗ với những hắc mang kia, đẩy ra bốn phía. Hóa Tu cũng lộ vẻ mặt. Nhìn qua tổng cộng 11 đầu thâm hải cự thú sau lưng, chỉ cảm thấy lông toàn thân dựng đứng. Theo năng lực của Thủy Tiên không ngừng đề thăng, số lượng cự thú có thể triệu hoán cũng đang gia tăng. Hắn nghĩ đến, nếu ngày nào đó có thể thoáng cái triệu ra trên 100 đầu cự thú, vậy thiên hạ này còn ai địch lại nữa? Lý Vân Tiêu giật mình không thôi, nhưng liền đại hỉ.
Từng đạo phá giới hắc mang kia đánh xuống, Thái Mậu Huyền Âm Trảm Hồn trận bắt đầu trở nên mờ đi, ẩn ẩn có xu thế không đỡ nổi nữa. Hàn Quân Đình sắc mặt âm trầm, nói với nam tử áo bào màu bạc cách đó không xa. Trường Tôn Vũ đại nhân. Trong mắt nam tử kia cũng vô cùng âm độc, gật đầu nói. Đã rõ. Hắn bước ra một bước, liền muốn lao vào chiến trường. Ánh mắt tất cả mọi người tụ lại, tất cả đều theo dõi hắn, lộ ra biểu lộ bất đồng. Sắc mặt Trần Phong trầm xuống, quát. Trường Tôn Vũ đại nhân, Bắc Minh thế gia các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này sao? Trường Tôn Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, khẽ nói. Lý Vân Tiêu có hiểm nghi rất lớn đã giết chết không ít người Bắc Minh huyền cung ta, trong huyền cung đang chuẩn bị truy nã hắn khắp thiên hạ, hiện giờ vừa vặn bắt hắn về luôn. Trần Phong trầm giọng nói. Trường Tôn Vũ đại nhân có từng nghĩ qua, nếu hôm nay thất bại, sẽ mang đến cho Bắc Minh huyền cung các ngươi một địch nhân thế nào không? Ngàn vạn đừng để tiểu thương có chút tâm cơ đùa nghịch. Hắn lạnh lùng liếc Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình lập tức giận dữ, sát khí thoáng cái dâng lên, hàn ý thẳng bức Trần Phong. Ngươi mắng ta cái gì? Có giỏi lặp lại lần nữa xem. Trần Phong cũng không biết nàng là nữ tử, vô ý mắng một câu sờ vào nghịch lân đối phương, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Không cần ra oai trước mặt ta, bổn công tử quả thật đánh không lại ngươi, ta thừa nhận. Nhưng ngươi dám giết ta sao? Không dám thì mau thu hồi sát khí của ngươi đi, đừng chọc cười ta. Hàn Quân Đình sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay chụp lại bóp nát không khí, lạnh giọng nói. Tốt Trần Phong, ngươi hôm nay dám mở miệng vũ nhục lão hủ, ngày khác tất sẽ khiến đao kiếm tông của ngươi hoàn lại gấp trăm lần. Nàng cố nén cảm xúc, sợ bạo lộ thân phận của mình, chỉ có thể nhịn xuống lửa giận nuốt vào bụng. Trần Phong cười nhạt một tiếng, lơ đễnh nói. Xin cứ tự nhiên. Gương mặt Hàn Quân Đình vô cùng âm hàn, không hề để ý tới hắn, mà nhìn chằm chằm vào trong chiến trường. Kỳ Thắng Phong hữu ý vô ý liếc nàng, trong mắt giống như cười mà không phải cười. Trường Tôn Vũ sau khi bước ra một bước, bầu trời liền lóe lên ngân quang, lập tức bay đến trên không. Lý Vân Tiêu vỗ mạnh xuống một trường. Lý Vân Tiêu biến sắc, rốt cục vung tay phải lên, đẩy Khương Nhược Băng ra, nói. Người đứng một bên. Tự mình cẩn thận một chút. Toàn thân hắn dâng lên vô số lôi quang, bắt lấy đại chùy gõ xuống lòng bàn tay đối phương. Lôi quang vô tận dâng lên, như hải triều không ngừng nâng lên. Khương Nhược Băng thối lui ra mấy trượng, lớn tiếng nói. Ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ chú ý bản thân. Oanh! Trường Tôn Vũ đánh xuống một trường, đặt ở trên lôi đình, hét lớn một tiếng, năm ngón tay mở ra. Phá! Phanh! Lôi đình trực tiếp đột nhiên nổ bung, tạc ra vạn đạo ánh sáng màu xanh. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái sụp đổ vỡ ra, hóa thành vô số thanh lôi, lập tức ngưng tụ ở trên không, trong mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Trường Tôn Vũ, hôm nay liền dùng đầu của ngươi, để mở màn cho sự diệt môn của Bắc Minh huyền cung. Lời hắn nói khiến tất cả mọi người trong tràng toàn thân run lên, lộ ra vẻ mặt. May mắn có lời tuyên bố muốn giết Đường Khánh trước kia. Khiến mọi người cũng biết rõ hắn là người không chút kiêng kỵ lời nói. Ha ha, huyền cung bị diệt, thổi cũng quá lớn rồi. Trường Tôn Vũ cuồng tiếu không thôi, trên người dâng lên hàn khí vô tận, trên toàn bộ áo bào màu bạc kết xuất hàn băng, hơi lạnh đông lại thiên địa, ở quanh người hắn hóa ra một mảnh thế giới lạnh như băng. Trên thân Lý Vân Tiêu tuôn ra vô số lôi đình, nửa bên bầu trời đều là lôi hải điện ngục, hai loại nhan sắc tươi sáng rõ nét phân biệt trời cao ra một cách rõ ràng. Ngươi quả thật rất mạnh, hôm nay nếu không phải thể gạt bỏ ngươi, sợ rằng sẽ là phiền toái cực lớn. Trường Tôn Vũ lạnh giọng nói. Đáng tiếc chính là, ngươi đồng thời đắc tội hai đại siêu cấp thế lực, sao có thể không chết? Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, cũng không phải là bị lời Trường Tôn Vũ hù, mà thoáng nhìn đường tâm cách đó không xa, chỉ thấy không gian chi lực càng ngày càng mạnh, cổ khí tức quen thuộc vô cùng mênh mông. Cường đại đến cực điểm kia, tùy thời đều có thể phá không mà đến. Trên người hắn trong chốc lát tuôn ra sát ý vô tận, vốn hắn cũng không muốn giết Đường Tâm, nhưng nếu để đằng quang khóa vực mà đến, hôm nay liền không cách nào vãn hồi được nữa rồi. Thân hình Lý Vân Tiêu khẽ động, đang muốn liều mạng bị Trường Tôn Vũ trọng thương, cũng phải vượt lên trước giết Đường Tâm. Đột nhiên một cánh tay a đỏ thấm khoác lên bả vai hắn, đúng là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Khanh khách! Một tiếng cười dễ nghe như chuông bạc vang lên,
dưới thanh sắc lôi quang vô tận kia, chậm rãi hóa thành một đám hỏa diễm, chậm rãi bay lên sau lưng Lý Vân Tiêu. Phu quân người đi giết Đường Tâm đi, tên muốn chết này giao cho ta. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Chớ nói lung tung, ai là phu quân ngươi? Hi hi, còn thẹn thùng không dám thừa nhận sao? Được rồi, thiên hạ anh hùng đều tụ tập ở đây, ta cũng không bức ngươi nữa. Trong ngọn lửa kia chậm rãi ngưng ra một đạo thân ảnh yểu điệu, trên mặt tươi cười, từ sâu trong biển lửa vô tận kia chậm rãi đi tới. Phi Nghê mang phục sức đỏ rực, hết sức xinh đẹp, cười xinh đẹp hơn cả hoa, miệng ngậm chu đan, một cái nhăn mày một nụ cười đều khiến lòng người chấn động. Ánh mắt như nước kia ngóng nhìn Lý Vân Tiêu, khóe miệng thủy chung mỉm cười. Sắc mặt Hàn Quân Đình đại biến, kinh hô lên, mơ hồ có nộ khí dâng lên, quát. Phi Nghê thiếu chủ, ngươi lại đứng về phía Lý Vân Tiêu sao? Cái gì, Phi Nghê, một trong mấy vị thiếu chủ của Thiên Lĩnh Long ra sao? Sắc mặt mọi người trong tràng đều đại biến, lộ ra hoảng sợ. Bọn hắn không rõ Lý Vân Tiêu từ đâu tìm đến nhiều giúp đỡ như vậy, bản thân Phi Nghê cũng không phải trọng điểm là thân phận của nàng, cùng hành vi vào lúc này đại biểu cho thái độ gì. Thiên Lĩnh Long ra trong thất đại môn phái vốn là tồn tại cực kỳ thần bí, rất ít đi lại trên đại lục, nhưng thực lực lại khiến cho sáu tông khác đều hết sức kiêng kỵ. Lúc này sắc mặt Trường Tôn Vũ cũng trầm xuống, lạnh giọng nói. Thiểu chủ Long ra, ngươi xác định muốn giúp Lý Vân Tiêu, đối nghịch với Bắc Minh Huyền Cung và Thành Hồng Nguyệt sao? Phi Nghê nhẹ nhàng cười cười, thu ánh mắt về, bước ra một bước ánh lửa đầy trời, thay thế thanh sắc lôi hải của Lý Vân Tiêu, chiếu sáng trọn cả bầu trời, cùng băng tuyết thế giới kia xa xa tương đối. Nàng cất bước về trước, hỏa ảnh đầy trời theo bước tiến của nàng mà múa, bên trong hư vô mơ hồ dần dần ngưng tụ lại hào quang, hóa thành một đầu phượng hoàng cực lớn, ẩn trên trời cao. Khuôn mặt tươi cười của Phi Nghê dần thu liễm lại, hóa thành lãnh sắc vô biên, lạnh giọng nói. Ngươi điếc sao, vừa rồi không nghe thấy ta gọi hắn phu quân sao? Theo cảm xúc nàng biến hóa, đầu phượng hoàng cực lớn kia chậm rãi mở mắt ra, một ánh mắt ngàn dặm, xuyên việt cổ kim. Toàn thân Trường Tôn Vũ run lên, dưới ánh mắt phượng hoàng kia vậy mà khiến linh hồn của hắn cảm thấy một hồi đau đớn, như bị đốt cháy vậy. Không chỉ có như thế, trên làn da toàn thân mình như bị nóng thoáng một phát, lập tức sợ tới mức không nhẹ, vội vàng xoay đi, không dám nhìn vào hai mắt phượng hoàng nữa. Sắc mặt Đường Khánh cũng âm trầm muốn chảy nước, nổi giận công kích tới Loan Quân Hạo, muốn sớm bước ra. Nhưng Loan Quân Hạo tuy có ý e sợ, nhưng thực lực quả thật cường hoành. Sắc mặt xám trắng, gắt gao kiềm chặt hắn. Cái này, ngọn lửa này. Đám thuật luyện sư hóa thần hải đều cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn đều là cảm thủ dùng hỏa, tự nhiên có thể cảm nhận được sự lợi hại của hỏa chủng này. Kỳ Thắng Phong cũng thoáng ngốc trệ, kinh ngạc nói. Đây là Phượng Hoàng thần hỏa thật sao? Không chỉ có hắn, Ninh Khả Vi ở xa xa cũng rất kinh hãi, hỏa hải chi ảnh kia lập lòe trong đôi đồng tử hắn. Ninh Khả Vân cũng há to mồm. Mặt mũi tràn đầy khó mà tin được, cả kinh nói. Trời ạ, ta thấy cái gì đây? Một đầu phượng hoàng hàng lâm Thành Hồng Nguyệt sao? Ninh Khả Vi lắc đầu nói. Làm sao có thể, phượng hoàng chính là đứng đầu Bách Cầm, đã sớm tuyệt tích thiên địa. Thiếu chủ Long gia này hẳn là huyết mạch thiên phượng, mới có thể diễn hóa ra bộ dạng, bất quá hỏa này. Sắc mặt hắn trầm xuống, ngưng trọng nói. Đây chính là thập giai thần hỏa thiên phượng A. Thập giai thần hỏa, Ninh Khả Vân giật mình nói. Ta từng nghe nói huyết mạch thiên phượng có một loại thể phách cực kỳ cường hãn gọi là thiên phượng nhất thể, chính là bất tử chi thân. Ninh Khả Vi nói. Bất tử chi thân chỉ là nói khoa trương thôi, muôn đời đến nay, ai có thể bất tử. Ngay cả thượng cổ thiên phượng chính thức cũng bị chôn trong năm tháng. Chỉ có điều thiên phượng nhất thể phối hợp với thập giai thần hỏa, sau khi trải qua cửu biến, có thể trực tiếp niết thụ hoàng bá thành thánh A. Ninh Khả Vân nuốt thoáng một phát, lẩm bẩm nói. Long gia gia xuất hiện một thiên tài, nếu cửu biến thành thánh, vậy thực lực Long gia sợ rằng sẽ bao trùm trên sáu tông khác rồi. Ninh Khả Vi nói. Thực lực Long gia vốn là mê hoặc, may là bọn hắn cũng không nhúng tay chuyện đại lục. Hơn nữa mặc dù có được thần hỏa, muốn cửu biến niết thụ hoàng bá cũng rất khó. Luận những hậu sanh tiểu bối này, ta thấy Hàn Quân Đình của Thần Tiêu Cung các ngươi, chưa chắc sẽ dưới nữ tử này. Ninh Khả Vân cười nói. Phụ thân lại đánh giá Quân Đình cao như thế, còn hơn muội muội rất nhiều.
Ánh mắt Ninh Khả Vi ngưng lại, nghiêm nghị nói. Hàn Quân Đình mang đến cho ta cảm giác phi thường không đơn giản, thành tựu tương lai tất nhiên còn trên muội muội ngươi. Vốn ta cho rằng nàng là thiên tài hậu bối hiếm thấy trên trời, hiện giờ xem ra núi cao còn có núi cao hơn, Trường Giang sau sóng tầng tầng lớp lớp, thật là khiến người thổn thức không thôi. Ninh Khả Vân nói. Vậy phụ thân đánh giá Lý Vân Tiêu thế nào? Ninh Khả Vi gật đầu nói. Người này đã yêu nghiệt không cách nào hình dung rồi, kiếm ý một kiếm vừa rồi, coi như là cổ phi dương trọng sinh, ở vào tuổi của hắn cũng tuyệt đối không thi triển ra nổi. Ninh Khả Vân cả kinh nói. Ý phụ thân là thành tựu tương lai của Lý Vân Tiêu còn trên cả cổ phi dương sao? Ninh Khả Vi ngưng trọng nói. Sợ rằng không chỉ có thế, nếu chỉ là kiếm ý thông thần, cha còn không coi trọng như thế, mấu chốt là võ đạo chi tâm của, quả thực là đạo chi sở tại cực kỳ đáng sợ. Mặc dù ngàn vạn người ta vẫn đi. Sắc mặt Ninh Khả Vân cũng trở nên trầm trọng, lạnh giọng nói. Nếu người này đáng sợ như thế, không bằng do ta ra tay, triệt để kết thúc hắn ở đây. Ninh Khả Vi nhìn nàng một cái, thở dài. Khả Vân, sát khí trên người của ngươi quá nặng, tuy rằng tu vị không dưới Khả Nguyệt và Sở Nhiên, lại vĩnh viễn không phải người chọn lựa thành chủ. Ta từng nghe nói, Sở Nhiên khoa trương kẻ này là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân. Có thể thấy ánh mắt hắn tinh chuẩn hơn xa mọi người, mà Sở Nhiên đối với hắn thế nào? Ninh Khả Vân trầm ngâm một chút, nói. Quan hệ của Lý Vân Tiêu và Sở Nhiên đại ca còn có muội muội đều vô cùng tốt. Ninh Khả Vi nói. Đúng vậy, thiên hành kiện, quân tử cần không ngừng vươn lên. Cường giả tuy mạnh, nhưng cuối cùng đều ở trong đại đạo, vĩnh viễn không thể nghịch thiên cải mệnh. Kiêu ngạo tổn hại, khiêm tốn được lợi, chỉ có khiêm tốn như nước. Mới có thể hải nạp bách xuyên, thành tựu tha đại. Ninh Khả Vân nói. Ta hiểu được, cha là muốn chiêu an kẻ này. Nhưng ta xem tâm tính kẻ này, tuyệt không dễ vậy đâu. Ninh Khả Vi cười nói. Làm sao chiêu an, cường giả chân chính, là nhìn thế tục lễ phép như cặn bã, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, không thể nào trói buộc được đâu. Ninh Khả Vân nói. Vậy ý phụ thân là. Ninh Khả Vi nói. Hắn chịu vì Nhược Băng mà thân hãm hiểm cảnh, có thể thấy hắn trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần gả Nhược Băng cho hắn, là đủ rồi. Thành Hồng Nguyệt tương lai, có muội muội của ngươi làm thành chủ, ngươi làm ngoại viện, còn có sự tương trợ cường đại từ Lý Vân Tiêu ở phía sau, nhất định có thể khôi phục một quang vinh. Ninh Khả Vân nói, ta hiểu ý cha, đợi tí nữa nếu Lý Vân Tiêu lâm vào hiểm cảnh, chúng ta liền ra tay cứu hắn, cũng bán cho hắn một cái nhân tình thật lớn. Chỉ là làm vậy tất nhiên đắc tội Đường gia, thậm chí đắc tội một gã phong hào võ đế, thật sự giá trị sao? Ánh mắt Ninh Khả Vi trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Chuyện đắc tội với người để phụ thân làm là được, trước khi ta chết, nhất định phải đánh ra cho Thành Hồng Nguyệt một mảnh tương lai. Toàn thân Ninh Khả Vân run lên, nhịn không được nói. Phụ thân nói người ngấp nghé Thành Hồng Nguyệt, rốt cuộc là ai? Ninh Khả Vi nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Giờ phút này nói còn quá sớm, Lý Vân Tiêu cướp hôn có lẽ chính là một khối đá thử vàng tốt nhất, người nọ vất vất vả và khống chế Thành Hồng Nguyệt, tuyệt đối sẽ không nhìn xem Thành Hồng Nguyệt lật úp đâu. Trên quảng trường, một mảnh băng thiên tuyết địa, một mảnh nắng gắt như lửa. Khóe miệng Phi Nghê lộ ra một tia cười lạnh, hai tay hợp lại, thân ảnh lóe lên liền biến mất trong hỏa hải. Bát chân hỏa điệp, một tiếng nhẹ vang lên. Cả người Phi Nghê đột nhiên xuất hiện ở trước người Trường Tôn Vũ, vỗ mạnh tay xuống. Trường Tôn Vũ biến sắc, song trường khẽ đảo liền nghênh đón tiếp lấy. Phanh! Hai cổ lực lượng đột nhiên phá khai, hóa thành từng đạo cương phong khủng bố đẩy đi mọi nơi. Khóe miệng Phi Nghê mỉm cười, lộ ra vẻ châm chọc. Đồng tử Trường Tôn Vũ đột nhiên co lại, thầm hô không tốt, chỉ thấy chẳng biết lúc nào nhiều ra tám đầu hỏa điệp nhẹ nhàng bay múa. Thoáng cái rơi vào trên cánh tay và bờ vai hắn. Phi Nghê nghiêng đầu, nháy mắt cười nói. Hồ điệp này có đẹp không? Chúng sẽ nổ tung đấy. Trường Tôn Vũ đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo hai hàng tóc mai, run rẩy nói. Phi Nghê thiếu chủ, Bắc Minh Huyền Cung và Long Gia gần đây. Ai nha nha, bắt đầu nhiều lời rồi, vừa rồi sao không thấy kéo quan hệ với ta chứ? Phi Nghê phiền chán nhổ ra một chữ, nói. Bạo, rầm 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 phanh, tám đầu hồ điệp từng cái nổ bung, hộ thể đế khí quanh thân Trường Tôn Vũ tuôn ra,
cả người hóa thành lưu quang bỏ chạy về phía sau. Toàn bộ băng thiên tuyết địa lập tức đều sụp đổ mất. Ha ha ha, chớ đi nha. Tiếng cười thanh thúy của Phi Nghê vang lên trên trời cao, cả người hóa thành một đạo hỏa diễm đuổi theo. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên sát ý, trực tiếp thuấn di đến trước mặt Đường Tâm, chụp mạnh xuống một cái. Tuy rằng hắn và Vương Tọa không có gì xích mích gì, hai người thậm chí còn đã từng nâng cốc ngôn hoan, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng lúc này nơi này, đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Tiểu tử ngươi dám! Đường Khánh một chiêu trấn khai Loan Quân Hạo, nổi giận hét lớn một tiếng, trên người lóe lên huyết quang, đúng là dùng bí pháp thúc đẩy lực lượng đến mức tận cùng, lập tức liền xé rách không gian, khoảng cách trăm trượng xúc địa thành thốn. Đi chết đi! Đường Khánh gào rú một tiếng, năm ngón tay thành chảo đánh xuống Lý Vân Tiêu. Năm đạo thanh ảnh như là chỉ nhận thật dài, trực tiếp cắt đứt không gian. Xuy xuy, thân thể Lý Vân Tiêu bỗng chốc bị cắt đứt hơn nửa, đều hóa thành lôi quang tiêu tán. Nhưng đạo lôi đình phía trước nhất, lập tức ngưng lại chân thân, chụp xuống trên người Đường Tâm. Phanh, một đạo trưởng phong mạnh mẽ đánh xuống, lại bị một đạo kim quang trước người Đường Tâm cản lại, không cách nào tiến thêm được nữa. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên. Không tốt, một cổ lực lượng mênh mông cách không mà đến, trực tiếp chấn khai hắn. Thân ảnh hắn chưa ổn định, liền nghiêm nghị quát. Phi Nghê, đi. Bản thân lại thuấn di một cái, xuất hiện ở bên người Khương Nhược Băng, bắt lấy nàng độn không mà lên. Thủy Tiên cũng khẩn trương, cao giọng nói. Các ngươi nhanh lên a, một cái trận pháp nho nhỏ cũng không phá được, quá vô dụng. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nàng không ngừng mà dậm chân, trong hai tròng mắt một mảnh kim quang, nhìn qua sức mạnh to lớn tuôn ra ở bốn phía Đường Tâm, tựa hồ nhìn thấy gì đó, trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Ầm ầm, trên trời cao thiên quang vừa hiện, tất cả đám mây đột nhiên nứt vỡ, thoáng cái biến mất trên hư không, toàn bộ đại trận ầm ầm cởi bỏ, chiếu sáng lên dưới ánh mặt trời. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, kinh hãi vì uy lực của Thâm Hải Cự Thú. Loại đại trận nổi danh thiên hạ này cũng có thể đánh phá trong thời gian ngắn ngủi như thế, không khỏi đều cảm thấy kiêng kỵ với Thủy Tiên. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người Lý Vân Tiêu, hắn lại không cảm nhận được chút ấm áp nào cả, độn quang thoáng cái đỉnh trệ trên không trung, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kỳ Thắng Phong co rút đồng tử, bắn ra tinh mang. Ninh Khả Vi trên tòa nhà cũng trầm xuống, trong đôi mắt bắn ra một chút hàn tinh, một cổ nguyên lực chấn động ra. Thủy Tiên ở trên không trung vạn mét, gấp đến độ dậm chân, lớn tiếng nói. Mau lên đây, còn chờ gì nữa? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, khổ sở nói. Đã chậm một bước, hắn đã tới rồi, người nhanh chóng mang Nhược Băng rời đi đi. Tay phải hắn vỗ bên hông Khương Nhược Băng liền hóa thành một đạo quang mang bắn tới Thủy Tiên. Khương Nhược Băng kinh hãi, muốn thoát ra độn quang kia, nhưng lại bất lực. Trơ mắt ếch ra nhìn Lý Vân Tiêu cách mình càng ngày càng xa, nhanh chóng lớn tiếng nói. Ta không đi, Lý Vân Tiêu ngươi theo ta cùng đi, nếu không ta tuyệt không đi. Phi Nghê cũng cả kinh, vội ngừng đuổi theo Trường Tôn Vũ, biển lửa đầy trời vừa thu lại, ngược lại hoảng sợ nhìn qua sau lưng Lý Vân Tiêu. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lưu ly chi quang, huyễn hóa ra trăm loại nhan sắc, lập lòe bất định, biến hóa không ngừng. Toàn bộ trên quảng trường mọi âm thanh yên tĩnh. Không có chút thanh âm nào, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nín hơi. Huyết dịch trong cơ thể nhìn không được bành trướng, dừng ở đạo thân ảnh lưu ly kia. Bổn tọa nếu đã đến, thì đừng ai mong đi được. Thân ảnh lưu ly chi quang kia chớp động, chậm rãi hội tụ ra một đạo chân thân, càng ngày càng rõ ràng. Một cổ sức mạnh to lớn bàng bạc từ trong hào quang giàn ra, nhật nguyệt tinh thần không hề lưu chuyển, toàn bộ thiên địa càn khôn lập tức cứng lại. Trong phạm vi ngàn trượng mà lưu ly chi quang xuất hiện, tựa hồ tất cả thời không đều đóng băng, thân hình Khương Nhược Băng cũng thoáng cái ngưng ở trên không, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, xa xưa mà sâu xa. Dưới cổ lực lượng mênh mông này, nội tâm của hắn trở nên yên tĩnh dị thường, hít sâu một hơi, cảm giác vô số linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, đều nuốt vào trong phổi, hóa thành từng chút lực lượng, phát ra đến tứ chi bách hài. Cốt cách toàn thân hắn phát ra tiếng vang ba ba rất nhỏ, như đang thư giãn, lại như xuân tầm phá kén mà ra. Thân ảnh bên trong lưu ly chi quang dần dần trở nên rõ ràng, hóa thành một thiếu niên cực kỳ tuấn lãng thân mang cẩm y.
Tất cả mọi người mở lớn đồng tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cực ít người thấy qua chân dung vương tọa, không thể tưởng được bộ dáng lại trẻ tuổi như vậy. Tóc dài màu đen theo gió mà múa, hai con ngươi như bảo ngọc, ôn nhuận sáng long lanh, hiện ra vẻ thê lương, cũng như lưu quang quanh thân xoay chuyển, một khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều lấy hắn làm chủ, không còn một ai khác. Hai mắt như nước của đằng quang hơi đổi, năm ngón tay mở ra, liền chộp tới Lý Vân Tiêu, ngâm khẽ nói. Thiên địa tù lung, bàn tay đầy vân thoáng cái hóa thành màu vàng, thủ trưởng đẩy về trước, dùng năm ngón tay làm trung tâm, hóa ra thiên viên địa phương, toàn bộ thiên địa đều biến đổi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, chỉ thấy vật đổi sao rời, chính mình đã một thân một mình, thế giới không có một bóng người, chỉ có năm cây trụ trống trời từ trời rơi xuống, hóa thành năm ngọn núi, đánh xuống. Rầm rầm rầm, năm âm thanh chấn vang, vô số hào quang phóng lên trời, ở trong mảnh thế giới vắng vẻ này, hóa thành năm tòa chỉ phong, đâm thẳng vào đám mây. Khí tức mênh mông bành trướng từ bên trong ngũ phong đẩy ra, lực lượng chấn động tầng tầng lớp lớp, phủ kín toàn bộ hoàn vũ càn không. Không chỉ có Lý Vân Tiêu, toàn bộ người trong thành Hồng Nguyệt đều hoảng sợ phát hiện, dưới một chiêu của đằng quang, mình đã sớm thay hình đổi vị, không biết thân ở nơi nào, chỉ có năm đạo trụ phong đỉnh thiên lập địa, như trụ trống trời căng ra thế giới. Ninh Khả Vân sợ hãi nói. Phụ thân, bốn phía nàng cũng trống rỗng không có một bóng người. Một tiếng kêu gọi vang lên, không gian bên trái hơi động một chút, thân ảnh Ninh Khả Vi hiển hóa ra, dừng ở năm tòa trụ phong không nói. Đằng quang đứng sững ở trên một đỉnh, hai tay thả lỏng phía sau, đột nhiên ánh mắt cho chút ngưng tụ, sắc mặt biến thành nghiêm nghị. Đường Tâm đang ngồi xếp bằng ở chỗ cạnh hắn không xa, trên người tuôn ra từng đạo lục quang, đang điều tức thương thế. Đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bổ ra mây mù chém xuống dưới. Đằng quang ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, duỗi tay phải ra trước. Phanh! Vô số kim mang tóe lên tứ tán, một thanh kiếm bản rộng cực lớn đặt trên cổ tay hắn, không thể rung chuyển một chút nào. Thủy Tiên một thân kim quang sán lạn, trong hai đồng tử một vòng dị sắc màu vàng hiển hiện, quát to. Đi chết đi! Hai tay nàng nắm lấy kiếm bản rộng. Giơ lên cao cao, từng đạo kiếm phủ bay ra, hóa thành kiếm vũ, đột nhiên chém xuống. Uống! Bát khổ kiếm ý bay lên, nhân sinh khổ hải, quay đầu lại là bờ. Ồ, cổ lực lượng này! Ánh mắt đằng quang ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc, lại cử động cánh tay đỡ lấy. Phanh một tiếng, kiếm bản rộng chém vỡ phòng ngự trên cổ tay hắn, trực tiếp đâm vào trên người. Bao cổ tay kết thoáng một phát vỡ ra một đường vết rách. Sắc mặt đằng quang trầm xuống, cánh tay run lên, lập tức một đạo quang mang bồng lên, trực tiếp đánh bay Thủy Tiên ra ngoài. A! À, Thủy Tiên kinh hãi quát to một tiếng, cả thân ảnh liền bị chấn vào tầng mây, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Đằng quang hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, chụp lên trời cao. Lập tức một cổ phong vân bắt đầu khởi động, toàn bộ không gian đều ngưng tụ, bị lực lượng một chảo của hắn kéo xuống. A! À, lại là tiếng kêu sợ hãi của Thủy Tiên vang lên, cả người bị kinh lực giật xuống, phanh một tiếng hung hăng ngã trên đỉnh núi, chấn lên đầy bụi đất. Sư muội, không trung truyền đến thanh âm kinh sợ của Hóa Tu, nện xuống một cái lợi vĩ, vỗ lên mặt đằng quang. Ánh mắt đằng quang ngưng tụ, một cổ lực lượng vô hình lập tức nổ bung. Ầm ầm, Hóa Tu cả người bay lên hư không, phun ra một búng máu tươi trên trời cao, trực tiếp ngã xuống chỗ Thủy Tiên. Chật vật không chịu nổi. Còn ngươi nữa, nếu là vị hôn thê của đồ đệ ta, thì cũng tới đây đi. Đằng quang sắc mặt lạnh nhạt, vươn tay lần nữa một chảo, không gian thay đổi thoáng một phát, Khương Nhược Băng bị hung hăng quăng ra, rơi trên mặt đất. Ai là hôn thê của đồ đệ ngươi, ta có đáp ứng không? Đều là các ngươi một bên tình nguyện thôi. Khương Nhược Băng đại hận, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đằng quang, tựa hồ vô cùng tức giận. Đằng quang nhướng mày, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi sao? Nếu ngươi đã không muốn, ta liền làm chủ, hủy bỏ đi hôn sự này. Ách, thật sự. Khương Nhược Băng sửng sốt một chút, bộ dạng có chút ngốc trệ, phảng phất không thể tin, vấn đề khiến cho nàng thống khổ đã lâu, cứ như vậy giải quyết sao? Đằng quang hừ lạnh nói. Bổn tọa nói, chưa từng giả bộ, dùng thiên tư của đồ nhi ta, được truyền thừa trận đạo của ta. Thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Chịu lấy ngươi là phúc phần của ngươi,
đã không tự tiếc, vậy thì phúc phận này đương nhiên cũng không còn nữa. Khương Nhược Băng cảm thấy có chút thẫn thờ, kinh ngạc nói. Vậy lời ngươi nói, người Đường gia có nghe không? Đăng Quang cảm thấy im lặng, nói. Ngươi cảm thấy thế nào?